sức mạnh đại địa, Triệu Bân nhướng mày. Hắn cảm nhận không sai, quả thật là sức mạnh đại địa. Theo như hắn đoán thì căn cơ của Thiên Tông đa phần cũng liên kết với đại địa linh mạch bên dưới đế đô tạo ra đại địa linh mạch, truyền tinh nguyên đại địa đến bên này rồi lại luyện hóa nó thành sức mạnh đại địa để cho đệ tử Thiên Tông tu luyện, cả Thiên Tông cũng chỉ có gác xếp này mới có huyền cơ này. Thảo nào đều muốn chạy sang bên này, Triệu Bân thầm nói. Tinh túy đại địa, dùng để tu luyện, hiệu quả rất cao. Tiếc là thánh địa tu luyện này chỉ như một món đồ trang trí với hắn, lúc nào hắn cũng đang hấp thụ, hoàn toàn không cần dùng đến. Nếu muốn tu luyện thì cứ đến thẳng đại địa linh mạch, tinh nguyên nhiều hơn. Hắn từng nghĩ dẫn mấy người Lăng Phi đến đại địa linh mạch. Nhưng suy nghĩ này quá nguy hiểm, nói chính xác thì dưới lòng đất rất nguy hiểm. Đại địa linh mạch, được hoàng tộc và Thiên Tông xem trọng, một khi bị người nào cảnh giác lẻn vào thì chắc chắn sẽ chết. Muốn giúp mọi người tu luyện, truyền sức mạnh đại địa linh mạch ra ngoài có vẻ an toàn hơn. Nói được thì làm được. Hắn chuyển phân thân ở thành Thiên Thu chuyên tâm vào xây dựng tế đàn. Trên tế đàn cũng có hoa văn tương tự như tế đàn nhỏ mà hắn ngồi xuống, bốn hướng của tế đàn đều có một phân thân ngồi xếp bằng trên đó hấp thụ sức mạnh đại địa. Nói đơn giản nhưng làm thì rất lâu. Ngươi, làm gì đó? Ma tử thấy thế nhàn nhã lắc lư đến gần. Phân thân chưa đáp lời tỏ ý hắn ngồi lên tế đàn. Ma tử không nói gì bước đến. Khi ngồi xuống, hắn ta cảm nhận được cơ thể và hồn phách run lên, có tinh hoa cuồn cuộn trào dâng từ trên tế đàn về phía người hắn ta, vẫn là một luồng sức mạnh cực kỳ dồi dào, khác với linh khí nhưng lại tinh túy hơn linh lực. Đây là, ma tử khó hiểu nhìn phân thân. Sức mạnh đại địa. Phân thân cười cũng chính là Triệu Bân cười. Ma tử nghe thế cũng cảm thấy kinh ngạc. Sức mạnh đại địa là tinh hoa của trời đất, trong sách bí thuật của ma gia cũng có giới thiệu, tinh nguyên dồi dào vừa để tu luyện vừa nuôi dưỡng cơ thể và hồn phách, sức lực thần kỳ của nó không phải là thứ mà linh khí bình thường có thể so sánh. Sức mạnh này ở đâu thế? Ma tử thử hỏi. Dưới đế đô có đại địa linh mạch, Triệu Bân cười nói, không hề giấu giếm. Đây. Ma tử kinh ngạc không thể hoàn hồn, nếu không phải Triệu Bân nói cho hắn ta biết thì có ma mới biết hoàng tộc còn có bí tịch này, đại địa linh mạch. Ngưng kết thể của tinh túy đại địa, sự cuồn cuộn sức mạnh của nó là thứ hắn ta khó là biết trước được. Một lúc sau hắn ta mới như hiểu ra vài chuyện, chẳng trách Triệu Bân lại có khí huyết và chân nguyên dồi dào như thế, hóa ra là có năng lực cấp thần, có sự bổ sung không ngừng thì có thể thăng cấp vô hạn. Con mợ nó. Tiếng văng tục liên tục vang lên ở thành Thiên Thu. Chuyện này là do ma tử đã nói với các trưởng lão biết về đại địa linh mạch khiến cho ai cũng hết sức phấn khởi, bọn họ thật sự đã đánh giá thấp hoàng tộc, cũng đã đánh giá thấp Triệu công tử, tên nhóc này thật sự có tài năng tầm bảo. Mạng lưới tình báo của ma gia trải rộng khắp bốn phương nhưng vẫn không biết được chuyện đại địa linh mạch, thế mà hắn lại biết. Mà chuyện này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Triệu Bân có thể truyền được đại địa tinh nguyên về nơi này. Thử nghĩ đi, được tu luyện bằng đại địa lực thì còn gì tốt đẹp hơn nữa. Đừng lười biếng. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, tất nhiên là đang nói với phân thân của mình. Phân thân của hắn đang cẩn trọng xây dựng tế đàn. Sau khi xong việc thì hắn sẽ chuyển đại địa lực đến thành Thiên Thu. Làm như vậy cũng không đúng đối với hoàng tộc nhưng hắn sẽ không đi quá xa, ít nhất thì hắn cũng sẽ không cướp sạch. Hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đại địa linh mạch tựa như bộ rễ của cây cối. Thời gian trôi qua có thể sự mình sinh trưởng, những gì mà hắn lấy đi đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được, bất luận như thế nào thì hắn cũng sẽ không làm tổn hại đến cốt lõi của đại địa linh mạch. Đồng minh này đúng là một quý nhân, đại trưởng lão ma ra nói, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ không thôi. Mắt nhìn người của ta vẫn rất tốt, ma tử âm trầm nói, trên gương mặt lộ ra vẻ hài lòng, quyết định đúng đắn nhất trong đời của hắn ta chính là kết đồng minh với Triệu Bân. Ngày hôm nay thành Thiên Thu bận rộn một cách lạ thường. Tế đàn đã được xây dựng không ít, người của ma gia ai cũng có chỗ để tu luyện, mà chỗ tu luyện cũng có thời gian hạn chế, vẫn là câu nói kia, làm nhiều được nhiều làm ít được ít, nhưng người trước giờ làm ít hoặc nhàn hạ thì đương nhiên phải xếp ở phía sau cùng danh sách được tu luyện. Ngày hôm nay còn có một tin vui khác. Nhị trưởng lão ma gia sau khi hấp thu đại địa linh lực quả nhiên đã có thể đột phá. Như vậy thì ma gia lại có thêm một cường giả chuẩn thiên. Két.
Trong ánh hoàng hôn, Triệu Bân đẩy cửa bước ra. Thánh địa tu luyện đối với hắn không có tác dụng gì lớn, cho nên hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Về phần lệnh bài có thời hạn thì hắn cũng sẽ giao cho Lăng Phi và Xích Hiên, thiên các vô dụng đối với hắn nhưng đối với bạn bè của hắn thì khác. Nếu có thể thì hắn sẽ xây một tế đàn trên đỉnh Thanh Vũ. Mấy người Lăng Phi đều đang đắm chìm trong việc tu luyện. Triệu Bân liếc mắt nhìn rồi cũng không quấy rầy mà chỉ đi thẳng ra ngoài thành. Hửm! Thấy Triệu Bân đi ra khỏi thành, đại trưởng lão đang canh gác cũng phải nhướng mày. Thiên các chính là một nơi tốt để tu luyện, đừng nói đến các đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng không muốn rời khỏi, thế mà tên nhóc này lại không tỏ ra quý trọng, chỉ luyện có một ngày là đã chạy ra ngoài. Hửm! Triệu Bân bỗng lẩm bẩm một tiếng, chân trước đã bước ra khỏi sơn cốc lại thu trở về. Sau khi liếc mắt nhìn bốn phía thì hắn mới đi thẳng tới chỗ trưởng lão mập mạp mặc áo trắng. Tuy hắn không biết lão ta là ai nhưng người có thể trấn thủ ở thiên các thì chắc chắn không phải là người có thân phận đơn giản. Khi bước tới hắn còn nhìn chằm chằm vào bầu rượu của trưởng lão áo trắng. Bầu rượu không phải là vật hiếm, nhưng trên bầu rượu của lão ta còn có khắc một cổ tự, đó mới chính là bảo bối. Đúng vậy, cổ tự đó chính là Độn Giáp Thiên Tự, lúc trước do hắn bước nhanh nên không để ý, lần này thì hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Tưởng lão! Bầu rượu này của ông có bán không? Triệu Bân cười nói. Không bán, trưởng lão áo trắng nhấp một ngầm rượu rồi nói. Giá cả rất dễ theo ưng lược, Triệu Bân cười nói. Đây là đồ gia truyền của lão phu, trưởng lão áo trắng hà một hơi lên bầu rượu, sau đó còn dùng tay áo lau lau, có bán hay không tạm thời còn chưa nói tới, nhưng ngay khi có người hỏi mua thì phải đánh phủ đầu trước, làm như vậy thì quá trình thương lượng sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây gọi là nghệ thuật bán hàng đỉnh cao. 3 vạn, Triệu Bân giơ ra 3 ngón tay nói. 10 vạn, trưởng lão áo trắng vuốt râu nói. 1 giá cuối cùng, 5 vạn. Bán luôn. Triệu Bân và trưởng lão áo trắng mua bán hết sức nhanh gọn. Trước khi giao bầu rượu thì trưởng lão áo trắng còn không quên uống hết rượu bên trong trước. Theo như lời lão ta nói thì không nên lãng phí rượu ngon, mà lão ta còn là một cao thủ tửu lượng. Tạ ơn trưởng lão, Triệu Bân mỉm cười nhận lấy. Độn Giáp Thiên Tự, đừng nói 5 vạn, 5.000 vạn cũng đáng mua. Thứ khiến cho ngay cả Nguyệt Thần cũng không thể nhìn thấu thì chắc chắn là bảo vật vô giá. Ở chỗ ta vẫn còn, muốn mua nữa không? Trưởng lão áo trắng cười nói, từ trong tay lấy ra một bầu rượu khác. Triệu Bân liếc nhìn. Có nhiều bầu rượu giống nhau cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là bên trên nó không có Độn Giáp Thiên Tự. Không cần. Triệu Bân xua tay, cầm lấy bầu rượu vừa mua chuồn mất. Hắn đi vào một góc khuất trong núi, khắc Độn Giáp Thiên Tự lên kiếm Long Uyên. Sau đó hắn lại nhỏ một giọt máu lên thanh kiếm, đây là cách mà Nguyệt Thần đã dạy hắn, lấy máu nuôi dưỡng kiếm một thời gian dài thì chủ nhân sẽ tạo ra được một liên kết chặt chẽ với thanh kiếm. Phương pháp này quả thực rất hữu ích, hắn thực hiện nó hàng ngày. Cho đến nay hắn cảm thấy dường như kiếm Long Uyên đã trở nên thực sự thân thiết với hắn, hắn luôn cảm thấy mỗi một lần xuất kiếm thì bản thân đều có thể hợp nhất làm một với thanh kiếm. Một cơ hội. Luôn đi kèm với một rắc rối. Ngay khi hắn vừa rút kiếm Long Uyên ra thì đã nghe thấy có một tiếng kêu rên đột nhiên phát ra, thanh kiếm rung động mạnh đến mức khiến cho hắn gần như không thể đứng vững, nguồn năng lượng từ trong thanh kiếm khống chế nửa người của hắn. Khiến cho năng lượng bên trong cơ thể của hắn lưu chuyển không ngừng, tứ chi xương cốt kêu lên răng rắc, thậm chí dường như còn có một ngọn lửa đang chạy trong sinh cơ của hắn khiến cho hắn bị thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi phải kêu rên lên. Mà điều kỳ lạ nhất còn chưa phải là điều này. Điều kỳ lạ nhất chính là cơ thể của hắn đang co lại từng tấc một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không sai, toàn thân hắn đang co lại. Chuyện này. Triệu Bân sững sờ. Cố gắng ngăn cản nhưng không ngăn được. Nếu như có người ở đây nhìn thấy thì nhất định sẽ cảm thấy rất kinh dị, một người đàn ông trưởng thành to cao trong phút chốc đã nhỏ lại thành thiếu niên, sau đó tiếp tục nhỏ lại thành một đứa trẻ con. Sự thay đổi vẫn tiếp diễn cho đến khi hắn nhỏ lại như một đứa trẻ 1-2 tuổi. Giờ phút này nhìn lại kích thước của hắn thực sự khiến cho người khác cảm thấy rất thương cảm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt Triệu Bân lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, chỉ biết kêu trời, tại sao hắn lại trở thành như vậy chứ? Nguyệt Thần thấy vậy thì cũng không khỏi giật giật khóe miệng.
đã nói mà, cơ hội luôn đi kèm với rắc rối. Chỉ có điều tên nhóc Triệu Bân 2 tuổi này trông rất mập mạp đáng yêu, Nguyệt Thần là thần mà cũng vô thức dâng lên cảm giác của người mẹ, chỉ muốn véo gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của hắn, chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, nếu như xách hắn ra ngoài chơi thì chắc chắn là rất vừa tay. Biến trở lại cho ta. Triệu Bân nắm chặt tay thi triển thuật biến thân. Thuật biến thân chỉ có tác dụng trong phút chốc, sau đó, gần như ngay lập tức hắn đã biến trở lại thành đứa trẻ. Hắn thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Sao có thể như thế được? Sắc mặt của Triệu Bân lúc này trông hết sức khó coi. Biến cố đột nhiên ập đến có chút quỷ dị, hắn phải tìm ai đó để hỏi. Có lẽ hắn nên đi gặp Dương Huyền Tông để hỏi tại sao đang yên đang lành thì hắn lại bị cải lão hoàn đồng như thế này. Hắn đang ở trong hình hài của một đứa trẻ chân ngắn tay ngắn cho nên bước đi của hắn cũng tập tễnh loạng choạng. Chủ yếu chính là hắn còn không đi nổi. Lần đầu tiên cải lão hoàn đồng, hắn vẫn chưa thể nào thích ứng được với hình thái hiện tại của mình, cho nên vừa bước đi vài bước là đã té nhào. Nhìn từ xa trông hắn giống y như một viên thịt nhỏ đang lăn lóc trên đường. Cố gắng đi được thêm một đoạn thì hắn lại đâm đầu vào một gốc cây. Ồ không, hình như hắn đã đâm đầu vào đùi của ai đó. Đây là chân của ai? Chính là chân của Long Phi. Công chúa đang đi trên đường thậm chí còn không hề nhìn thấy hắn mà chỉ cảm thấy dưới chân có một vật thể không rõ đã đụng phải mình. Cô ta nhìn xuống, hừm, đứa trẻ này là con nhà ai đây? Oa! Triệu Bân ngồi phịch xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu nhỏ nhe răng trợn mắt. Tên nhóc này! Long Phi ngồi xổm xuống, quét nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nữ nhân đều thích những thứ nhỏ bé dễ thương. Long Phi lúc này cũng giống như vậy, cô ta đang vừa nói vừa thích thú sờ sờ vào gương mặt nhỏ xinh của Triệu Bân. Ta là, Cơ Ngân, Triệu Bân đứng lên nói. Cơ, Ngân. Long Phi ngẩn ra, không khỏi xem xét kỹ càng, càng xem xét thì nét mặt của cô ta lại càng trở nên phấn khích, hình dáng và kích thước của hắn đã thay đổi nhưng khí chất của hắn vẫn không thay đổi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Cơ Ngân, nhưng tại sao hắn lại cải lão hoàn đồng? Ngươi! Ta có bệnh! Triệu Bân cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Long Phi im lặng nhưng thái độ đã nói lên tất cả, ngươi đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Triệu Bân không nhiều lời, tiếp tục bước đi. Hắn không có thời gian để đứng đây nói chuyện vô nghĩa, hắn phải nhanh chóng tìm Dương Huyền Tông hỏi một chút. Long Phi quay đầu đuổi theo. Một tay bế Triệu Bân lên rồi bay thẳng đến đỉnh núi của trưởng giáo. Ta tự đi được, sắc mặt Triệu Bân đen lại. Long Phi khẽ ậm ừ một tiếng nhưng vẫn bế theo hắn. Công chúa chỉ muốn giúp người, sợ Triệu Bân bỏ chạy cho nên cô ta còn thi triển cửu vĩ hóa khóa chặt hắn tại chỗ. Chủ yếu là bởi vì cảm giác bế theo Cơ Ngân, rất thích. Thanh danh một đời của Triệu công tử lại một lần nữa bị quét sạch sẽ. Nhìn từ xa người không biết có khi còn tưởng Long Phi đang mang theo một con thỏ. Hửm, đứa trẻ đó là ai? Nó không phải là con trai của công chúa chứ? Đừng nói nhảm, công chúa còn chưa gả đi, lấy đâu ra con trai? Mặc dù là ban đêm nhưng trên núi vẫn có rất nhiều người, nhìn thấy cảnh này thì nét mặt của ai cũng lộ ra vẻ kỳ quái, công chúa có thân phận không tầm thường, tại sao lại bế theo một đứa trẻ không rõ lai lịch trên tay, đây là tình huống gì? Còn đứa trẻ đó nữa, không biết là con nhà ai, bị bế đi khắp nơi như vậy kể cũng không tốt. Cơ Ngân. Cũng có một số đệ tử có nhãn giới cao thâm dường như đã nhìn ra vấn đề, ai cũng nheo mắt lại. Càng ngày càng có nhiều người nhìn ra manh mối, đứa trẻ đó có khí tức độc nhất vô nhị giống hệt Cơ Ngân, chuyện này thật là thú vị, hắn chính là đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông. Đệ tử đánh bại Ngao Diệt, tại sao hắn lại biến thành bộ dạng của một đứa trẻ như vậy? Có phải vì hắn quá vô lại cho nên ông trời không thể tha thứ cho hắn được nữa hay không? Long Phi không để tâm đến bọn họ, một đường đi thẳng. Trong lúc đó cô ta cũng không ngừng liếc nhìn Triệu Bân. Nói thử xem, tại sao lúc nhỏ trông người đáng yêu như vậy mà ngày lớn lại biến thành một người có gương mặt bình thường không có nét gì nổi trội? Chuyện này thì Nguyệt Thần có thể trả lời, bởi vì hình dạng cải lão hoàn đồng này chính là hình dạng thật sự của Triệu Bân. Mặt nạ da người đã biến mất sau khi Triệu Bân nhỏ lại thành đứa trẻ, sau khi hắn lớn lên thì mặt nạ da người mới có thể hiển hóa trở lại.
cuộc sống của Triệu Bân đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ của hắn đã từng nói, có khiêu khích ai cũng không thể khiêu khích nữ nhân, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Như vị công chúa này đây rõ ràng là đang nhân cơ hội báo tư thù, hôm nay cô ta xách được hắn đi khắp nơi thế này hẳn là rất có cảm giác thành tựu. Cửu vĩ tiên hồ ở bên trong cơ thể của Long Phi cũng mở to mắt thích thú liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới trong suốt đường đi. Ban đêm, nội môn trở nên hết sức náo nhiệt. Những nơi Long Phi đi qua đều không thiếu bóng người chạy ra xem, có đệ tử nội môn mà cũng có trưởng lão nội môn. Trong số những người đó có 3 phần là tới xem Long Phi, nàng công chúa đại hạ xinh đẹp tựa thiên tiên, 7 phần còn lại là tới xem cơ ngân, so với Long Phi thì bộ dáng của tên nhóc này còn bắt mắt hơn rất nhiều. Nội môn náo nhiệt, Thành Thiên Thu cũng náo nhiệt. Người của Ma Gia và Triệu Gia đều đã tập trung đông đủ nhìn chằm chằm vào phân thân của Triệu Bân. Hóa ra khi Triệu Bân cải lão hoàn đồng thì phân thân của hắn cũng không tránh khỏi số phận như bản chính. Tất cả đều đã nhỏ lại thành đứa trẻ con, phân thân nào cũng cảm thấy rất bực bội. Sao tự nhiên đang yên đang lành lại bị biến thành đứa trẻ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma Tử xách một phân thân lên xem xét. Các trưởng lão còn lại cũng như vậy. Ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kỳ quái, có mấy lão già không đứng đắn còn bắt phân thân lại để búng chim bé khiến cho phân thân đẫm lệ lưng tròng, bản chính ở xa cũng phải nhe răng trợn mắt vì đau. Thú vị quá! Phượng Vũ thì dè dặt hơn, cô ta đặc biệt thích thú với gương mặt nhỏ xinh của phân thân, cứ vét lấy vét để. Bên này, Long Phi đã lên tới đỉnh núi của trường giáo. Dương Huyền Tông có ở đó, Phi Ca nhìn thấy Long Phi bế theo một đi ca trẻ thì liên giật mình. Cơ ngân, sau một hồi sững sờ thì ông ta mới bước lên phía trước xem xét kỹ hơn, sao lại thế này? Đệ tử gặp hắn trên đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Long Phi cuối cùng cũng đặt Triệu Bân xuống. Sư bá, đệ tử có bệnh, Triệu Bân trình bày rất ngắn gọn dễ hiểu. Nhìn ra rồi, Dương Huyền Tông phất tay biến ra một đám mây rồi đem Triệu Bân đặt lên trên, còn ông ta thì đi vòng quanh Triệu Bân, quét nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng còn vươn tay ra sờ nắn xương cốt của Triệu Bân, tên nhóc này buổi sáng vừa mới lĩnh lệnh bài thì buổi tối đã cải lão hoàn đồng rồi. Triệu Bân không phản ứng lại ông ta, hắn biết rằng Dương Huyền Tông đang chữa bệnh cho mình. Long Phi cũng im lặng, cô ta đang rất tò mò muốn trưởng giáo nói cho mình biết đáp án của chuyện kỳ lạ này. Không có bệnh. Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Dương Huyền Tông lẩm bẩm. Ông ta không nhìn thấy dấu vết thương tích trên người của cơ ngân, bên trong cơ thể của hắn cũng không có gì bất thường. Có chuyện gì? Một nhóm trưởng lão đã lên núi, hơn phân nửa đều đã nghe nói đến chuyện này, ngay cả trưởng lão ngoại môn như Chư Cát Huyền Đạo, Đan Huyền, lão đạo Âu Dương và lão Trần Huyền cũng đã chạy tới. Không thấy Vân Yên, chắc là vẫn còn đang bận bế quan. Một đám lão già vội vội vàng vàng chạy tới xem kịch hay. Ngay cả Long Phi cũng bị đẩy ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại cải lão hoàn đồng? Do công pháp ảnh hưởng sao? Bởi vì có rất nhiều lão già ập tới cho nên tất nhiên cũng không thể thiếu những tiếng bàn luận xì xào. Cảnh tượng trông không được bình thường cho lắm, một đám lão già đứng thành 3 lớp vây quanh Triệu công tử, mỗi người lại thể hiện một thái độ khác nhau, có lão gãi cằm, có lão vuốt râu, có lão lộ ra nét mặt thích thú. Lão già nào cũng xem xét khắp người của Triệu Bân để tìm ra nguyên nhân. Nhưng cho dù có xem xét cỡ nào thì bọn họ cũng không nhìn ra nguyên nhân là gì. Triệu Bân kinh sợ không thôi, bị mấy lão già này nhìn chằm chằm khiến cho hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đi thỉnh sư thúc. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi nói. Chuyện này xem ra phải tìm Linh Lung đến xem thử. Ngay lập tức có người xuống núi đi thẳng tới đế đô. Không bao lâu sau thì họ liền gặp được Linh Lung, bên cạnh cô ta còn có nữ soái Xích Diễm. Hai người này vừa nhìn thấy Triệu Bân thì hai mắt đã sáng lên, bọn họ chẳng những đều có cảnh giới chuẩn thiên mà còn đều là nữ nhân cho nên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tên nhóc này, nhìn thấy đứa trẻ mập mạp đáng yêu thì bản tính người mẹ của bọn họ đã bắt đầu dâng lên. Sư thúc, hình như hắn thực sự có bệnh, Dương Huyền Tông nói. Còn cần phải nói sao? Linh Lung vươn tay ra véo véo gương mặt nhỏ của Triệu Bân, tiện tay còn chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Triệu Bân, quả nhiên cảm giác này rất thoải mái, nếu như không phải tình hình không thích hợp thì cô ta nhất định sẽ mang tên nhóc này về nhà, tên nhóc này thực sự quá đáng yêu rồi.
Sắc mặt của Triệu Bân tối sầm lại, đây là đang khám bệnh cho hắn hay mang hắn ra làm trò đùa? So với Linh Lung thì nữ soái Xích Diễm dè dặt hơn rất nhiều, đôi mắt đẹp của cô ta đang nheo lại xem xét. Có thể nhìn ra được điều gì khác thường không? Linh Lung hỏi. Nữ soái nhẹ nhàng lắc đầu, cũng đưa ra kết luận, tên nhóc này không có bệnh. Xem đi, ai cũng nói là hắn không có bệnh. Đối với kinh nghiệm của bọn họ, chuyện quỷ dị này không có cách nào giải thích được. Hay là thỉnh hai vị sư tổ đến xem một chút. Dương Huyền Tông sử dụng bí thuật truyền âm nói với Linh Lung, hai vị sư tổ mà ông ta vừa nhắc tới tất nhiên chính là Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước, cường giả thiên võ đoạt thiên tạo hóa có nhãn giới cực kỳ cao thâm, có lẽ họ sẽ nhìn ra một ít manh mối. Bọn họ đều đang bế quan, Linh Lung hít sâu một hơi nói. Đến nửa đêm thì các trưởng lão mới lần lượt rời đi, nhưng sự thích thú thì vẫn chưa hết. Linh Lung và nữ soái Xích Diễm cũng rời đi, trở về tìm đọc sách cổ. Dương Huyền Tông vẫn ở lại, phóng tầm mắt nhìn về một hướng không xa. Ở hướng đó Triệu Bân đang ngẩng đầu nhìn một gốc cây linh quả này không hề tầm thường, mỗi một linh quả trên cây đều trong suốt như pha lê, mang hương thơm nồng đậm, hương thơm thấm sâu vào ruột gan khiến cho người ta cảm thấy hết sức sảng khoái, nếu như hắn đoán không sai thì đây nhất định là kim linh quả, ăn vào có thể rèn luyện khí lực, lợi ích rất nhiều. Thật là kỳ quái, Dương Huyền Tông lẩm bẩm. Sư bá sớm nghỉ ngơi, Long Phi chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Nhà đầu, người cũng mang tên nhóc này đi đi, Dương Huyền Tông vội vàng nói. Long Phi nhíu mày, chuyện này. Vân Yên sư muội còn đang bế quan, người của đỉnh Thanh Vũ đều đã tới tu luyện ở Thiên Các, nhưng tên nhóc này thì cần có người chăm sóc, Dương Huyền Tông ôn hòa cười nói, lời nói của ông ta cũng rất có lý. Kỳ thực là do ông ta muốn tạo cơ hội cho Cơ Ngân và Long Phi bồi dưỡng cảm tình. Như thế thì khế ước cộng sinh sẽ được ký kết thuận lợi hơn. Đây là điều mà trưởng giáo đã dụng tâm suy nghĩ. Đây cũng là ý của Linh Lung. Được rồi. Long Phi lẩm bẩm, trưởng giáo đã lên tiếng thì cô ta đành phải nghe theo. Chủ yếu là do cô ta còn muốn mang Cơ Ngân về để tính sổ với hắn. Không, ta không đi. Sau đó liền nghe thấy tiếng la thất thanh của Triệu công tử. So với việc đi với Long Phi thì ở lại đỉnh núi này vẫn an toàn hơn. Tuy nhiên, hắn có la to cỡ nào cũng vô ích, Long Phi vẫn một tay thi triển cửu vĩ hóa, một tay bế hắn xuống núi, nhìn từ xa giống như cô ta đang mang theo một con thỏ rừng, hơn nữa tay nhỏ chân nhỏ của nó còn đang khua khoáng liên hồi. Không tệ. Phía sau, Dương Huyền Tông vuốt râu cười. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết chính là như vậy. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy cả hai rất xứng đôi. Xuống núi rồi. Dưới chân núi vẫn còn có rất nhiều bóng người, phần lớn là đệ tử nhưng cũng có không ít trưởng lão. Bọn họ đều đã nghe nói đến việc cải lão hoàn đồng của Triệu Bân, nhưng đáng tiếc bọn họ không có đủ tư cách lên đỉnh núi của trưởng giáo xem xét cho nên chỉ có thể ở đây chờ đợi. Vừa nhìn thấy Long Phi và Cơ Ngân xuống núi thì tất cả lại bắt đầu ồn ào. Thực lòng mà nói, ngoại hình lúc nhỏ của Cơ Ngân trông thông minh lanh lợi hơn gương mặt ngày lớn của hắn rất nhiều. Không ngờ lúc nhỏ đáng yêu mà ngày lớn lại càng lúc càng khó nhìn. Công chúa thật là mạnh mẽ. Nhiều đệ tử ho khan một tiếng, dù sao Cơ Ngân cũng là đệ tử nội môn. Cơ hội đến rồi, đám người Ngô Khởi ở trên đỉnh núi cách đó không xa có kính viễn vọng cho nên có thể thấy rõ Triệu Bân đã bị cải lão hoàn đồng. Với cơ thể nhỏ bé như vậy thì chắc chắn sức chiến đấu của hắn đã giảm đi rất nhiều. Cơ hội của bọn họ đã đến, lúc này ai cũng đang nghĩ cách để đánh Cơ Ngân tàn phế. Long Phi dừng lại trên một đỉnh núi. Đây là đỉnh Ngọc Linh, đỉnh núi chỉ dành riêng cho công chúa. Trong số đệ tử Thiên Tông thì chỉ có một mình cô ta là có được vinh dự này. Đỉnh Ngọc Linh tuy không lớn nhưng rất thanh tĩnh. Ngoài Long Phi ra thì ở đây còn có hai cô gái khác. Hai người này là thị nữ của công chúa được điều tới đây từ Hoàng Cung để chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của công chúa. Không hổ là công chúa đại hạ, ngay cả thị nữ của cô ta cũng có cảnh giới huyền dương đỉnh phong, hơn nữa trông người nào cũng hết sức xinh đẹp, chỉ có điều vẫn còn kém xa Long Phi. Hửm! Triệu Bân thở dài lẩm bẩm một tiếng, bị bế vào đỉnh Ngọc Linh hắn cũng không còn dãy dụa nữa, trở nên rất an phận.
chỉ có điều cái mũi nhỏ của hắn lúc này lại hơi giật giật như một chú chó con đang đánh hơi. Có lôi tức. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, hắn đã ngửi được mùi của lôi tức. Nếu như hắn đoán không nhầm thì bên trong đỉnh Ngọc Linh nhất định cũng có một tòa lôi trì. Đồ tốt. Triệu Vân cười ha hả, cái lưỡi nhỏ còn liếm mép tham lam. Không đi, hắn nhất quyết sẽ không rời đi cho đến khi nào hắn hấp thụ sạch sẽ lôi tức trong lôi trì của Long Phi. Sao ngươi không nhảy xuống, Long Phi nhìn Triệu Bân cười nói. Buồn ngủ, Triệu Bân ngáp một cái nói. Nghe đến đây thì hai thị nữ đều che miệng cười trộm, không biết đây là nhân tài nhà ai, trước giờ chưa từng có ai dám giỡn mặt với công chúa của bọn họ thế mà Cơ Ngân lại dám, tên nhóc nổi tiếng này nay lại cải lão hoàn đồng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của hắn đúng là đáng yêu hết sức. Ngươi ngủ bên kia. Long Phi cũng bị chọc cười, tiện tay đặt Triệu Bân xuống. Đôi chân nhỏ của Triệu Bân bước đi tập tễnh, hắn lạch bạch đi thẳng lên tòa lầu các mà Long Phi chỉ, chờ tới khi đêm dài yên tĩnh thì hắn nhất định sẽ trở ra ngoài tản bộ, hiếm khi mới có thể gặp được một tòa lôi trì, nếu như có thể hấp thụ nó thì có khi lại gặp được cơ duyên tạo hóa khác. Cải lão hoàn đồng. Ở thành Thiên Thu vẫn đang là ban ngày, những tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Bên trong Thiên Tông có nội gián của Ma gia. Sau khi người đó đi xem xét tình hình của Triệu Bân thì đã truyền tin trở lại đây, xác định chắc chắn là Triệu Bân đã cải lão hoàn đồng, chuyện này khiến cho cả Thiên Tông một phen nhốn nháo mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Chuyện này đúng là kỳ quái. Đại trưởng lão Ma gia trầm ngâm. Nhị trưởng lão Ma gia cũng trầm ngâm, ngay cả đệ tử của Hồng Uyên còn không nhìn ra được manh mối thì huống chi là hai người bọn họ, chỉ có quỷ mới biết được Triệu Bân mắc phải căn bệnh quái quỷ gì. Hay là do hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu xa cho nên mới bị ông trời trách phạt. Bất luận thế nào thì đây cũng không phải là chuyện tốt, hy vọng hắn không vì vậy mà bị tổn hại căn cơ. Cải lão hoàn đồng. Đến tối, các thế lực lớn cũng đã nhận được tin tức. Cũng giống như Ma gia, bọn họ chẳng nghĩ ra được nguyên nhân là gì. Đỉnh Ngọc Linh vào ban đêm hết sức yên tĩnh. Long Phi đã đi ngủ, hai thị nữ cũng vậy. Triệu Bân còn chưa ngủ. Hắn đang khoanh chân ngồi trên giường nội thị lại thân thể của mình, từ khi bước vào phòng thì hắn đã nội thị thân thể cả trăm lần nhưng vẫn không tìm ra manh mối, hoặc là do nhãn giới của hắn vẫn còn quá thấp để nhìn ra điểm bất thường. Nếu như Nguyệt Thần có ở đây thì hắn nhất định sẽ có được câu trả lời. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, còn liếc mắt nhìn vào trong ý thức. Đáng tiếc hắn vẫn không thấy Tú Nhi đâu. Hắn thu tầm mắt lại, lưu chuyển khí lực toàn thân. Mặc dù bị cải lão hoàn đồng nhưng hắn vẫn không gặp phải trở ngại gì lớn, ngoài việc hình thể bị thu nhỏ thì chiến lực cùng nội tình của hắn vẫn không thay đổi. Nội thị thân thể qua một lượt nữa thì hắn mới xoay người nhảy xuống giường. Dưới ánh trăng, hắn bước ra khỏi lầu các. Dưới ánh trăng, trông bóng lưng của hắn giống y hệt một đạo tặc, cái mũi nhỏ của hắn liên tục giật giật đánh hơi theo lôi tức, xông về một phía. Tới một khu rừng trúc thì hắn mới dừng lại. Chính là chỗ này. Mình thật cơ trí. Triệu Bân cười ha hả, nhanh chóng chạy vào trong. Sâu trong rừng trúc dường như có một màn nước kỳ dị đang phun ra, mơ hồ như mưa như sương. Lôi trì nằm ẩn trong mây mù mộng ảo, có thể nghe thấy rõ được tiếng lôi điện đang chớp sáng mạnh mẽ từ xa. Hắn cẩn trọng quan sát bốn phía rồi mới bước vào trong lôi trì. Vừa mới bước vào thì hắn đã thấy lôi điện chớp sáng đầy mặt hồ làm phát ra những thanh âm bá liệt. Không tồi. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp. Cùng lúc đó, từng lỗ chân lông và huyệt vị trên cơ thể của hắn đều mở rộng giống như lúc hấp thụ linh khí. Trong lúc hắn hấp thụ lôi điện thì cơ thể của hắn giống như một hố sâu không đáy đang hút hết năng lượng ở xung quanh. Lôi trì này không hề thua kém lôi trì bên trong phủ đệ của Linh Lung. Nếu không phải vậy thì hắn cũng không muốn ở lại đây. Ngươi nên dừng lại một chút đi. Nguyệt Thần nhìn hắn, nghiêm túc nói. Cơ duyên thường đi kèm với tai họa. Chờ xem, sau khi ngươi hấp thụ hết năng lượng của lôi trì này thì sẽ còn có vô số tai họa khác xảy ra, bây giờ là cải lão hoàn đồng, cũng không biết được tiếp theo sẽ là rắc rối gì kéo tới, nói không chừng còn có thể mất đi mấy chục năm tuổi thọ. Cô ta biết, nhưng Triệu Bân thì không. Hắn đang rất nóng lòng muốn hấp thụ hết lôi điện ở đây. Đừng hấp thụ nữa. Nguyệt Thần chậm rãi nhắc nhở một tiếng. Đáng tiếc Triệu Bân không thể nghe thấy lời nói của cô ta. Hoặc là nói đây chính là ảnh hưởng từ lời nguyền của thần lên cô ta.
Đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm Triệu Bân đã lẻn ra khỏi rừng trúc. Không lâu sau liền có một bóng dáng xinh đẹp bước vào rừng trúc, đó chính là Long Phi. Lúc bước vào trong rừng trúc thì cô ta có hơi nhíu mày, luôn cảm giác thấy dường như đã có người khác tới đây. Khi vừa nhìn thấy Lôi Trì thì Long Phi lại càng nhíu mày chặt hơn, cô ta chắc chắn là nước hồ đã bị rút đi không ít. Hay lắm cơ ngân, Long Phi lẩm bẩm rồi xoay người rời đi. Cô ta trở lại lầu các của Triệu Bân, một tay xách Triệu Bân ra ngoài. Cô nghiện sách ta lên lắm rồi đúng không, Triệu Bân đen mặt nói. Lôi Trì của ta mà ngươi cũng dám hút, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, Long Phi âm trầm cười nói. Cho dù cô là công chúa thì cũng không thể nói oan cho người tốt, Triệu Bân vội vàng kêu oan. Sao, dám làm không dám nhận. Nếu như ta nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh. Hắn to mồm nói, vẫn là bộ dạng nói dối không đỏ mặt. Điều quan trọng nhất là khí thế, càng khí thế thì càng chính nghĩa. Khôi hài nhất chính là giọng nói của hắn nghe còn có vẻ rất tức giận. Long Phi hít sâu một hơi rồi mới đặt Triệu Bân xuống, cô ta bất giác còn lùi lại một bước, về sau tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với cái tên này, nếu như hắn bị thiên lôi đánh mà mình bị liên lụy thì không tốt. Cơ ngân, mau đến diễn võ đài nghênh chiến. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bất ngờ nghe thấy tiếng quát lớn. Nghe giọng thì chắc là người hầu của Ngô Khởi, tiếng quát của hắn lớn đến nổi cả nửa nội môn đều nghe thấy, hiển nhiên là Ngô Khởi đã không đợi được nữa, nóng lòng muốn xử lý cơ ngân, hiếm khi mới có cơ hội tốt như thế này. Lời này vừa nói ra thì hơn phân nửa nội môn cũng tức giận. Ai cũng đã quá quen với việc có người thách đấu với cơ ngân. Tuy nhiên lần này thì khác, cơ ngân đã bị cải lão hoàn đồng cho nên chiến lực cùng nội tình của hắn đều đã bị giảm đi đáng kể. Nếu như phải đối đầu với Ngô Khởi thì hắn không bị đánh tơi tả mới là lạ, trận thách đấu này đúng là không cân sức. Nhưng đó là trong trường hợp cơ ngân dám đi nghênh chiến. Ở lại trên núi đi. Long Phi chậm rãi nói rồi xoay người rời đi. Long Phi thường ngày lạnh lùng là thế nhưng vào những thời khắc mấu chốt vẫn rất tốt, tuy rằng cô ta khinh thường hành vi của Ngô Khởi nhưng dù sao đây cũng là một trận thách đấu đúng luật. Hiện giờ cơ ngân đã bị cải lão hoàn đồng. Nếu như hắn dám đi nghênh chiến thì không bị đánh cho tàn phế mới là lạ, cô ta không còn lạ gì tính tình của Ngô Khởi. Triệu Bân cũng thản nhiên đáp. Nhưng đợi Long Phi đi xa thì cái tên này liền quay đầu bỏ chạy. Có người tự động chạy đến nộp bạc cho hắn, sao hắn có thể không tới lấy chứ? Ngươi! Đôi mắt đẹp của Long Phi bốc hỏa, lời nói của công chúa mà ngươi cũng dám không nghe. Nói trắng ra thì hắn không thể nào nghe theo cô ta được. Hắn đối với bà còn thân hơn cả với cha mẹ ruột, tất nhiên là còn có một nguyên nhân khác, cái tên Ngô Khởi này lúc trước dám dẫn hoàng ảnh vệ đi bắt hắn ở Thanh Lâu khiến cho hắn phải chịu tiếng xấu đồn xa, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Đôi chân nhỏ của Triệu Bân lon ton chạy thẳng một đường ra khỏi đỉnh Ngọc Linh. Sau một đêm hắn đã dần thích nghi với bộ dạng hiện tại của mình. Đôi chân nhỏ của hắn bây giờ đã có thể chạy nhảy nhanh nhẹn hơn. Ở diễn võ đài đã có rất đông người tụ tập. Ngô Khởi đang đứng trên đài, mái tóc đen dài rũ xuống như thác đổ, y phục tung bay trong gió, khí phách hiên ngang trông hết sức chói mắt, hắn ta đã chờ ngày được đánh tàn phế cơ ngân từ lâu. Ngoài hắn ta thì Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung cũng đã có mặt ở đó. Màn kịch lớn như vậy tất nhiên cũng không thể thiếu đám người Vệ Xuyên, Nghiêm Khang cùng Viên Miểu. Không nhìn thấy Ngao Diệt, nhưng có thể thấy tiểu đệ của Ngao Diệt cũng đang ở đó. Bóng người đã đứng mênh mông bên dưới diễn võ đài. Ở xa xa các trưởng lão cũng đã tìm được chỗ ngồi tốt, có người lấy ra bầu rượu, có người lấy ra tẩu thuốc, bọn họ đều là những cao thủ nhàn rỗi, xét thấy tất cả các trận chiến với cơ ngân đều đặc biệt hấp dẫn cho nên bọn họ nhất định phải xem cho bằng được. Cơ ngân sẽ không đến đâu. Hắn đã cải lão hoàn đồng, ngay cả bước đi cũng không xong, có thể đến đây mới là lạ. Chuyện đó cũng khó nói lắm. Nhân vật chính còn chưa đến nhưng bầu không khí tại hiện trường thì đã nóng hừng hực. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngớt, ai cũng đang chờ xem kịch hay. Ta đến rồi đây. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận thì Triệu Bân đã lon ton chạy tới. Những người có mặt đều đồng loạt rũ mắt nhìn xuống, nguyên nhân là do Triệu công tử quá thấp bé cho nên bọn họ mới phải nhìn xuống. Trên đường hắn đi có không ít nữ đệ tử đều hai mắt sáng ngời, muốn tiến lên véo vào gương mặt nhỏ nhắn của hắn. Đi trên đường cũng sợ dẫm phải hắn. Chỉ sợ hắn sẽ kêu lên, ta muốn uống sữa.
có rất nhiều đệ tử ho khan, biết ý tránh đường. Triệu Bân lon ton bước từng bước, mặc dù cơ thể thấp bé nhưng khí thế khổng lồ, cho dù có bị cải lão hoàn đồng thì cũng không che giấu được khí thế chân áp, vẫn chói mắt như mọi khi. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Ngô Khởi âm trầm cười nói, hắn ta đã mở ra huyết minh nhãn từ sớm. Hành động của hắn ta thể hiện ý tứ rõ ràng, thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân sẽ không có tác dụng đối với hắn ta. Không dễ để được sư huynh mời tới đây, làm sao ta có thể không đến được. Triệu Bân bước lên đài, liếc nhìn huyết minh nhãn. Nói như thế nào đây? Hắn cũng có chút hối hận, ngày trước khi hắn bắt trói được Ngô Khởi thì đáng ra phải khoét huyết minh nhãn của hắn ra, còn có mắt của Nghiêm Khang nữa, đáng ra hắn nên khoét hết ra để thu lấy căn nguyên bổ sung cho thiên nhãn. Lá gan của ngươi cũng lớn lắm. Khóe miệng Ngô Khởi giật giật, ném ra một sấp ngân phiếu. Mọi người có mặt đều hiểu rằng ai muốn thách đấu với cơ ngân thì cũng phải đặt cược bạc trước, mà thiếu chủ Ngô gia cũng rất quyết đoán, nhìn sấp ngân phiếu chắc chắn phải hơn 500 vạn, Ngô gia thực sự quá giàu có. Sư huynh đúng là hào phóng, Triệu Bân lắc lắc cổ tay nói. Hôm nay nếu như đã đến rồi thì ngươi cũng đừng mong nguyên vẹn rời đi. Ngô Khởi quát lớn một tiếng, trong nháy mắt khai công, chân hắn ta đạp trên diễn võ đài phóng tới phía trước như cuồng phong. Lúc chỉ còn cách cơ ngân vài thước thì hắn ta liền đánh ra một chưởng có uy lực kinh người. Triệu Bân nắm chặt hai tay, ngược chiều đấm tới. Đừng nhìn nắm tay nhỏ mà coi thường, một quyền mà hắn vừa đánh ra hết sức bá liệt. Quyền trưởng va chạm khiến cho năng lượng bùng nổ khắp nơi. Từ vị trí quyền trưởng va chạm có thêm tầng tầng hào quang lan rộng, trong số các đệ tử dưới đài thì những người có căn cơ yếu đều bị chấn văng ra ngoài. Bọn họ chỉ đến đây để xem kịch nhưng không ngờ nằm không cũng trúng đòn. Nhìn vào cục diện trận chiến. Xương bàn tay của Ngô Khởi đã bị nứt toát, máu tươi bắn tung tóe trên đài. Triệu Bân thì vẫn đứng vững không nhúc nhích. Toàn bộ khán giả đều chấn động, cơ ngân đã cải lão hoàn đồng mà vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ đến thế sao? Người thất kinh nhất vẫn chính là Ngô Khởi, bị đấm một quyền đã khiến hắn ta lộ ra vẻ mặt hoang mang. Rõ ràng việc cơ ngân cải lão hoàn đồng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực của hắn, cũng không ảnh hưởng đến nội tình của hắn, từ sức mạnh của một quyền vừa rồi thì mọi người mới nhận ra cơ ngân dường như không thay đổi thứ gì ngoại trừ chiều cao. Đang chiến đấu mà dám mất tập trung sao? Khí huyết của Triệu Bân dâng lên, tiếp tục nghênh chiến trực diện. Ngô Khởi lùi lại một bước, kết ấn quyết niệm thần chú, hắn ta đang niệm thần chú phong ấn, diễn võ đài nứt ra. Từ bên dưới diễn võ đài phóng lên những sợi xích sắt đen giống như những con rắn muốn khóa chặt tay chân của Triệu Bân. Phá! Triệu Bân mạnh mẽ thi triển thiên cang hộ thể phá vỡ xích sắt đen. Chuyện còn chưa kết thúc, sau khi xích sắt bị phá hủy thì lại có thêm một tòa tháp linh lung từ trên trời giáng xuống. Đây cũng là một bí pháp phong ấn, nhưng chỉ trong chớp mắt thì tòa tháp đã bị chiêu thần long vẫy đuôi của Triệu Bân phá nát. Diệt! Ngô Khởi lúc này đã dữ tợn mở ra cấm pháp. Sau khi mở ra cấm pháp, hắn ta liền chỉ tay tung ra một đòn hủy diệt. Muốn diệt ta? Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, chống đỡ chiêu thức của Ngô Khởi. Trong chớp mắt hắn cũng mở ra cấm pháp, kỳ lân cùng ma đạo cũng đang mở ra. Lúc này, bàn tay nhỏ mập mạp của hắn đang phát ra âm thanh răng rắc. Phá! Triệu Bân gầm lên một tiếng rồi nhắm ngay đúng quần của Ngô Khởi mà đấm một quyền vào chân nguyên hộ thể của hắn ta. Sau đó còn đấm thẳng tay vào Ngô Khởi bé bên dưới. Á! Khán giả bên dưới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là các nam đệ tử, người nào cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái tên này đúng là không có võ đức, chuyên đánh vào đệ đệ của người ta. Long Phi đã đuổi đến nơi, tình cờ bắt gặp cảnh tượng này khóe miệng của cô ta chợt giật giật, tên nhóc này ra tay quá ác độc. Chưa nói đến chuyện Ngô Khởi đau đớn đến cỡ nào. Nhưng một đòn này cũng đã đủ khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi. Hự! Ngô Khởi kêu rên, người đau đớn nhất lúc này chính là hắn ta. Hắn ta đau đớn đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã, cơ thể co giật mất một lúc lâu, cảm giác này còn ghê gớm hơn là bị đâm một đao, một quyền của cơ ngân dã khiến cho hắn ta muốn dùng hết sức bình sinh để gào khóc tại chỗ. Này thì càn quét khách làng chơi, ta cho ngươi càn quét. Triệu công tử vừa đánh vừa mắng ầm cả lên. Bộ dáng trông hết sức vô lại. Không ngờ rằng hắn lại dùng đấu chiến thánh pháp tung ra đòn liên hoàn đánh vào đúng quần của Ngô Khởi, nắm tay, bàn chân của Triệu Bân lúc này đều đã biến thành những vũ khí bá đạo đánh thẳng vào Ngô Khởi bé,
Cảnh tượng cuồng oanh loạn tạc khiến cho ai cũng phải dùng mình, nhìn tư thế của hắn, rõ ràng nếu không đánh Ngô Khởi thành thái giám thì hắn sẽ không dừng tay. Á! Tiếng giống giận thê lương vang lên, Ngô Khởi đau đến mức nổi giận đùng đùng. Tất nhiên muốn thắng thì cũng không thể chỉ dựa vào tiếng gầm giống, cho dù hắn ta có gầm giống lớn hơn nữa cũng vô dụng, hắn ta giống càng lớn thì Triệu Bân lại đánh càng mạnh, quyền sau ác hơn quyền trước. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau. Bất luận là đệ tử hay trưởng lão thì cũng đều cảm thấy bên dưới khẽ nhói lên một cái. Cái tên Cơ Ngân đó rõ ràng là không quan tâm đến võ đức một chút nào, hắn cũng không hề nghĩ đến mặt mũi, người khác đánh nhau chỉ vì phân thắng thua, còn hắn đánh nhau là phải đánh đối thủ đến tàn phế, đoạn tử tuyệt tôn. Không thể trách ai, là do hắn ta tự làm tự chịu thôi. Trong số những khán giả dưới đài cũng có những người có đầu óc tỉnh táo lên tiếng. Thử nghĩ xem. Ngô Khởi đã quấy nhiễu chuyện tốt của người ta như thế nào, hắn ta đã dẫn Hoàng Ảnh Vệ đi càn quét khách làng chơi, bắt Cơ Ngân đi diễu phố, như thế thì ai có thể chịu cho được. Chắc chắn hắn ta phải bị ghi thù sau chuyện đó. Á! Ngô Khởi hét lên, một lần nữa kích hoạt cấm pháp. Cấm pháp này khiến cho thân thể của hắn ta đột nhiên phồng ra biến thành một người khổng lồ cao hơn 3 thước, cánh tay của hắn ta còn to hơn bắp đùi của một người trưởng thành. Cơ bắp cuồn cuộn, khí huyết cũng dâng lên mãnh liệt. Triệu Bân bị chấn văng về phía sau. Cục diện trận chiến dường như đã thay đổi. Triệu Bân chỉ cao chưa tới 1 thước, so với Ngô Khởi cao hơn 3 thước thì hắn chỉ giống như một con thỏ nhỏ, chỉ cần Ngô Khởi tát hắn một cái thì hắn chắc chắn sẽ trở thành một đống nhân thịt thỏ. Mạnh đấy! Triệu Bân thầm cảm thán trong lòng, sau đó lại nhìn vào đũng quần của Ngô Khởi. Sau khi hắn tung ra liên hoàn cước đánh vào chỗ đó thì đệ đệ của Ngô Khởi đáng ra phải tan biến luôn rồi. Cơ Ngân! Ngô Khởi chu lên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù hắn ta đã trở nên to lớn hơn nhưng hắn ta vẫn không thể đứng vững, chủ yếu là bởi vì hắn ta đã bị đánh quá đau, cảm giác bị đánh liên tục vào đệ đệ khiến cho hắn ta đau thấu đến tận xương tủy, bây giờ hắn ta vẫn có thể đứng được đã là một kỳ tích rồi. Ta không dễ bị dọa đâu, Triệu Bân nói. Giết! Ngô Khởi như phát điên, vác đại đao xông tới. Đáng giận, Ngô Khởi thực sự đang rất tức giận, muốn băm vằm Cơ Ngân ra làm trăm mảnh cho chó ăn. Đánh chết ngươi! Triệu Bân cũng phẫn nộ quát lên, vô cùng khí phách. Ngô Khởi và Cơ Ngân đối đầu trực diện. Tuy nhiên, Triệu Bân còn chưa kịp tấn công thì đã thấy một lưỡi kiếm chém tới trước mặt mình từ hướng khác khiến cho hắn ngã nhào. Hắn chưa kịp ngã xuống đất thì một tia năng lượng màu đen khác đã bắn tới từ phía sau xuyên từ lưng lên ngực của hắn, nhưng vẫn chưa kết thúc, ngay lập tức lại có một trường ấn đánh vào người hắn khiến cho hắn hộc máu, máu tươi thấm đẫm toàn thân hắn. 3 kẻ vừa ra tay chính là Tử Đô, Tiết Chí cùng Mộ Dung. 3 kẻ này cũng không hề quan tâm đến mặt mũi thể diện. Cũng giống như ngày hôm đó tại cổng thành, mấy đòn đánh lén của bọn họ đã làm cho Triệu Bân rất khó chịu. Lúc này thân thể nhỏ bé của hắn đã nhuốm đầy máu, mà tia năng lượng màu đen do Mộ Dung vừa bắn xuyên người hắn còn mang theo luồng sát khí đáng sợ khiến cho năng lượng bên trong cơ thể hắn hỗn loạn trong chốc lát. Hay lắm! Triệu Bân cuối cùng cũng rơi xuống đất, phẫn nộ không thôi. Điều đáng nói chính là cho dù hắn có tức giận đến đâu thì bộ dáng của hắn ở trong mắt người khác trông vẫn rất đáng yêu, tay nhỏ chân nhỏ khua khoáng loạn xa. Thù mới hận cũ giải quyết hết tại đây đi. Quát lớn một tiếng, Tiết Chí, Tử Đô và Mộ Dung đều đã nhảy lên đài. Thậm chí bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thủ đoạn. Lại đi đánh hội đồng sao? Thấy 3 kẻ kia nhảy lên đài, khán giả bên dưới đều tặc lưỡi bàn tán. Mặc dù khinh thường hành động đó nhưng cũng không ai dám nói gì, 4 tên ác nhân này đều có chống lang vô cùng mạnh, bị bọn họ ghi hận thì chắn chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Xem ra Cơ An Phận đứng xem kịch thì vẫn tốt hơn. Cũng có người liếc mắt sang nhìn Long Phi, cô ta trông rất bình tĩnh, chỉ đứng quan sát mà không nói lời nào. Theo cô ta thì Cơ Ngân có khả năng chịu đòn rất mạnh mẽ, chuyện ở đây chi là chuyện nhỏ, so với lúc ở công thành thì vẫn chê a tính là gì, Ngô Khởi và 3 kẻ kia không thể nào đánh bại được Cơ Ngân. Soạt! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân lột áo xuống. Từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi cái quần cộc. Các nữ đệ tử ở đây đều sáng hết cả 2 mắt lên, họ thích mấy thứ vừa nhỏ vừa trắng vừa có thịt có thả nên Cơ Ngân với cánh tay trần rất thích hợp với tiêu chuẩn của họ, cực kỳ đáng yêu. Keng! Triệu Bân vung tay xách Lang Nha Bổng ra.
Cảnh tượng đó thật sự rất buồn cười, hắn còn chẳng cao bằng Lang Nha Bổng ấy chứ. Giết! Ngô Khởi tức giận hét lên, là người đầu tiên ta tay đánh, một đao lướt qua không gian đánh xuống. Triệu Bân cũng lửa giận ngập trời, một cây Lang Nha Bổng đánh lên. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau thành tiếng keng keng vui tai. Đối đầu trực tiếp với Triệu công tử, ai đánh người đó tự chịu, chẳng hạn như Ngô Khởi, một giây trước vừa mới đánh lên thì đã bị hất văng trong nhát mắt, cả đại đao trong tay cũng bị đánh bay, xương bàn tay cũng nứt ra rồi. Giam! Mộ Dung hét to, một tay kết ấn quyết. Sau đó là một tiếng ầm vang lên, chiếc chuông đen ngòn chợt biến hóa, từ trên trời rơi xuống, không có gì bất ngờ, nó giam Triệu Bân bên trong, phù văn khắc trên chuông với lực phong ấn mạnh mẽ. Phá, cho ta! Triệu Bân lạnh lùng hét lên, khí huyết bùng nổ. Hắn mở thiên cang hộ thể, cũng dùng cả thần long bãi vĩ, phá vỡ cái chuông. Keng! Tử Đô cầm kiếm xông đến, một kiếm tạo thành hình vòng cung lướt qua. Triệu Bân cùng Lang Nha Bổng đón lấy đòn tấn công ấy. Đột nhiên, một gậy còn chưa kịp đánh thì đã chịu lực trói buộc. Đó là Tiết Chí, nhanh chóng lao đến đánh phối hợp, thực hiện giam cầm. Đòn tấn công của Triệu Bân bị hạn chế, bị một kiếm của Tử Đô xuyên thủng ngực, hình ảnh một đứa trẻ tròn trịa bị một kiếm xuyên thủng vẫn khá là máu me, các nữ đệ tử chợt thấy lạnh lẽo. Gào! Triệu Bân thực hiện hổ gầm long ngâm, đánh lùi Tử Đô. Vừa mới thở hắt ra một hơi thì đòn tấn công của Tiết Chí đã ập đến, đó là Mặc Tiêu Nhất Chỉ, còn sắc bén hơn cả kiếm, đâm vào giữa mi tâm Triệu Bân, nếu Nhất Chỉ có thể trúng mục tiêu thì đủ để khiến Triệu Bân phải chịu vô vàn đau đớn. Này thì đâm này. Triệu Bân giơ tay lên, thoải mái bắt lấy. Sau đó chợt nghe thấy tiếng răng rắc, ngón tay của Tiết Chí đã gãy lìa. Thái Sơn áp đỉnh. Ngô Khởi đánh trả, thật sự khiêng một ngọn núi lên. Tất nhiên, đó là bí pháp độn thổ, chẳng khác gì một ngọn núi thật sự, khổng lồ và rất nặng, khắc chữ triện nện từ trên trời xuống khiến không khí bị nén thành tiếng ông ông, tình hình đó chẳng khác gì Thái Sơn đang rơi xuống đầu. Cút! Triệu Bân một gậy chống trời, phá nát ngọn núi. Còn Ngô Khởi cũng phải lùi bình bịch về phía sau, chấn động không hề nhẹ. Giết! Đối chiến được vài hiệp thì bốn người lại bắt tay cùng nhau xông tới. Triệu Bân không hề sợ hãi, dồn hết khí huyết vào giơ bổng đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Đại chiến lại bắt đầu, tình huống không thể cứu vãn được nữa. Nhìn trên đài chiến đấu, trường ấn, quyền ảnh, kiếm quang, đao ảnh. Bay đầy trời, mỗi một lần va chạm lại có tia lửa lóe lên, sau đó là một vầng sáng, những đệ tử đứng gần đều đẫm máu. Bán kính mấy trăm trượng xung quanh chìm trong bí thuật khiến những người đang xem cuộc chiến phải run sợ. Không khó để nhận ra rằng Triệu Bân đang chiếm thế thượng phong. Chuyện này thì chẳng còn người nào thấy khó hiểu nữa. Nhớ lại cái ngày hôm ấy, Cơ Ngân lấy cảnh giới huyền dương tầng thứ hai đánh nhóm thanh niên yêu nghiệt không thể ngóc đầu dậy nổi, còn hôm nay chỉ có bốn người bọn Ngô Khởi. So sánh lại, tất nhiên hắn có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong, đánh đối phương không thể đứng vững. Thế này, còn cần ta phải quan tâm đến nữ ư? Long Phi nhếch miệng, tên đó mạnh thật đấy không đùa. Dương Huyền Tông ở đó thì chắc chắn sẽ nói một câu thế này, chủ yếu là đánh làm quen trao đổi tình cảm thôi. Ta cũng thấy mất mặt thay bọn họ. Các trưởng lão đứng bên ngoài thổn thức không thôi. Còn bọn họ vừa được nhắc tới đó tất nhiên là bốn người bọn Ngô Khởi rồi, bốn đánh một mà lại bị Cơ Ngân đánh sấp mặt, đúng là khiến các lão tổ không biết giấu mặt đi đâu. Hay có thể nói là Cơ Ngân quá đáng sợ, là con rán đánh mãi không chết. Hắn, chính là minh chứng sống động nhất cho bốn chữ, nhỏ bé nhanh nhẹn. Ầm, ầm, ầm. Trong những âm thanh bàn luận ấy, tiếng nổ ầm ầm ngày càng vang dội. Thử nghĩ xem một đứa trẻ chưa cao đến một mét cầm Lang Nha Bổng thể hiện sức mạnh sẽ vô pháp vô thiên đến mức nào, bốn người lần lượt bị hất văng lên trời, máu chảy như mưa rơi nhuộm đỏ cả đài chiến đấu. Dù thế, bọn Ngô Khởi và Tử Đô vẫn không muốn tin, mặt dày mày dạn lao tới. A, à, những âm thanh la hét đó đã thành câu cửa miệng của bốn người bọn họ. Đáng tiếc là vẫn chẳng có tác dụng gì, la hét kiểu nào thì cũng không thể đánh lại. Phụt, màu máu lại xuất hiện, Ngô Khởi lại bị một gậy hất văng. Sau đó là Tử Đô bị Triệu Bân dùng một chưởng đánh sấp mặt, Tiết Chí lao tới cũng không khá hơn là bao. Chém Triệu Bân một kiếm rồi lại bị một ngón hay của hắn chọc ra một lỗ máu trên người. Thảm nhất là Mộ Dung, cánh tay suýt tí nữa bị tháo khớp rơi xuống.
Đến tận lúc này tiếng ầm ầm ấy mới dần phai nhạt. Hình ảnh trên đài máu me đến lạ. Bọn Ngô Khởi tóc tai bù xù, mặt mũi dữ tợn hung hãn, cả đám đều lảo đảo, cả người toàn máu là máu, thật sự là bị đánh đứng không vững, thở cũng không thông, phun cả máu. Nhìn lại Triệu Bân thì khá hơn rất nhiều. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết, vết thương đều có thể hồi phục như cũ rất nhanh. Trận này đánh quá thảm. Đệ tử dưới đài thổn thức không thôi, bốn người đều đẫm máu. Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, đánh nhau với Cơ Ngân thì phải chuẩn bị tinh thần bán thân bất toại, những người khiêu chiến hắn, có ai lại chẳng kết thúc bằng việc tàn phế đâu, ở đây có tận bao nhiêu người như thế rồi. Vẫn chưa kết thúc đâu. Một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi ấy bị tiếng hét to của Ngô Khởi phá tan. Dứt lời, một lá bùa từ trong tay áo hắn ta lao vút lên trời, đó chính là bùa chữ vật, nổ tung giữa không trung, có một chiếc lưới lớn rơi xuống, đó không phải là loại lưới bình thường, tơ võng lóe lên ánh sáng, thứ ánh sáng đen ngòm, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi sợi lưới đều có những phù văn thật nhỏ. Ô Kim Tiên Võng, có người giật mình. Thế nào, người biết hả? Đó là thứ đại tế ti tìm được ở một di tích, tế luyện mười mấy năm mới luyện hóa được, nghe nói là vật tiên gia. Sau đó được đại tế ti truyền cho ân minh, có năng lực rất quỷ dị. Quỷ dị đến mức nào? Mang theo phong ấn và uy lực thôn tính. Dưới đài lại có tiếng ồn ào, hai mắt các đệ tử sáng rực rỡ cả lên, các trưởng lão cũng thế, tất cả đều nhận ra được đó là bảo bối, còn huyền ảo hơn cả huyền giáp, bọn Ngô Khởi đều có sự chuẩn bị trước khi đến đây. Ân minh cũng là một người kỳ lạ, lại cho người khác mượn thứ này. Long Phi không nói gì, chỉ nhíu mày. Các đệ tử nhận ra được thì tất nhiên cô ta cũng nhận ra được. Đồ tốt! Triệu Bân ngửa đầu nhìn, hai mắt phát sáng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ô Kim Tiên Võng đã từ trên trời rơi xuống, Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung chiếm giữ bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi người một góc lưới, có thể thấy đó chính là đội hình bắt cá. Giam! Bốn người cùng hét lớn, dùng chân nguyên để thúc giục Ô Kim Tiên Võng. Đột nhiên! Tiên võng chợt hiện lên vầng sáng đen ngòm, kèm theo những tia lửa điện xé rách không gian. Triệu Bân muốn đi, lại bị tiên võng ngăn cản, nhưng cơ thể chạm vào tiên võng sẽ bị cắn nuốt khí huyết, cùng với lực giam giữ kỳ lạ, không chỉ có khả năng trói buộc hành động mà còn giam cầm cả chân nguyên. Giam, hắn đã bị giam giữ lại thật chặt. Từ trên nhìn xuống, hắn chẳng khác gì một bức tượng. Ô Kim Tiên Võng danh bất hư truyền, quả thật quỷ dị. Di chuyển đi. Sao đứng im vậy? Ngô Khởi nhe răng cười, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Triệu Bân không thể cử động, cảm giác bị giam cầm này không hề thoải mái một tí nào. Kiếp sau đừng có dại mà đụng vào những người không nên đụng. Mộ Dung cười dữ tợn, tay cầm kiếm chém tới. Các đệ tử dưới dài chợt thót tim, ai cũng nhìn sang Long Phi, bọn họ không dám ngăn cản nhưng chắc là công chúa sẽ dám, Cơ Ngân là một nhân tài. Nếu bị giết thì sẽ là một tổn thất lớn với đại hạ. Long Phi không di chuyển. Khi cần thiết cô ta sẽ ra tay. Đi chết đi. Mộ Dung hét to, một kiếm chém xuống. Triệu Bân chợt cười lạnh, lấy ngự hồn kiếm Long Uyên nhanh chóng lao ra khỏi chiến nhẫn ma, tốc độ sắc bén, một kiếm kia còn chưa chém tới thì Mộ Dung đã bị Long Uyên kiếm chém bay, suýt tí nữa bị bổ làm đôi. Đùa, Triệu Bân đâu có dễ giết như thế. Tiên võng đáng sợ. Nhưng lại không thể giam giữ được ý niệm của hắn. Tốt lắm. Một xung giận quá hóa cười, lại đánh tới. Cùng lúc đó, Tiết Chí cũng rút kiếm chém. Giết ta. Triệu Bân hét lên, lại sử dụng ý niệm. Tiếng leng leng lại vang lên, phi đao thành từng mảnh lao ra khỏi chiếc nhẫn ma của hắn. Mỗi một phi đao đều được dán mấy lá bùa nổ, cấp bậc không hề thấp, chia thành bốn tụ bắn ra bốn hướng. Mẹ nó. Mọi người lại gào lên thật to. Vội vàng lụi về phía sau. Bùa nổ à, cấp bậc còn rất cao, chủ yếu là số lượng nhiều, nếu nó nổ cùng một lúc thì sẽ rất bá đạo, thế nên mới nói là không nên đứng quá gần đài chiến đấu, mấy cái dư âm gì đó đều khiến họ phải chịu đủ đau khổ. Đều là những người mặt dày mày dạn, thế thì phải xem coi mặt ai dày hơn. Chẳng hạn như bọn Ngô Khởi, mặc kệ quy tắc trên đài. 4-1. Chẳng hạn như Cơ Ngân, bị giam giữ thật chặt. Cũng không màng đến quy tắc, dùng bùa nổ để phá tình huống, dù bên trên có hỏi xuống thì hắn cũng có cớ để nói, bị đánh hội đồng thế này, chẳng lẽ ngồi chờ chết à? Ngươi! Bọn Ngô Khởi thấy thế thì chợt biến sắc. Không kịp trở tay,
thật sự là không kịp trở tay. Có trời mới hiểu nổi Cơ Ngân còn quân bài tẩy như thế, bị Ô Kim Tiên võng giam lại vẫn có thể dùng phi đao, đáng sợ nhất không phải là phi đao mà là bùa nổ dán trên nó, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Thực sự phục ngươi, Long Phi ho khan. Cô ta nói còn chưa dứt lời thì những lá bùa nổ đã nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, đài chiến đấu đột nhiên biến thành cát bụi mịt mù. Đám Ngô Khởi không kịp trốn cũng bị nổ suốt một đường, trong lúc văng ra xa thì điên cuồng phun máu, họ vốn đã bị thương nặng, khí huyết không đủ, chân nguyên hộ thể cũng vỡ nát, không thể ngăn nổi số lượng bùa nổ đó, Cơ Ngân đã quyết tâm phải liều mạng với họ cơ mà. Vì bốn người họ bị nổ bay nên tiên võng cũng mất đi phong ấn. Triệu Bân thầm hừ lạnh, mạnh mẽ phá tan giam cầm. Điều đầu tiên hắn làm đó là lấy Ô Kim Tiên võng đi, cuộc sống là những bất ngờ. Hôm kia vừa lấy được bộ huyền giáp, còn chưa nghiên cứu triệt để thì hôm nay lại có thêm tiên võng. Vui sướng ngất ngây. Đừng vội, đằng sau vẫn còn rất nhiều thứ vui vẻ hơn. Bốn người bọn Ngô Khởi đều bị nổ bay lên trời. Còn hắn thì lại thực hiện những động tác quen thuộc, xoay cổ tay. Có người sắp bị quật ngã rồi. Thế hệ anh tài của các thế gia trốn đi xem đều thốt lên một câu như thế. Ngoài những lời đó ra thì còn lại chính là nỗi bi ai, hôm nay lại có người sắp tàn phế, bốn tên đó không phải anh cũng chẳng phải em nhưng lại cùng cảnh ngộ, sắp bị quật tập thể, với tính tình của Cơ Ngân, không đánh bầm dập sẽ không bỏ qua. Đài chiến kêu lên ầm ầm vang vọng, khá là êm tai. Êm tai hơn tiếng ầm ầm đó là tiếng la hét của bốn người bọn Ngô Khởi. Từ trước đến nay Triệu công tử là người cực kỳ công bằng, có người nào tính người đó, tất cả đều bị đánh như tử, cảnh tượng cực kỳ máu me, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn, bốn người mới đây vẫn còn hò hét đã nằm ngổn ngang la liệt. Bàn về quật người thì tên đó quả là chuyên nghiệp. Tất cả mọi người hết sức cạn lời, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Vẻ mặt Long Phi hơi gượng gạo. Nhỏ bé nhanh nhẹn, quả nhiên không sai. Vẫn trong ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn lại đi tới chiếm đoạt chiến lợi phẩm, còn tàn nhẫn hơn cả lúc càn quét ngao diệt, tàn nhẫn thế nào ấy hả? Không chỉ lấy vật tùy thân, mà cả quần áo cũng lột hết sạch sành xanh, mỗi người chỉ còn chừa mỗi một cái quần cộc hoa hòe loè loẹt, chỉ có Ngô Khởi là chói mắt nhất, dính đầy máu tươi. Nữ đệ tử dưới đài thấy thế đều che mắt theo bản năng, hai mắt chợt ửng hồng, nữ tử vẫn nên có sự rụt rè, Cơ Ngân cởi quần áo thì không sao, hắn đang cải lão hoàn đồng. Tròn vo béo ục ịch, trông thế nào cũng thấy đáng yêu, bốn tên kia thì khác. Long Phi cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Công chúa chứng kiến nhiều thứ là sự thật, nhưng cảnh tượng này thì thật sự là lần đầu tiên gặp. Nếu cởi cả quần cộc ra thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Nam đệ tử lại chậc lưỡi, đúng là cảnh đẹp ý vui. Theo lời Triệu công tử nói thì thế vẫn còn nhẹ chán, nếu không phải sau này còn muốn bắt cóc tống tiền kiếm tiền chuộc, hắn không ngại hạ tử thủ. Đỡ phải để bọn họ ba ngày hai bữa lại đến kiếm chuyện, cái gì cũng phải để lại đường lui, cả bốn người họ đều là những cây tiền di động, đừng để hắn thấy họ đi ngoài đường, gặp lần nào bắt cóc lần đó. Buộc lòng phải thừa nhận, lần này có vẻ khá là tức tối đấy. Lời được thốt ra từ miệng người nào đó, nghe có vẻ khá là mới lạ. Dứt lời, chân hắn không thể đứng vững được nữa, từ trên đài chiến đấu rơi xuống dưới, cả người cắm đầu xuống đất. Hai cái chân ngắn còn run lên. Đó, quần chúng vây xem chợt kinh ngạc, có tiết mục gì đặc biệt nữa hả? Thật ra Triệu Bân đã sức cùng lực kiệt rồi nên mới ngất xỉu, hình dạng cải lão hoàn đồng này, dù lực chiến vẫn thế nhưng tư chất lại giảm đi một chút, cơ thể nhỏ bé không thể chịu nổi sự ăn mòn của chân nguyên, cũng không thể chịu nổi lực đại địa mênh mông. Ngoài ra còn có cả ma đạo. Một khi trạng thái ma đạo tan đi, hắn lập tức trở nên suy yếu. Thế nên mới có tiết mục đặc biệt này. Long Phi tiến lên xách cái bắp đùi Triệu Bân tiện tay rút ra, xách đi, các đệ tử khác ở đó thấy thế thì ho khan, Cơ Ngân cực khổ làm nên thanh danh cả đời lại bị xách lên như thế, mất sạch sành xanh, chói mắt nhất có lẽ chính là công chúa đại hạ. Trò hay, đã đến hồi kết. Tất cả mọi người đều nhìn lên đài chiến đấu. Bốn người bọn Ngô Khởi vẫn còn nằm trong cái hố to kia kìa. Dù ngất rồi nhưng khóe miệng vẫn còn sùi bọt. Trên mặt vẫn còn vẻ dữ tợn, ngoài sự dữ tợn ấy chính là nét đau đớn, bị Cơ Ngân đánh như con, đó không phải là nỗi đau bình thường, xương cốt kinh mạch cả người nát 7-8 phần,
nếu không có linh dược cấp bậc khá cao cứu chữa thì chưa tới vài tháng sẽ không thể xuống giường được. Đúng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Các trưởng lão bên ngoài vuốt râu bùi ngùi nói. Ngày ấy ở cổng đế đô bị đánh tập thể, nay đến thiên tông còn bị đánh thảm hại hơn, đó là làm màu trong truyền thuyết, đó chính là một minh chứng sống, nổi tiếng nhất chắc là Cơ Ngân, dù đi đến đâu cũng có thể gây ra động tĩnh lớn, nhìn lại, thấy có trưởng lão đến mang bốn người đi, cái gì nên làm vẫn phải làm, thân phận của bốn người đều không đơn giản, bên trên trách tội xuống thì bọn họ không thể gánh nổi trách nhiệm. Bên này, Long Phi đã lên đến sườn núi. Nhìn Triệu Bân, đầu hắn vẫn cắm xuống dưới, cực kỳ tiêu chuẩn. Đúng là quái thai. Long Phi thầm thổn thức, cô ta xách Triệu Bân lên nhìn không chỉ một lần, nhỏ xíu thế này, sao lại có thể đánh đến mức đó. Dù có là lão tổ Hồng Uyên, thời trẻ cũng không yêu nghiệt đến mức này. Khi cô ta xuất hiện một lần nữa thì đã đứng trên đỉnh Ngọc Linh. Sau đó, tiếng bịch bịch vang lên. Đỉnh Ngọc Linh có rất nhiều lôi trì, còn có một linh trì, là loại có thể chữa thương, Triệu Bân thì bị Long Phi ném vào linh trì, tên đó chỉ bị kiệt sức thôi, không có vết thương gì quá nặng. Lực tái sinh không phải là vật trang trí. Tắm cho hắn, Long Phi khẽ nói. Cả người toàn máu là máu, cũng nên tắm rửa sạch sẽ rồi. Sau khi ra lệnh, hai thị nữ tiến lên. Sau đó, cái quần bé tí duy nhất trên người Triệu Bân cũng bị lột xuống. Nhìn xem, tiểu tử đó quả là đáng yêu, vuốt thật là thích. Má hai thị nữ ửng hồng, con nít bình thường thì chẳng sao, nhưng đó là Cơ Ngân. Chẳng qua hắn chỉ cải lão hoàn đồng, tắm rửa cho thứ đó của Cơ Ngân thế này, cảm giác là lạ. Long Phi thì vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Ngoài mặt là thế, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Có một khoảnh khắc, cô ta đã ngoái đầu lại nhìn, chủ yếu là do tò mò. Không biết đến khi nào Triệu Bân mới được mang về phòng, tĩnh lặng nằm trên giường ngủ, giấc ngủ cực kỳ ngọt ngào say sưa, có lẽ gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, gom được không ít chiến lợi phẩm nên cả nằm mơ. Cũng là giấc mộng đẹp. Chuyện vui không chỉ có một cái. Hôm nay Thành Thiên Thu lại xuất hiện dị tượng. Là dị thượng đột phá chuẩn thiên. Đúng vậy, cao thủ ma gia lại có người thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên, đó là Tam Trưởng Lão. Dậm chân tại chỗ ở địa tạng tầng cao nhất mười mấy năm, hấp thu linh lực đại địa, lại có được cơ duyên, nước chảy thành sông thăng lên chuẩn thiên. Được. Ma tử lại trầm trồ khen ngợi, cực kỳ bất ngờ vui vẻ. Người ma gia cũng mừng rỡ, mới đó thôi đã có thêm ba cảnh giới chuẩn thiên rồi. Sức mạnh này thật sự rất huyền ảo. Đại trưởng lão ma gia vung tay, tinh hoa đại địa quanh quẩn trên đầu ngón tay, nhìn lại mà xem, các trưởng lão ma gia đều có thể đột phá. Chỉ thiếu chút cơ duyên, trùng hợp, lực đại địa chính là tạo hóa ban tặng. Trưởng lão, Phượng Vũ gọi. Đại trưởng lão nhìn sang, thấy đỉnh một ngọn núi lóe lên tia sáng kỳ dị. Khá nhiều người ma gia tập trung lại đó, đang vây quanh quả trứng vàng quan sát, cái gọi là tia sáng kỳ dị đó xuất hiện từ nó đang hấp thu linh khí thiên địa nên mới có dị biến như thế. Muốn ấp trứng. Đại trưởng lão liếc nhìn xem, sau đó hai mắt sáng rỡ. Người ma gia cũng tụ tập ngày càng nhiều, ngước mắt chờ mong. Bên ngoài, sắc trời lại dần tối. Trên giường, Triệu Bân vẫn còn đang ngủ. Mẫu thân, hắn mộng mị, khẽ thì thào lên tiếng. Đúng lúc Long Phi đi tới, nghe thấy tiếng gọi đó bèn ho khan, không biết còn tưởng đang kêu cô ta ấy chứ. Mẫu thân là tiếng gọi cực kỳ thân thiết, không phải là mẹ ruột thì không thể tùy tiện đáp lời, nếu đứa trẻ muốn uống sữa, thì nên nút hay là không đây. Thế nên mới nói nếu muốn thì tự sinh. Cô ta đi tới trước giường xem thử. Rất lâu sau đó mới thấy cô ta khẽ phẩy tay. Lấy ra một giọt máu từ trong cơ thể Triệu Bân, để trong lòng bàn tay quan sát không. Chỉ một lần, sau đó xác nhận Cơ Ngân không phải là huyết mạch đặc biệt, nhưng tại sao khi huyết lại rối rảo đến vậy? Lão đại, chưng của người nát rồi. Trong đầu Triệu Bân đột nhiên vang lên tiếng gào thật to. Hắn bình tĩnh. Nhanh chóng ngồi dậy, hành động đầu tiên là vịn quần. Nhìn lại, rõ ràng là chưa vỡ. Tất cả, đều đến hết sức đột ngột. Long Phi giật mình, cực kỳ xấu hổ, nhất là lúc Triệu Bân mở quần ra nhìn vào trong xem khiến cô ta rất muốn bật cười. Chuyện đầu tiên bọn nam nhân làm khi tỉnh dậy chính là kiểm tra tiểu huynh đệ. Có còn hay không ư? Triệu Bân vẫn chưa phát hiện ra Long Phi. Nói chính xác hơn là sự chú ý của hắn không nằm ở đây. Nói chính xác hơn,
sự chú ý của hắn đã chuyển sang Thành Thiên Thu. Cái gọi là trứng nát đó là đang nói về quả trứng vàng, nó cũng chưa nát hết toàn bộ, chỉ vỡ một mảnh, cũng chỉ to cỡ bàn tay, nói thẳng ra là tạo thành cái lỗ trên trứng, có tinh khí bốc lên, linh lực càn quét như làn sóng nhiệt đập vào mặt, đại trưởng lão đang dõi mắt qua cái lỗ đó để nhìn vào trong. Là gì thế? Triệu Bân dùng phân thân hỏi. Có trời mới biết, đại trưởng lão chuyển tầm mắt, xoa xoa hai mắt, trong quả trứng vàng có mây mù lượn lờ, hào quang lại bắn ra bốn phía, chẳng những không thấy gì mà còn bị chói mắt, nhìn lại khóe mắt mình còn đang chảy đầy máu tươi, các trưởng lão khác cũng tiến lên xem thử, kết quả cũng không khác là mấy, đều bị chói mắt. Thảm nhất không ai bằng ma tử, bị chói mất cả tầm mắt. Thần thú ư? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đã phá vỏ ra rồi vẫn không thể thấy được là gì. Từ đó có thể thấy tiểu bảo bảo bên trong quả trứng là loài vật nghịch thiên. Nhìn rất lâu hắn mới chuyển tầm mắt. Đến tận lúc này hắn mới nhìn thấy Long Phi. Cô đến đây từ khi nào thế? Triệu Bân sợ suýt vãi ra quần, vội vàng kéo chăn che kín người. Một loạt động tác khiến Long Phi bật cười, ta còn cưỡng bức ngươi được chắc. Cái đó thì chưa thể nói chắc được. Triệu Bân trưng vẻ mặt vô hại, quần chăn chặt hơn. Long Phi khẽ liếc mắt. Người kỳ lạ thì ở đâu cũng có, ở Thiên Tông lại càng nhiều. Cô ta lười quan tâm, xoay người bỏ đi. Lúc ra đến cửa, cô ta còn quay đầu lại nhìn nhìn, tên nhỏ xíu kia đang nhìn vào trong chăn, cái đầu nhỏ xíu cứ quay qua quay lại trông cực kỳ hài hước. Thật kỳ lạ, kẻ thường xuyên bị bắt quả tang đi lầu xanh lại muốn giữ thể diện, ai không biết còn tưởng là cô ta âm mưu gây rối ấy chứ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân ra khỏi phòng khi mùi cơm đã lượn lờ khắp nơi. Triệu công tử, ăn cơm đi. Hai thị nữ cười, nụ cười có vẻ không được bình thường lắm. Triệu Bân không rõ mô tê gì, sải bước chân nhỏ nhắn đến thẳng bàn ăn. Long Phi cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn hắn ấy à. Kỳ lạ đến mức không thể lạ hơn được nữa, tên đó đúng là tự giác. Đừng thấy tên đó trông khỏe mạnh kháu khỉnh, cả người cực kỳ vô hại mà lầm, thật ra chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Gió nhẹ khẽ lướt qua. Cuốn theo mùi hương của nữ tử. Có người đến, là một bóng hình xinh đẹp. Long Phi thấy thế thì vội vàng đứng dậy. Thị nữ thấy thế bèn chắp tay. Đó không phải ai xa lạ, chính là Hoàng Phi Vũ Linh. Bà ấy không đến để chơi, là do Linh Lung xin xỏ để bà ấy đến khám cho cơ ngân. Nói thẳng ra, cả Dương Huyền Tông cũng không ngờ được đường đường là Hoàng hậu Đại Hạ lại thật sự đến đây. Ra mắt Hoàng Phi. Triệu Bân cũng vội vàng đứng dậy. Chắp tay cúi người. Đừng đa lễ. Hoàng Phi Vũ Linh khẽ cười, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng chất chứa sự dịu dàng của người làm mẹ. Nhóc con này thật sự rất đáng yêu, thuận mắt hơn mấy gương mặt đại trà kia nhiều, vì thích nên mới không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt Triệu Bân, cảm giác không tệ. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Long Phi cũng tiến lên. Hoàng cung buồn chán quá, ra ngoài hít thở không khí, Hoàng Phi Vũ Linh cười. Dứt lời. Bà ấy ngưng tụ một đám mây chân nguyên, đặt Triệu Bân lên đó, hít khí trời là giả, đến khám bệnh cho người ta là thật, Hoàng hậu Đại Hạ có mắt nhìn người vượt xa Linh Lung và nữ soái. Cái này thì Triệu Bân tin tưởng tuyệt đối. Tính tuổi tác thì Hoàng Phi còn nhỏ hơn Hoàng đến một tuổi. Xét vai vế, Hoàng Phi còn lớn hơn Hoàng đến một bậc. Thế nên mới nói Hoàng đế cũng khá là kỳ lạ, kỹ năng cư cẩm là thượng thừa, cưới được sư thúc. Nên biết rằng sư phụ của Hoàng Phi Vũ Linh là người cùng thế hệ với Đại Hạ Hồng Uyên, bà ấy là một nữ tử tài hoa, cả Đại Hạ đều biết, kinh nghiệm của bà ấy cũng không ai có thể sánh bằng. Đỉnh Ngọc Linh chìm vào yên tĩnh. Long Phi không nói, Triệu Bân không lên tiếng, hai thị nữ cũng vậy. Hoàng Phi Vũ Linh đặt một tay lên đỉnh đầu Triệu Bân, có vầng sáng chiếu xuống, hóa thành mây khói hòa tan vào cơ thể Triệu Bân, quan sát tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn. Rất lâu sau đó vẫn không có ai nói gì, chỉ thấy bà ấy khẽ nhíu mày, không biết có nhận ra được manh mối gì không. Triệu Bân cảm thấy cực kỳ áp lực. Khoảng cách gần mới có thể cảm nhận được uy áp từ Hoàng Phi Vũ Linh, dù nằm sâu trong cơ thể vẫn khiến hắn không thể thở nổi, cảm giác đó nặng nề hơn uy áp của Tử Y Hầu rất nhiều. Hoàng hậu Đại Hạ quả là sâu không thể lường trước được, người như đại trưởng lão của Ma Gia, bà ấy đánh 10 người cũng được nữa là... Cũng vì thế nên hắn mới hiểu ra được một chuyện. Hoàng đế của một quốc gia đều có tam cung lục viện 72 phi tần. Đến phiên Hoàng đế Đại Hạ thì chỉ có mỗi mình Hoàng Phi là thê tử,
không phải là do hoàng đế không muốn cưới thêm, mà có lẽ là không dám, có gan cưới thêm vợ, hoàng phi sẽ nổi cơn tam bành, có thể sẽ thiến cả hoàng đế, thế nên mới nói không nên tìm thê tử quá mạnh mẽ, thế sẽ không có cảm giác an toàn. Quỷ gì? Hoàng phi liên tục thì thào, ánh mắt cũng lóe lên mãi. Một người hết sức bình thường, sao tự nhiên lại hóa thành con nít? Lại không thể tìm thấy chút manh mối gì. Hoàng đế với hoàng phi thì ai nằm trên nhỉ? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, đúng là con người kỳ lạ, hoàng phi thì bận khám bệnh cho hắn, trong đầu hắn lại nghĩ những thứ này, một khi đã tưởng tượng thì mọi thứ không còn đường quay lại được nữa, cứ tưởng tượng mãi không thôi. Ai nằm trên? Đó là một vấn đề, e là cả đại hạ đều rất tò mò. Ngươi, rất muốn biết hả? Hoàng phi đột nhiên lên tiếng, đó là lời nới với Triệu Bân. Triệu công tử nghe thấy thế thì đột nhiên muốn tè ra quần. Có thể thấy hoàng phi Vũ Linh có thể nghe thấy tiếng lòng. Hắn đoán không sai, hoàng phi thật sự có được khả năng thiên bẩm đó, so với cái loại thiên phú khi có khi không của nữ soái thì bà ấy có được thiên phú toàn diệt, vì thế nên để giữ sự riêng tư, bà ấy sẽ không lén lút lắng nghe suy nghĩ của người khác, lần này chỉ là trùng hợp, ai mà ngờ được. Tên nhóc này lại nghĩ những thứ đó. Hiểu, hiểu lầm thôi. Triệu Bân cười gượng, cảm thấy cả người lạnh buốt, nếu hoàng phi muốn giết hắn thì chỉ cần dùng sức nhẹ một cái là có thể nghiền hắn thành cho bụi, suy nghĩ những điều không nên nghĩ, rõ là muốn dạo quỷ môn quan mà. Hoàng phi bị chọc cười, tiếp tục khám bệnh. Long phi và hai thị nữ bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì. Cũng may là không biết, nếu không người nào đó sẽ bị đánh chết. Tính tâm không loạn, sóng lớn không sợ hãi. Triệu Bân thầm niệm tính tâm quyết, cố gắng vứt bỏ tạp niệm. Cũng không thể suy nghĩ lung tung, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hoàng phi mới thu tay lại. Mẫu hậu, có thấy điều gì khác thường không? Long phi hỏi. Hoàng phi khẽ lắc đầu, xem xét rất nhiều lần, cơ ngân không bệnh, hoặc là do bà ấy vẫn chưa đủ khả năng để tìm thấy manh mối, cả bà ấy cũng không thể nhận ra được thì chỉ có thể mời thiên võ xuống núi mà thôi. Đáng tiếc. Lão tổ còn đang bế quan. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất quan được. Triệu Bân xoa đầu, bị bệnh không đáng sợ, có bệnh thì trị. Nhưng không tìm thấy bệnh thì đáng sợ hơn nhiều, chẳng hạn như hắn, tự dưng lại hóa thành con nít, cảm giác này không ổn một tí nào. Ngồi xuống ăn cơm trước đi, hoàng phi cười, cũng ngồi xuống. Long phi cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu thân mình. Ăn cơm. Triệu Bân cười ha hả, lấy cái tô cơm của mình ra. Hắn không được cao, phải đứng trên ghế nhưng vẫn không chậm trễ việc ăn cơm, hơn nữa còn ăn được rất nhiều, nhỏ con nhưng lượng cơm cực kỳ lớn. Dầm. Hai thị nữ thấy thế thì âm thầm nuốt nước miếng. Long phi thấy thế thì nhếch miệng. Khóe miệng hoàng phi Vũ Linh cũng run run, nhóc con bé tí mà sao lại ăn khỏe thế không biết, dù có nghe nói nhưng vẫn ngạc nhiên lắm, lượng cơm lớn thế này, thảo nào lại đánh đấm được thế. Thú vị. Hai mẹ con họ không động đũa. Chỉ ngồi đó nhìn hắn ăn. Khỏi phải nói, hoàng phi Vũ Linh càng nhìn càng thấy thuận mắt, dù không thể khám ra bệnh của cơ ngân, nhưng lại nhận ra chú ấn cộng sinh, nó giống hệt với nữ nhi bà ấy, nếu không có gì bất ngờ thì hai người họ có thể hợp thành khế ước. Thế thì không có gì tốt hơn. Làm cái gì thế, muốn đánh nhau không? Nguyệt thần bị đánh không ngóc đầu lên nổi vẫn không chịu ngồi yên. Cảnh tượng đó khiến cô ta rất muốn thay Triệu Bân nói một câu. Ta muốn bú sữa mẹ. Đáng tiếc, lời cô ta nói không thể vang ra ngoài. Sau khi ăn xong, hoàng phi Vũ Linh đi trước, bà ấy phải về xem thêm trong sách cổ. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Long phi vẫn không hiểu mô tê gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng Triệu Bân, cái tô cơm to thế. Sao hắn có thể nuốt vào được chỉ, hoàng phi cũng khá là tò mò, thảo nào lại gọi là quái thai. Hoàng phi đi rồi, một lão già lại đi lên. Đó là lão quỷ Kim Sơn, một trong những hộ vệ của Ân Minh, ông bạn già lão quỷ Ngân Sơn vẫn còn đang ở thành Thiên Thu ấy. Lần này lão ta đến đây với mục đích rất rõ ràng, đó là đòi Ô Kim Tiên võng về. Ra mắt công chúa, lão quỷ Kim Sơn chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, Long Phi cười. Ra mắt tiền bối, Triệu Bân cũng là người hiểu lễ nghĩa, cái gì cần thì vẫn phải làm. Ô Kim Tiên võng, lấy ra đây. Lão quỷ Kim Sơn cung kính với Long Phi, đến phiên Triệu Bân thì chợt nghiêm mặt, chỉ giơ tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Triệu Bân, khinh thường ra mặt.
Bán rồi, Triệu Bân ăn no nấc một cái. Không chịu nghe lời thế này, ngứa đòn hả, lão quỷ Kim Sơn lạnh lùng nói, bắt đầu lộ uy áp. Bán thật mà. Triệu Bân nói xong còn dịch chân sang Long Phi, thiếu điệu ôm đùi Long Phi, hành động rất dễ hiểu, có gan thì uy hiếp cả công chúa này, cái lưới rách đó khiến ta thảm thương thế này, thích đòi là đòi hả, mặt mũi lớn quá nhỉ. Khỏi phải nói, lão quỷ Kim Sơn thật sự không dám. Công chúa không đáng sợ, kẻ đáng sợ là phụ thân cô ta, Cả mẫu hậu cô ta nữa. Long Phi không nói gì, cũng lười nhúng tay vào việc này. Cho cái giá đi. Lão quỷ Kim Sơn hít một hơi thật sâu, biết chuyện này sẽ không thuận lợi như thế, phải ói ra chút tiền. Ta thề, bán rồi. Nếu có nói dối thì ta sẽ bị sét đánh mỗi ngày. Triệu Bân nghiêm trang nói, những lời đầy chính nghĩa. Nhìn xem, dù giọng con nít non nớt là thế nhưng hắn vẫn nói đầy khí phách. Long Phi liếc sang. Ánh mắt cô ta đầy ẩn ý. Bệnh, tên này thật sự bị bệnh rồi, mặt không đỏ được chính là bệnh da liễu đấy. Nhìn lại lão quỷ Kim Sơn, gương mặt già nua đó trông cứ nhăn nhó, với thân phận của lão ta thì nhượng bộ thế là đã nể tình lắm rồi, có trời mới biết tên nhóc này không chịu nhận, thề độc thế mà cũng dám nói, không sợ mất lưỡi hả? Công chúa! Lão quỷ Kim Sơn nhìn sang Long Phi, ngụ ý là người khuyên nhủ hắn thử xem. Không thì tìm chỗ khác mà ngồi đợi, để lão phu giải quyết hắn, thế thì tên này sẽ ngoan ngoãn hơn một chút đó. Long Phi nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân chắp tay, nhìn trái ngó phải, nói chung là ta bán rồi. Lão Kim, lão tạm thời chờ một lát, ta nói chuyện với hắn, Long Phi cười nói. Thế thì thiếu chủ nhà ta sẽ ngồi chờ tin tốt lành. Lão quỷ Kim Sơn hít một hơi thật sâu, chắp tay bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Bân một cái. Ánh mắt đầy khí thế bức người, cũng may đây là đỉnh Ngọc Linh, cũng may nơi này có Long Phi, nếu không lão ta nhất định sẽ ra tay, chẳng những lấy lại tấm lưới mà còn phải thăm hỏi cơ ngân xem ngân sơn biến đâu mất rồi. Kim Sơn đi, Long Phi cũng đi nốt. Còn ô Kim Tiên Võng, ai thích thì tự lấy. Nếu là cô ta thì trả lại mới là chuyện lạ. Trùng hợp ghê, Triệu công tử cũng nghĩ như thế đấy. Hắn cướp từ chỗ của đám Ngô Khởi mà. Nếu muốn thì đi tìm đám Ngô Khởi ấy. Vẫn là câu nói ấy thôi, đã vào túi của hắn rồi, ai đòi hắn cũng không đưa. Vẫn là đêm khuya tĩnh lặng. Triệu Bân lấy huyền giáp ra, lại bắt đầu làm huyền giáp. Hắn một công mà đôi việc, vừa nghiên cứu huyền giáp, vừa thông qua phân thân trông chừng quả trứng vàng. Phá được một cái lỗ lớn, quả trứng vàng điên cuồng nuốt lấy linh khí đất trời và sức mạnh của lòng đất, vết nứt trên vỏ trứng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn từng ra lệnh cho phân thân tiến tới trước nhìn trộm. Thế nhưng chẳng nhìn được gì hết, còn gặp phải phản phệ. Cho dù không phải thần thú cũng là một loài vật nào đó với huyết thống đáng sợ, đại trưởng lão ma gia khẳng định chắc như đinh đóng cột, vỏ cũng vỡ rồi mà vẫn không nhìn rõ được bên trong. Giấu giấu giếm giếm như thế chính là minh chứng tốt nhất. Đêm khuya, Triệu Bân lẻn ra khỏi phòng. Tất nhiên hắn tới Lôi Trì, vì không phải của nhà hắn nên hắn không hề thấy sót. Cứ vài ba bữa lại hút sạch một lần. Chẳng sao hết, Long Phi giết được hắn chắc, cùng lắm thì ăn đòn. Tú Nhi nói rồi, ăn đòn cũng là một hình thức tu hành, thực tế chứng minh, ăn đòn nhiều, da mặt hắn cũng dày hơn thật. Khi ngang qua lầu gác của Long Phi, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ. Triệu Bân nhớn mày khi nghe ra được vẻ đau đớn trong tiếng rên kia. Nguyên nhân vì hắn cũng thường xuyên nghe thấy âm thanh này trên đỉnh Tử Trúc. Sư phụ Vân Yên của hắn gặp phải phản phệ trong mơ cũng đau đớn vô cùng giữa đêm khuya thanh vắng. Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi rồi mới dè dặt ghé lại gần. Hé cửa sổ ra, nheo mắt nhìn vào bên trong, hắn có thể nhìn thấy Long Phi đang ngồi khoanh chân, cơ thể kiều diễm run lên từng hồi, ánh mắt rất đau khổ, khí tức cuồng bạo. Không chỉ khí tức của cô ta mà khí tức của Cửu Vĩ Hồ cũng vậy, chắc hẳn là không đè nén được sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ nữa rồi, con hồ ly kia đang biến dị. Phụt! Khi hắn nhìn vào, Long Phi đột nhiên ộc ra một búng máu. Thấy vậy, hắn kéo cửa sổ ra chui vào, bàn tay đặt lên lưng của Long Phi, chân nguyên truyền vào trong, có cả âm thanh của Tĩnh Tâm Quyết, chỉ để trấn an tinh thần của cô ta. Trong thời khắc mấu chốt này, không thể tẩu hỏa nhập ma được. Long Phi lại rên thêm một tiếng, ý thức đã trở nên mơ hồ. Cố gắng tĩnh tâm, Triệu Bân vội vàng nói. Đáp trả hắn là một luồng sức mạnh cuồng bạo trào ra khỏi cơ thể Long Phi.
phụt, cách quá gần chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Ví dụ như hắn đây, bị hất tung ra ngoài ngay lập tức, tạo thành một cái hố lớn trên tường, máu tươi tung tóe. Đó là sức mạnh của cửu vĩ hồ, dù chỉ mới một phần rất nhỏ, cũng đủ khiến hắn gặp nội thương. Sư bá trưởng giáo. Trong lúc bay ngược ra ngoài, Triệu Bân hả hỏng hô ầm lên. Cửu vĩ hồ quá điên cuồng, chắc chắn hắn không kiềm giữ được, cần cao thủ chuẩn thiên mới ổn. Đùng. Dứt lời đã thấy lầu gác của Long Phi đổ sập. Vẫn là sức mạnh của cửu vĩ hồ, cả một tòa lầu gác đẹp đẽ bỗng chốc gạch ngói bay tứ tung. Công chúa, hai thị nữ cuống cuồng xuất hiện. Chớ qua đó, Triệu Bân quát ầm lên. Thế nhưng lời nhắc nhở của hắn vẫn quá muộn, hai thị nữ vừa mới lao tới đã bị một quầng khí hất bay, chưa kịp chạm đất đã có một móng vuốt vung về phía họ, tất nhiên là móng vuốt của hồ ly, thế nhưng là ảo ảnh do khí ngưng tụ thành. Cho dù là vậy, uy lực của nó cũng đủ mạnh rồi. Chí ít thì hai thị nữ không đỡ nổi. Không sai, Long Phi hóa cửu vĩ rồi. Cửu vĩ hóa không đáng sợ, đáng sợ là cửu vĩ hóa trong trạng thái mất ý thức. Long Phi trong hình thái này chẳng khác nào Vân Yên khi mộng du, chẳng khác nào kẻ điên, không còn nhận ra ai nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn tiến lên trước, đấm bay móng vuốt ảo ảnh bằng đòn hám sơn quyền. Vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu, nắm đấm lập tức nổ tung thành xương đỏ. Đi mau! Triệu Bân phất tay, đẩy hai thị nữ ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng bay người trốn ra sau. Bởi vì móng vuốt hồ ly thứ hai đã thò ra và hướng về phía hắn. Móng vuốt còn chưa tới gần, hắn đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp như bị núi đè. Trốn! Triệu Bân quát khẽ một tiếng, thuấn thân bỏ đi. Tiếc rằng với tu vi hiện tại của hắn thì thiên nhãn thuấn thân không thể quá 20 trượng, vừa tiếp đất thì móng vuốt của hồ ly đã lao tới, cái tát từ trên trời giáng xuống như núi Thái Sơn đổ sập xuống người. Mới chỉ là khí thế đã khiến xương cốt của hắn gãy răng rắc chứ đừng nói gì đến chạy, lúc này muốn nhúc nhích cũng khó. Trong thời khắc nguy cấp, hắn cưỡng ép khởi động thiên cang hộ thể. Vậy nhưng, chẳng có tác dụng gì. Thiên cang cháo với hàng phòng ngự tuyệt đối thì cũng phải xem đang đánh với ai. Đối mặt với cửu vĩ hóa, thiên cang hộ thể mạnh mẽ như biến thành một tờ giấy trắng mỏng manh, chỉ thoáng chốc đã tiêu tán. Đến cả thần long vẫy đuôi được dùng ngay sau đó cũng bị nghiền nát thành cho bụi, chèn ép tuyệt đối. Với sức mạnh chèn ép tuyệt đối này, cho dù bí thuật của hắn bá đạo đến đâu cũng chỉ là vật trang trí. Đùng! Móng vuốt hồ ly hạ xuống, vỗ cho hắn một cái. Cái tát này cảm giác chẳng ra làm sao, xác thịt rắn giỏi như hắn cũng bị tát cho không còn hình người, xương cốt và kinh mạch toàn thân gãy lìa ra từng tấc một, đến cả năng lực tái sinh cũng không theo kịp sự băng hoại của thể phách. Cơ công tử, hai thị nữ mặt mày tái mét. Đi mau. Triệu Bân nghiến răng, dùng cơ thể bé nhỏ gắng gượng đỡ lấy móng vuốt hồ ly khổng lồ, giữa những ngón tay có sấm sét xèo xèo, cố gắng xé rách móng vuốt ảo ảnh để trốn thoát lần nữa. Growl. Thêm một tiếng thét nữa, Long Phi cửu vĩ hóa hoàn toàn. Phen này không chỉ là móng vuốt của cửu vĩ nữa, mà là một vật lớn khủng khiếp. Nhìn đôi mắt đỏ lòm như nhỏ ra máu, to như chum rượu. Nhìn chiếc đuôi như vẫy lên tận trời, bây giờ chín chiếc đuôi như trống tới tận mây. Khí tức của nó đã vượt qua phạm vi của võ đạo, từng tí từng chút như ngọn núi đè xuống, từng luồng khí huyết như đại dương cuộn trào, đến cả đỉnh núi cũng bị nó san bằng. To quá đi mất. Vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy cửu vĩ hồ, Triệu Bân lại phải ngửa đầu lên. Có lẽ ai đó sẽ hỏi, có thời gian nhìn cửu vĩ hồ thì tại sao không chuồn đi, đứng đó đợi bị tiêu diệt à? Trên thực tế, không phải hắn không trốn, mà là không cử động được, do uy lực và áp lực từ cửu vĩ hồ chèn ép đến mức không thể nhúc nhích nổi. Lần trước, Long Phi tỉnh táo và có ý thức nên còn biết chừng biết mực. Lần này, cô ta ở trong trạng thái không còn ý thức, không nhận ra bất kỳ ai nên sẽ không nương tay đâu. Growl. Tiếng gào thét của cửu vĩ hồ còn ngang ngược hơn cả tiếng sấm dậy. Nó chỉ cần dậm chân là núi non nứt toác. Toàn bộ mạch núi đổ sụp hoàn toàn. Phụt! Triệu Bân lại phụt máu, văng ngược ra ngoài như một bao cát. Xong đời, hắn như biến thành một chữ đại nằm dính lên vách đá của đỉnh núi đối diện, nếu nhìn qua, ai không biết còn tưởng hắn là một cái bánh bằng thịt ấy chứ. Lúc này đây, hắn cũng không khác cái bánh bằng thịt là bao, từ đầu đến chân toàn là máu, đúng là thịt nát xương tan trong truyền thuyết. Thấy vậy, Nguyệt Thần mặc niệm cho hắn. Nhìn đi!
còn chưa kịp nuốt hết lôi chỉ thì kiếp nạn đã tới trước rồi. Cửu Vĩ Hồ, phát điên à? Có lẽ vì động tĩnh quá lớn nên kinh động toàn bộ Thiên Tông. Dù là đệ tử hay trưởng lão chạy lên đỉnh núi, trông ra từ xa, thần sắc của ai cũng khiếp hãi. Cửu Vĩ Hồ quá to lớn, cũng quá đáng sợ, từ đằng xa cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp tập kích vào cơ thể. Mau lên, phong ấn nó đi. Đám đông cường giả Thiên Tông chạy tới, ai nấy khí thế ngút trời, bao gồm trưởng giáo Dương Huyền Tông trong đó, mười mấy cao thủ chuẩn thiên ào ào nhảy ra. Cao thủ chuẩn thiên chạy tới các đỉnh núi xung quanh đỉnh Ngọc Linh, đáp đất trên các đỉnh núi, sau đó cùng nhau chắp tay lại. Họ cùng niệm một loại ấn quyết. Trong thoáng chốc, từng cột sáng đâm ra khỏi mặt đất, lao vút lên trời, ngưng tụ thành một cái lồng khổng lồ, nhốt cả đỉnh Ngọc Linh ở bên trong. Trên mỗi cột sáng có phù văn bay lượn, tất cả là bí pháp phong ấn, Cửu Vĩ đang ở trên đỉnh Ngọc Linh cũng bị nhốt vào trong. Rào! Cửu Vĩ Hồ gào thét, một cái miệng to, hai con mắt khổng lồ, bốn móng vuốt và chín cái đuôi cùng sáng rực lên, quật mạnh vào lồng. Cho dù là mười mấy cao thủ chuẩn thiên cũng phải rên lên, lồng thì kiên cố nhưng đỉnh Ngọc Linh thì rung lắc qua lại, đất đá từ bên trên liên tục lăn xuống. Phong ấn! Đám đông trưởng lão quát lên, ấn quyết thay đổi. Khi ấn quyết dừng lại, từng sợi xích bằng phù văn trồi lên khỏi lòng đất, khóa chặt móng vuốt của Cửu Vĩ, đồng thời khóa luôn chín cái đuôi. Ngoài ra, còn có một lá bùa ảo ảnh khổng lồ từ trên trời đập xuống, cộng hưởng cùng chiến lồng đè cho Cửu Vĩ Hồ lảo đảo, bị phá luôn Cửu Vĩ hóa. Phù! Lúc này, Dương Huyền Tông mới thở phào. Cửu Vĩ hóa tan đi, Long Phi rơi xuống từ trên không trung, tóc tai rũ rượu, toàn thân bê bết máu, chìm trong hôn mê, mặt mũi trắng bệch, biểu cảm vẫn còn nét đau khổ, sức mạnh cuồng bạo vẫn đang giày vò cô ta. Cứu người, Dương Huyền Tông lập tức hạ lệnh. Mười mấy cao thủ chuẩn thiên tràn lên núi Ngọc Linh. Hai thị nữ bị thương rất thê thảm, một nàng rơi xuống vách núi, một nàng ngã xuống hồ, nhưng vẫn ổn, không nguy hiểm tới tính mạng. Chắc chắn vẫn có nội thương, mấy tháng sau phải trải qua trên giường bệnh rồi. Họ nên cảm ơn Triệu Bân. Nếu không nhờ Triệu Bân liều mình cứu mạng, chắc họ đã bị đánh thành cho bụi rồi. Nhắc đến Triệu Bân, hắn thực sự thê thảm. Khi Dương Huyền Tông tìm được hắn, hắn vẫn còn dính chặt trên vách đá. Đúng là một cái bánh thịt, trưởng giáo Thiên Tông tâm cảnh chuẩn thiên nhìn thấy cũng phải hít vào thật sâu, khiếp sợ vô cùng, suýt chút nữa đã bị tiêu diệt rồi. Cũng may tên này có khả năng tái sinh chống đỡ, không nguy hiểm về tính mạng, nhưng phải tĩnh dưỡng. Mau, đưa nó tới Thiên Trì, Dương Huyền Tông lập tức nói. Chư Cát lao tới, bế Triệu Bân chạy thẳng tới Thiên Trì, giữa chừng vẫn ngoác miệng lải nhải không ngừng. Tên này cao số thật. Nếu Cửu Vĩ Hồ dùng lực thêm chút nữa thì không chỉ là gãy xương đâu, mà là hắn đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Đỉnh Ngọc Linh bị giới nghiêm toàn phần. Dương Huyền Tông và các cao thủ chuẩn thiên đều ở đó, rót thêm sức mạnh giúp Long Phi áp chế Cửu Vĩ Hồ. Lại biến dị rồi, một trưởng lão nội môn nhíu mày. E là còn gay gâu hơn ta nghĩ nhiều, một trưởng lão khác nói. Không ai phản bác điều này, bởi nhãn giới của họ không thấp. Ai cũng nhìn ra trạng thái của Cửu Vĩ Hồ không chỉ có sức mạnh điên cuồng mà còn có thêm ý niệm độc ác, nếu không, Long Phi cũng không bị rối loạn tinh thần. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thời gian càng trôi, Cửu Vĩ tiếp tục biến dị, sức mạnh sẽ càng thêm cuồng bạo, ác niệm tà niệm cũng càng mạnh. Với tu vi của Long Phi thì còn lâu mới chế ngự được nó, chưa biết chừng còn mất mạng luôn. Khế ước cộng sinh, vô cùng cấp bách. Dương Huyền Tông hít một hơi thật sâu, kiếp nạn lần này ông ta không muốn thấy lần hai nữa. Không lâu sau, Linh Lung và nữ soái chạy tới. Thấy cảnh này, họ thoáng nhíu mày. Sau đó là tới Hoàng Phi Vũ Linh, lúc đi không phát hiện điều gì khác thường, không ngờ lại có biến cố này, may mà hữu kinh vô hiểm. Nếu được, bà ấy thà rằng con gái đừng làm túc chủ của Cửu Vĩ, cũng đỡ phải khiếp sợ mỗi ngày. Bên này, Triệu Bân đã ở trong Thiên Trì. Vạn Pháp Trường Sinh Quyết đúng là bí pháp tốt. Cho dù Triệu Bân hôn mê, nhưng khả năng tái sinh bá đạo vẫn đang lặng lẽ vận động, tái tạo lại xương cốt cho hắn, nối liền kinh mạch cho hắn, còn về phần nội thương không nằm trong phạm vi của Trường Sinh Quyết, hay nói cách khác, hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu. Cảnh ngộ mà ngươi gặp phải cũng chẳng có ai bì được. Bên hồ, lão Huyền Đạo đang cầm tẩu thuốc, chẹp miệng hút thuốc. Một gia đình yên ổn bị chia ly phân tán, hắn tới Thiên Tông ngày ngày có người tới gây sự, khó khăn lắm mới vào được nội môn. Mẹ kiếp, còn bị cải lão hoàn đồng,
vậy thì thôi đi, còn gặp phải cửu vĩ hồ nổi điên, suýt nữa là mất mạng. Ta đúng là lanh trí mà. Triệu Bân lập tức mở mắt ra, hắn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lão huyền đạo thấy vậy thì giật giật khóe môi, bị thương nặng đến vậy mà tỉnh lại nhanh thế sao? Vài giây sau, Triệu Bân mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn kỹ thì, ây già, thiên trì. Chỗ này tinh thuần hơn so với lôi trì nhiều. Nói nuốt là nuốt ngay, huyệt vị, lỗ chân lông khắp người hắn đều lập tức giãn ra, điên cuồng hấp thụ tinh hoa của thiên trì. Nhìn hắn nhỏ con vậy thôi chứ dạ dày lớn lắm, giống như một cái động không đáy, muốn cố sức hút cho hết. Ngươi, đúng thật là một nhân tài, chứ cắt huyền đạo tặc lưỡi suýt xoa. Ngươi đừng làm loạn, Triệu Bân lườm ông ta. Nuốt đi, cố nuốt đi, chứ cắt huyền đạo phất tay. Dễ gì mới đến đây một chuyến, phải để cho con người ta ăn cho no chứ. Công chúa đâu rồi, Triệu Bân hỏi. Bị phong ấn rồi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chư Cát Huyền Đạo lại bắt đầu, hít một hơi rồi mới nói thêm một câu, nhưng sau này thì khó nói lắm, cửu vĩ hồ thay đổi bất thường, hơn nữa còn sinh ra tà niệm và ác niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể phản tác dụng, cô ta không thể khống chế được. Nếu không ai có thể thỏa thuận được với cô ta thì sẽ thế nào, Triệu Bân nhỏ tiếng hỏi. Cô ta, sẽ chết? Nghiêm trọng vậy sao? Từ lúc trở thành vật chủ của cửu vĩ hồ thì đã định sẵn sẽ có kết cục như thế, Chư Cát Huyền Đạo chậm rãi nói. Triệu Bân lặng thinh. Nói thật, con người của Long Phi cũng khá tốt. Nếu một nhân tài như thế mà lại mất mạng vì chuyện này thì thật quá bi ai rồi. Đại tế ti không dễ dây vào đâu, thế lực đằng sau ngao diệt cũng rất đáng sợ. Chư Cát Huyền Đạo đổi chủ đề, không khó để nhận ra ngụ ý trong lời nói của ông ta, Ô Kim Tiên Võng và Huyền Giáp đều nằm trong tay Triệu Bân, Ân Minh và Ngao Diệt chịu để yên mới lạ. Bọn họ sẽ bất chấp tất cả để lấy bảo bối của mình về. Bởi vậy mới nói, tốt nhất đừng nên chọc đến bọn họ. Dù ta có trả thì bọn họ có tha cho ta không, Triệu Bân cười lạnh lùng. Việc gì cũng phải cẩn thận, Chư Cát Huyền Đạo nhắc nhở. Ta, đã không còn là tiểu võ tu năm xưa nữa rồi. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt sáng lên, Thành Thiên Thu và núi bất tử là chỗ dựa của hắn, muốn giết chết hắn đâu có dễ vậy. Thứ mà hắn cần là thời gian. Bất kể là việc nhà họ Ma trỗi dậy hay chuyện tu vi của hắn được nâng cao thì đều có thể giữ vững được chỗ đứng của mình. Ta đã nghe ngóng được, có vẻ như mẹ ngươi liên quan đến bí mật của tiên gia, Chư Cát Huyền Đạo lại nói. Bí mật của tiên gia sao, Triệu Bân chau mày, nói tiếp, bí mật tiên gia gì cơ? Chỉ biết bấy nhiêu thôi, Chư Cát Huyền Đạo nhún vai. Triệu Bân lại lặng thinh, hắn từng nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng lại chưa từng nghĩ đến điều này. Hèn gì Tử Y Hầu cứ luôn nhằm vào nhà họ Triệu, hóa ra là mẹ hắn có liên quan đến tiên gia. Tiên gia huyền diệu đến mức nào, e rằng bất cứ ai cũng đều thấy cuồng điên vì nó, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước. Đừng nông nổi, ngươi là niềm hy vọng của nhà họ Triệu đấy. Chư Cát Huyền Đạo gạc tàn thuốc. Ta hiểu. Triệu Bân khẽ gật đầu, hắn biết hình tháp là chỗ thế nào. Vì vậy, trước khi có đủ thực lực, hắn sẽ không đến đó tìm cảm giác kích thích. Nhưng một khi có cơ hội thì hắn sẽ không do dự mà sẽ ra tay ngay, đưa mẹ mình đến Thành Thiên Thu, vậy thì mọi chuyện coi như trọn vẹn. Cửu vĩ bộc phát khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Vốn dĩ đã hạ lệnh giữ kín tin tức này nhưng ngặt nỗi nội bộ của Thiên Tông có quá nhiều thám tử nên thông tin này đã được truyền ra ngoài ngay. Dương Huyền Tông cũng bó tay, mạng lưới tình báo yếu kém không thể tìm ra được nội gián, Thiên Tông ít nhất phải bị động thêm 10 năm nữa. Linh Lung cần 10 năm để thanh lọc toàn bộ ám ảnh, thay toàn bộ đội ngũ cũ, cách này là trực tiếp nhất. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa chút xuống Thiên Tông. Tiếng bàn tán xôn xao trong tông, tất cả đều bàn về chuyện tối hôm qua. Trên đỉnh Ngọc Linh, Long Phi đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không có dấu hiệu chân nguyên, hay nói cách khác, cô ta đã bị Hoàng Phi Vũ Linh phong ấn tu vi. Đến cả cửu vĩ tiên hồ cũng bị phong ấn trong đan điền để khống chế sức mạnh khủng khiếp và tà niệm. Ác niệm. Nhưng tất cả mọi người đều biết đấy chỉ là kế nhất thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề biến dị của cửu vĩ thì bắt buộc phải chia nó thành hai. Triệu Bân vẫn còn ngồi nhìn thiên trì. Trong thời gian đó, Dương Huyền Tông đã đến mấy lần. Tên này rất nhanh nhạy, hắn cứ ngồi xếp bằng, mắt nhắm, giả vờ ngủ ở đó, gọi sao cũng không dậy, chủ yếu là muốn ngồi lại đó thêm mấy ngày nữa. Thiên trì là chỗ tốt, vô cùng tinh túy.
đối với hắn mà nói thì ở Thiên Tông không thể nào tìm được thánh địa tu luyện thứ hai như thế này. Hắn đã tỉnh lần nào chưa? Dương Huyền Tông liếc nhìn Triệu Bân rồi hỏi Chư Cát Huyền Đạo. Lão Chư Cát cũng hùa theo, dứt khoát trả lời, chưa từng. Trông coi cẩn thận đấy. Dương Huyền Tông nói một câu rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, ông ta còn liếc nhìn Thiên Trì, cứ cảm thấy tinh hoa ít đi rất nhiều. Phù! Sau khi ông ta đi, Triệu Bân mới mở mắt ra, cười không ngậm được mồm. Lão Huyền Đạo liếc Triệu Bân và nói, giúp ngươi che giấu mà không được chút lợi lộc gì sao? Đương nhiên là có rồi. Triệu Bân lấy mấy bức tranh được người của Thiên Tông gọi là hàng tết ra. Hàng tốt! Mới đó Lão Chư Cát còn tỏ ra nghiêm túc, giờ trông bị ổi cực kỳ, đấy là sức mạnh của tiền đó. Người không có vợ, thấy thứ này thì còn thích hơn cả nhìn thấy vàng bạc châu báu. Mà ông ta chính là một trong số đó. Từ từ xem. Triệu Bân cười he he rồi lại nhắm mắt lại. Cơ thể hắn giống như một cái động không đáy, ra sức hấp thụ tinh hoa. Thế là 3-4 ngày đã trôi qua. Đến ngày thứ 6 mới thấy có một bóng người đến Thiên Trì. Đó là Vân Yên, cô ta vừa bế quan xong. Chắc là trong lúc bế quan đã tình cờ ngộ ra được pháp mộng nên từ xa nhìn lại trông rất có khí chất tiên nữ. Cô ta đến đây đương nhiên là để tìm Triệu Bân, không ngờ mới bế quan có mấy ngày mà đệ tử của mình lại gặp biến cố, đang yên đang lành sao lại cải lão hoàn đồng. He he, khá lắm Chư Cát Huyền Đạo vẫn còn đang ngồi đó nghiên CEO hàng Tết. Có lẽ vì xem quá nhập tâm nên ông ta không hề phát hiện ra Vân Yên đến. Xe huynh có hình thú thật, mắt Vân Yên nổi ly ca, cô ta tát méo mặt ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Chư Cát đau đến nghiến răng nghiến lợi, vắt chân lên chạy. Vân Yên không để tâm đến ông ta, chỉ nhìn Thiên Trì, mắt sáng lên. Cũng giống như nữ soái, Hoàng Phi và Linh Lung, khi nhìn thấy hắn thì tình thương của mẹ lại trỗi dậy. Cũng kỳ lạ thật, khuôn mặt cơ ngân rất phổ thông, nhưng không ngờ sau khi cải lão hoàn đồng thì lại đáng yêu như thế. Đâu có bệnh đâu. Cô ta nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra được gì. Xong rồi, cô ta lại giơ tay kéo Triệu Bân, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thỉnh thoảng còn đưa tay ra véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, chọt nhẹ lên bụng Triệu Bân, phải nói là cảm giác rất mềm mại. Triệu Bân đang tỉnh, chỉ là đang giả vờ ngủ thôi. Nói thật là hắn sợ bị đánh. Nhìn Lão Huyền Đạo đi, bị đánh méo mặt rồi còn gì. Vậy mới nói, giả vờ ngủ vẫn tốt hơn, an toàn. Sao lại cải lão hoàn đồng thế này? Vân Yên không ngừng lẩm bẩm, quan sát hết lần này đến lần khác. Vị sư phụ này của hắn rất kính nghiệp, để khám bệnh cho đệ tử, đến cả quần lót của người ta cũng vạch ra. Con chim nhỏ đúng là nhỏ thật, cảnh giới địa tạng đỉnh cao như Vân Yên cũng rất tò mò. Cô ta nhìn một lúc thì Triệu công tử đã tè ra rồi. Con nít mà, tè dầm là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, hắn tè không đúng lúc chút nào, vừa đúng lúc Vân Yên nâng lên trước mặt để nhìn. Thế là bắn hết lên mặt cô ta. Thoải mái. Triệu Bân vẫn giả vờ ngủ, trong lòng thì cười thầm. Cho đánh ta nè. Treo ta lên cây nè. Vạch quần lót của ta nè. Bao lâu nay, từ khi hắn vào Thiên Tông, chưa bao giờ hắn thấy sảng khoái như thế. Cảm giác chút được áp lực, thật tuyệt. Đấy là nước tiểu đồng tử, có thể tránh tà. Nhóc này có thể dậy. Nguyệt Thần nói một câu đầy cảm xúc, cuối cùng thì đệ tử của cô ta đã thông suốt rồi. Nhìn sang Vân Yên, cô ta nghịch mặt ra, ai mà biết xem bệnh cho đệ tử mà còn bị tè lên mặt nữa. Nói thật, từ khi làm trưởng lão của Thiên Tông, đây là lần đầu tiên cô ta thê thảm như thế. May mà Lão Huyền Đạo đã rời khỏi đó. Nếu không thì cô ta sẽ càng nổi điên hơn nữa. Nhóc con được lắm. Mấy giây sau, hắn mới nghe Vân Yên lên tiếng. Ánh mắt cô ta lại rực lửa, khuôn mặt ướt đẫm từ ửng đỏ chuyển sang tối sầm. Cũng không biết vì xấu hổ hay vì tức giận mà cô ta đã đánh lên mông của hắn mấy phát. Vậy là Triệu công tử cũng không tỉnh. Hắn hiểu sư phụ, nếu hắn dám mở mắt ra thì sẽ càng bị đánh mạnh tay hơn. Sư muội, Triệu Bân chưa tỉnh nhưng Dương Huyền Tông thì đã đến rồi. Trưởng giáo của Thiên Tông nhìn thấy cảnh đó cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vân Yên nhìn thấy Dương Huyền Tông thì vội lau khô mặt. Mùi gì thế? Dương Huyền Tông nhúc nhích mũi ngửi ngửi, tỏ vẻ thắc mắc. Vân Yên không trả lời,
đặt Triệu Bân vào tay Dương Huyền Tông rồi vội vã bỏ đi. Cô ta phải đi rửa mặt. Dương Huyền Tông trông theo rồi mới nhìn lại Triệu Bân. Trưởng giáo Thiên Tông cũng rất trẻ con, thấy xung quanh không có ai thì búng cậu nhỏ của Triệu Bân một cái. Ứ. Triệu Bân ứ lên khó chịu, mặt hắn tối sầm. Thế là hắn bực mình, tè cho trưởng giáo một phát. Xong chuyện thì vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Cái thằng nhóc này. Dương Huyền Tông dở khóc dở cười, nước tiểu trẻ nam mà. Không biết Triệu Bân tỉnh từ lúc nào, giả vờ còn mơ màng buồn ngủ. Tỉnh rồi sao, Dương Huyền Tông mỉm cười và nói. Suýt chút đã bị đánh chết, Triệu Bân lạnh mặt quần lót vào. Bị đánh cũng là một kiểu tu hành. Có vẻ như dù ở đâu thì câu nói đó cũng không lỗi thời, trưởng giáo Thiên Tông cũng nói rất lưu loát. Ông ta nói xong thì còn nhét cho hắn một thứ, đó là bảo bối có tên là tè không ướt, tè dầm không phải là thói quen tốt, nếu như thận không tốt thì tặng thêm cho người ít thuốc viên địa hoàng nữa. Triệu Bân vội nhận lấy, trong lòng thì thầm bĩu môi, cho chừa cái tội búng nè. Dương Huyền Tông bỏ đi. Tiện thể còn dắt theo Triệu Bân. Nếu còn để tên nhóc này ở đây thêm vài ngày nữa thì cả thiên trì sẽ bị nuốt hết mất. Lúc ông ta xuất hiện trở lại thì đã ở đỉnh Ngọc Linh. Trưởng giáo rất biết ý, đích thân đưa Triệu Bân đến, phải để hắn giao lưu tình cảm với Long Phi, vậy sẽ có lợi cho việc giao kết. Hoàng Phi Vũ Linh đã quyết định mời lão tổ Hồng Nguyên cưỡng chế giảm tu vi cho Long Phi, giảm đến bằng cấp bậc của cơ ngân, dù cho có tổn hại đến căn cơ của Long Phi cũng được, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu còn kéo dài nữa thì e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mất. Tu Vi đã bị phong ấn rồi sao? Từ xa, Triệu Bân đã nhìn thấy Long Phi đang ngồi xếp bằng hít thở. Không biết vì sao có một suy nghĩ tà ác nảy ra trong đầu của hắn, đấy là bắt trói Long Phi, sau đó thì treo lên cây, hắn đã bị đánh hai trận, phải chăng nên tìm cơ hội đòi nợ lại? Suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị đánh tan. Trên đỉnh Ngọc Linh không chỉ có mình Long Phi, còn có cả Hoàng Phi Vũ Linh. Dám ức hiếp con gái của bà ấy thì sẽ bị đánh thành tro. Nhóc con, nào, Hoàng Phi Vũ Linh mỉm cười và khẽ nói. Triệu Bân nhanh chân, cung kính hành lễ. Hoàng Phi không nói nhiều, khẽ đặt bàn tay trắng trẻo lên đỉnh đầu của Triệu Bân. Có ánh sáng phát ra giữa các kẽ tay, biến thành những tia sáng, truyền vào trong cơ thể của hắn, tẩy luyện tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch cũng như từng giọt máu trong người hắn, tất cả đều nằm trong phạm vi được tôi luyện. Triệu Bân lại hừ lên khó chịu. Dày vò cơ thể như thế không phải chỉ đau nhức ở mức bình thường. Nhưng cũng không sao cả, hắn có thể chịu được. Thứ mà hắn tò mò là sức mạnh mà Hoàng Phi đang dùng, dường như không giống như chân nguyên, có 3 phần giống với đại địa linh lực, 3 phần giống với khí huyền hoàng, còn 4 phần còn lại thì hắn chưa từng gặp, chỉ biết là rất thần kỳ. Đấy là sức mạnh của thần tiên. Có lẽ Hoàng Phi biết Triệu Bân thắc mắc nên đã mỉm cười giải thích. Triệu Bân nghe xong thì ánh mắt bất giác sáng lên, sức mạnh của tiên sao? Hoàng Phi không lừa hắn. Về điểm này thì Nguyệt Thần biết rõ. Nói là sức mạnh của tiên thì cũng không chính xác, nó không phải là sức mạnh của tiên thuần túy, vì người thường không thể nào thi triển được tiên lực thật sự, thứ mà Hoàng Phi dùng là sức mạnh bán tiên. Thần kỳ thật, Triệu Bân lẩm bẩm. Tiên lực không phải là thứ mà chân nguyên có thể so sánh, nó dồi dào là kỳ diệu hơn nhiều. Chính hắn đã đánh giá thấp Hoàng Phi, không ngờ bà ấy lại có thể điều khiển được sức mạnh như thế. Hả? Hoàng Phi Vũ Linh đột nhiên chau mày, hai mắt cũng nheo lại. Không ngờ sức mạnh của tiên mà bà ấy dùng để tẩy luyện cơ thể cho cơ ngân đã bị hấp thụ mất. Ai hút đi, tất nhiên là mầm tạo hóa rồi. Nó không phải là kẻ chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Thấy đồ có thể ăn thì chắc chắn sẽ không để mình ấm ức. Mấy thứ như tiên lực ăn vào cũng được lắm. Sau khi nuốt vài tiên lực, lá trồi của mầm tạo hóa lại run rẩy, lại lớn hơn một chút, phiến lá vẫn trong suốt và sáng ngời, nhưng lại có màu sắc kỳ lạ hiện lên, tạo thành lực sinh linh cung cấp cho Triệu Bân. Có thể nuốt tiên lực. Hoàng Phi Vũ Linh nhìn Triệu Bân với ánh mắt khác lạ, trong người bà ấy có tiên lực, bà ấy có thể khống chế được tiên lực, có lẽ là vì huyết mạch. Nhưng tiểu tử này không có huyết mạch đặc biệt mà vẫn có thể lưu giữ và hấp thu tiên lực, thật kỳ quái. Thú vị! Triệu Bân nói thầm trong lòng, là do ta có mầm tạo hóa. Nó còn tự giác hơn hắn rất nhiều, thấy cái ăn là nuốt lấy nuốt để. Hắn ngước lên, lại có tiên lực chảy dọc vào trong người,
có thể thấy Hoàng Phi đang muốn xem thử rốt cuộc trong cơ thể cơ ngân có huyền cơ gì, tại vì sao tiểu tử này lại có thể nuốt tiên lực. Mầm tạo hóa khẽ run lên, hấp thu hết trong nháy mắt. Có lẽ do nó hấp thu quá nhanh nên cả Hoàng Phi cũng không thể nhận ra. Sau đó, bà ấy thử thêm rất nhiều lần. Tất nhiên mãi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, tiên lực vào trong cơ thể cơ ngân thì lập tức biến mất, còn việc nó đi đâu, được hấp thu thế nào thì bà ấy hoàn toàn không biết, có lẽ là do ánh mắt vẫn còn quá hạn hẹp. Bà ấy sẽ không phát hiện ra mầm tạo hóa chứ, Triệu Bân thầm nghĩ. Vẫn còn thiếu chút đạo hạnh, đó sẽ là câu trả lời của Nguyệt Thần. Mầm tạo hóa là đoạt thiên tạo hóa, bẩm sinh sở hữu năng lượng thần bí, cũng chứa lực che giấu thần kỳ, mắt người thường không thể nhìn thấy được, dù có là Đại Hạ Hồng Uyên thì cũng không thể nắm bắt được. Kỳ quái! Hoàng Phi lại thì thào, tiện thể rút tay về. Không thể tiếp tục dùng tiên lực thử được nữa, bởi vì dùng cũng sẽ bị cắn nuốt hết mà thôi, trước đó không tin nhưng bây giờ thì bà ấy tin. Tiên lực của bà ấy vốn không nhiều, rất khó tái sinh, cứ cho hắn cắn nuốt như thế thì sẽ cạn sạch mất. Thoải mái thật. Triệu Bân vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đang cười hì hì. Hoàng Phi dùng tiên lực để thử nghiệm vô tình cho mầm tạo hóa chất dinh dưỡng, mầm tạo hóa lại cung cấp ngược lại cho hắn, suy cho cùng thì người được lợi vẫn là hắn. Đáng tiếc, Hoàng Phi đã thu tay lại, nếu không sẽ thích hơn rất nhiều. Đúng là quái thai. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu. Lời nói đầy ẩn ý. Tên nhóc trước mặt không hề đơn giản như vẻ ngoài của hắn, đừng thấy hắn trông vô hại là thế, thật ra đang che giấu rất nhiều bí mật, cả Hồng Uyên cũng không thể nuốt được tiên lực, nhưng hắn thì có, chỉ từng đó thôi là đủ quái dị rồi. Không lâu sau đó, Hoàng Phi rời đi. Trước đó, bà ấy để lại cho Triệu Bân nhiệm vụ, chăm sóc cho nữ nhi ta thật tốt. Được thôi. Triệu Bân nhếch miệng cười, thế thì cứ chăm sóc thôi. Hoàng Phi đi rồi, sống lưng hắn lại thẳng lên, ngày xưa hắn đánh không lại Long Phi, bây giờ mọi thứ đã khác rồi, bị phong ấn tu vi thì một bàn tay hắn là đủ để khiến cô ta phải cúi đầu, thế nên mới nói tốt nhất là đừng chọc vào ta. Ánh mắt Long Phi nhìn hắn có hơi sai trái. Triệu Bân không cho là đúng, vẫn ra vẻ dữ dằn lắm. Thế nhưng hắn vẫn rất chuyên nghiệp, người không cao, bản lãnh lại không nhỏ, cũng lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Hoàng Phi đã dặn phải chăm sóc công chúa thật tốt, chuyện này thì hắn làm được. Tất nhiên cũng không phải là chăm sóc suông. Đêm dài tĩnh lặng, hắn thường chạy tới lôi trì. Theo hắn nói thì đó là thù lao cho việc chăm sóc. Cái tên lẻo mép này. Nguyệt Thần đang đối kháng với nguyền rủa liếc nhìn Triệu Bân không biết bao nhiêu lần, một đại mỹ nữ như thế ngươi không lo cưa cẩm, chỉ nhớ nhung mỗi lôi trì, chẳng lẽ nương ngươi không nói là thấy cải trắng thì phải hái ư? Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Bữa tối vẫn do Triệu công tử chuẩn bị. Không bàn đến tính nết của hắn thì khả năng nấu ăn vẫn không tệ. Lôi trì của ta, sao lại ít đi rồi, Long Phi liếc nhìn Triệu Bân. Ý cô là ta trộm ư, Triệu Bân nhướng mày lên thật cao. Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây? Ta có thể thề. Người cải lão hoàn đồng không phải là không có lý do, thấy Triệu Bân nghiêm trang như thế, Long Phi vừa tức vừa buồn cười. Chắc là tên này thề thốt nhiều quá, cả trời cao cũng không thể nhìn nổi nên mới khiến hắn nhỏ lại. Công chúa! Đang nói chuyện thì chợt nghe thấy một tiếng gọi. Có người lên. Đó là Ân Minh, chạy sồng sộc đến, đầu đầy mồ hôi, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ kích động, dù ai thấy cũng nhận ra vẻ lo lắng, không rõ là thật hay đang giả vờ. Triệu Bân hoàn toàn không nhìn tới, chỉ vùi đầu xúc cơm. Ta vừa mới xuất quan. Ân Minh chạy với tốc độ như một cơn gió, còn chưa đứng vững đã muốn nắm lấy tay Long Phi. Sau đó có thể còn thân thiết một phen. Ta không sao. Long Phi cười, chuyển tay sang chỗ khác. Ân Minh chụp phải không khí nên hơi ngượng. Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản hắn ta khỏi việc thân thiết hỏi han ân cần. Chuyện lớn như tu luyện rồi lĩnh ngộ này, đến chuyện nhỏ như ăn uống rồi là cuộc sống hàng ngày này, chẳng có gì là hắn ta không hỏi. Hắn ta tưởng công chúa Đại Hạ đã là dâu nhà mình rồi hay sao ấy. Lúc hỏi vẫn không quên nhìn Triệu Bân, ánh mắt cực kỳ rõ ràng, cái đầu kỳ đà cản mũi, không chịu đi đi, lảng vảng ở đây làm gì. Thấy bọn ta xứng đôi như thế mà vẫn còn dáng đứng đây à. Triệu Bân không thèm quan tâm, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống. Ân Minh lập tức bực bội, thể hiện vẻ mặt khó hiểu, đây là. Cơ ngân, Long Phi khẽ cười. Sao lại cải lão hoàn đồng thế này, Ân Minh giật mình nói,
Ta cũng muốn biết, Triệu Bân tùy ý trả lời. Chắc không phải là do đi Thanh Lâu túng dục quá độ đấy chứ, Ân Minh cười đầy mờ ám, đều là những kẻ biết diễn, hắn ta nói những lời vô nghĩa đó không chỉ để sỉ nhục Triệu Bân, chủ yếu là nói cho Đại Hạ Long Phi nghe. Hát, xì. Đáp lại Ân Minh là một cái hát xì của Triệu Bân. Hát xì là chuyện hết sức bình thường, nhưng cái hát xì của hắn thì có chút khác biệt, miệng đầy cơm nên phun hết ra ngoài, hơn nữa hắn ngắm không phải là chuẩn bình thường, phun đầy mặt Ân Minh. Thật lòng xin lỗi, ta không nhịn được. Triệu Bân lấy một miếng khăn lau, cứ chà tứ lung tung trên mặt Ân Minh. Khăn lau đó là hàng siêu tập đấy, nói chính xác hơn là tất thối, bình thường đều được nhét vào miệng người ta, chẳng hạn như bọn Ngô Khởi, Từ Đô đều biết cái vị đó, cũng nên cho An Minh nếm thử. Long Phi ho khan, xem mà khóe miệng giật giật, người ta thường mắng bọn nhóc danh ma quả nhiên không sai. Cút ra, An Minh hát xê lạnh, mặt mũi lạnh như băng. Xét thấy Long Phi vẫn còn ở đây, hắn ta phải giữ hình tượng, không thể nổi cáu được, nếu đang ở nơi khác thì chắc hắn ta đã bắt đầu khai chiến rồi, bảo bối của hắn ta không chỉ có Ô Kim Tiên Võng, còn có thứ khác mạnh hơn nhiều. Nóng giận hại thân. Triệu Bân tiếp tục ăn cơm, còn thích nói nữa. Ta còn phun nữa. Nếu đây là một trận quyết đấu thì Ân Minh đã thất bại thảm hại, bị phun cơm vào mặt rồi còn bị lau mặt bằng tất thối, hắn ta thì cần hình tượng. Nhưng Cơ Ngân thì có vẻ hoàn toàn chẳng cần thể diện làm gì. Sau khi ăn xong, Long Phi nhanh chóng quay về phòng ngủ, khiến Ân Minh đang định tâm sự tình cảm với cô ta trở nên xấu hổ. Triệu Bân cũng đóng cửa phòng, lẽ ra là một buổi đoàn tụ sum vầy, lại để Ân Minh một mình hóa đá ở đó. Cơ Ngân. Hai mắt Ân Minh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, có sát khí lộ ra. Có một số việc dù bên trên không nói thì hắn ta cũng có thể đoán ra được đôi phần. Để Cơ Ngân ở đỉnh Ngọc Linh hiển nhiên là muốn tác hợp Long Phi với Cơ Ngân, nói trắng ra là để hai người hợp thành khế ước. Thế thì làm sao hắn ta có thể nhịn được cơ chứ? Hắn ta là ai? Là cháu trai của Đại Tế Ti, là người thừa kế tương lai của Ân gia, thân phận cao quý đến mức nào, có thể nói là cùng công chúa Đại Hạ như trời đất tạo nên một đôi, Cơ Ngân. Là cái thá gì cơ chứ? Đụng đến ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ân Minh hừ lạnh, xoay người xuống đỉnh Ngọc Linh. Hắn ta là một kẻ âm hiểm giả dối, Triệu Bân đã biết điều đó ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn biết xem tướng, trong máu hắn ta là sự tà ác, tình báo của ma gia cũng có đầy chuyện ác của Ân Minh. Đáng tiếc, Ân Minh có một đội hộ vệ khổng lồ, hơn nữa cũng không hay ra ngoài nên rất khó bắt được hắn ta, Phượng Vũ nằm mơ cũng muốn bắt rồi róc xương lóc thịt hắn ta, chỉ từng đó thôi là đủ để cô ta phải chống lại cả Đại Tế Ti rồi. Tối nay Triệu Bân không đến Lôi Trì mà lén lút ra khỏi Thiên Tông. Đêm nay xem thiên tượng, tối nay sẽ có mưa sấm sét. Đúng như những gì hắn đoán, tiếng sấm nhanh chóng vang lên. Để tránh bị người khác phát hiện, hắn tìm một khu rừng sâu trên núi, lên đến đỉnh núi, hắn cố gắng dẫn sấm sét về, thứ sấm sét có thể hủy diệt tất cả trong mắt người đời với hắn mà nói chỉ là chất dinh dưỡng để gia tăng tu vi của mình mà thôi. Phá, phá cho ta. Tắm trong những tia sét ấy, hắn khẽ gầm lên. Mấy ngày nay gặp phải rất nhiều khó khăn, cơ duyên cũng rất nhiều, nuốt Cố Nguyên Đan, nuốt Lôi Trì Linh Lung, lại hấp thu được một lượng tinh hoa lớn trong thiên trì, còn có tiên lực của Hoàng Phi, linh mạch đại địa của đế đô, từng đó cơ duyên tạo hóa, tích góp từng chút một, đã đẩy tu vi của hắn lên đến mức cao nhất của tầng thứ 6. Hắn sắp thăng cấp, chỉ còn thiếu một cơ hội. Đợt sấm sét này đến vừa đúng lúc. Phá! Theo tiếng quát khẽ của hắn chính là thăng cấp lên tầng thứ 7. Khoảnh khắc đó, một luồng sáng bay thẳng lên trời, hóa thành dị tượng. Cũng trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã trông thấy một gương mặt quỷ, mặt mũi lạnh lẽo nhưng lại méo mó không thể tả nổi, khóc cũng không phải khóc, cười cũng không phải cười, cả đôi mắt kia nữa, lóe lên ma quang có thể làm mụ mị tinh thần con người ta. Hắn bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Ngước lên lại một lần nữa thì gương mặt quỷ đó đã biến mất. Một hồi tạo hóa, cũng là một đợt gian nan. Không đợi hắn kịp củng cố tu vi thì hắn lại phun một ngụm máu, trong cơ thể như có một nguồn sức mạnh trôi đi mất. Là thọ nguyên. Chỉ trong vài giây, hắn đã đánh mất 10 năm tuổi thọ. Nguyệt thần thấy thế bèn thở dài, nguyền rủa chính là thứ bá đạo như thế, dù cô ta đối kháng cùng với chúc phúc thì cũng không thể ngăn cản được những tai họa rơi xuống đầu, 10 năm tuổi thọ có là gì. Nó còn có thể tổn thương cả căn cơ của Triệu Bân.
sao lại đánh mất tuổi thọ như thế được nhỉ? Triệu Bân ho ra máu, suýt chút nữa rơi từ trên đỉnh núi xuống. Chờ đến khi hắn đứng vững thì sắc mặt trở nên trắng bệch, rõ ràng là thăng cấp, rõ ràng có tinh hoa được mầm tạo hóa cung cấp, rõ ràng còn có lực đại địa cuồn cuộn không ngừng truyền về, thế mà vẫn sa sút tinh thần và khí huyết, cứ thấy trong cơ thể có một cái hố to, dù hấp thu bao nhiêu tinh nguyên, bao nhiêu sức mạnh thì đều hóa thành mây khói. Thật ra, khí huyết của hắn đã bị nguyền rủa hóa giải hết. Chuyện này, Nguyệt Thần thấy rất rõ ràng, nói nguyền rủa là một cái hố to cũng không hề sai chút nào, tinh hoa này, thọ nguyên bản mệnh này, lực đại địa này, nó đều có thể diệt hóa hết. Rốt cuộc là tại sao vậy? Triệu Bân khẽ thì thào, khóe miệng cứ liên tục trào máu, khi thăng cấp lên tầng thứ 6 hắn đã đánh mất 5-6 năm tuổi thọ rồi, bây giờ thăng cấp lên tầng thứ 7 thì lại mất hẳn 10 năm, ngày xưa không hề có vấn đề này. Thật sự là do làm quá nhiều chuyện xấu nên gặp báo ưng ư. Thậm chí mỗi lần thăng cấp là một lần mất đi tuổi thọ, hơn nữa lần sau lại mất nhiều hơn lần trước. Ta bệnh rồi. Lại là ba chữ đó, Triệu Bân đã lẩm bẩm nó không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều biết hắn bị bệnh, hơn nữa bệnh không hề nhẹ chút nào. Vấn đề là không một người nào có thể nhận ra đó là bệnh gì. Những lúc thế này, hắn thật sự rất nhớ Nguyệt Thần. Nhớ ta cũng vô dụng thôi. Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cô ta thấy rất rõ suy nghĩ của Triệu Bân, tiếc là cô ta cũng không rảnh để quan tâm tới hắn, dù có thể quay lại, cô ta cũng không làm gì được lời nguyền rủa, tất cả đều phải dựa vào bản thân Triệu Bân, cô ta cùng chúc phúc của thần cũng chỉ có thể hợp tác hỗ trợ, muốn diệt được nguyền rủa triệt để thì phải thoát ra khỏi những tai vạ, thế thì mới đủ sức niết bàn trọng sinh. Đêm đã về khuya, Triệu Bân mới quay về Thiên Tông. Đỉnh Ngọc Linh hết sức yên tĩnh. Hắn đi đến trước phòng Long Phi, đẩy cửa sổ, nhìn vào trong xem thử. Xem xong lại bị chói mắt. Công chúa cũng khá là thú vị, dán bùa ẩn nấp trong phòng. Chính xác là để đề phòng người nào đó ấy. Trên thực tế, Triệu Bân cũng không có suy nghĩ tà ác gì trong đầu, hắn chỉ muốn xem thử Long Phi có gì bất ổn hay không thôi. Trước khi đi Hoàng Phi đã dặn hắn chăm sóc công chúa. Nếu để xảy ra chuyện gì, Hoàng Phi sẽ tìm hắn tán gẫu. Còn việc phải tán gẫu trên giường, hay là lên cây tán gẫu thì phải xem tâm trạng của Hoàng Phi rồi. Xem xong hắn mới xoa hai mắt bị chói đi, chói nổ cả đom đóm mắt. Trong phòng, Long Phi từng mở mắt ra trong một khoảnh khắc, không nhịn được che miệng cười trộm. Cười một lát thì cô ta không còn cười nữa. Cũng chẳng trách cô ta như thế, bởi vì Triệu công tử đã vòng ngược trở về. Dưới ánh trăng, tên đó lén lút vạch quần ra, xách tiểu huynh đệ ra, bắt đầu thấm ướt chân tường bằng chút nước tiểu, hắn đã tìm cho mình một lý do rất tốt, đó là nước tiểu đồng tử, có thể trừ tà, thời gian gần đây cô ta cứ xui xẻo mãi, nước tiểu đồng tử có thể ngăn cản yêu ma quỷ quái. Ngươi! Hai mắt Long Phi bốc hỏa, trên mặt đầy vạch đen. Thoải mái! Triệu Bân khẽ vẫy vẫy rồi cười hà hà bỏ đi. Ta lớn hơn hắn 2 tuổi. Ta phải nhường nhịn hắn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để không nổi bão. Chủ yếu là do tu vi của cô ta đã bị phong ấn, nếu không tối nay người nào đó nhất định sẽ bị ném vào cung. Triệu Bân trở về phòng bèn đóng chặt cửa phòng lại, khoanh chân dùng hơn nửa đêm để xem xét cơ thể mình. Nhưng mãi vẫn không thể tìm được căn nguyên của bệnh. Ánh bình minh đã lặng lẽ soi sáng khắp đỉnh Ngọc Linh. Triệu Bân đã rời giường từ sớm, cực kỳ tự giác chạy về phía nhà bếp. Long Phi còn dậy sớm hơn cả hắn, nhìn thấy hắn, ánh mắt cô ta có gì đó rất sai. Hôm nay công chúa đích thân xuống bếp. Cũng không phải do Triệu công tử làm cơm không ngon, mà là sợ tên đó không rửa tay. Dù có rửa sạch thì ăn vào cũng thấy ngượng miệng. Triệu Bân không cho là đúng, tập trung múc gạo. Mà gạo hắn múc, có đánh chết Long Phi cũng sẽ không ăn. Không tệ. Sáng sớm tinh mơ, Dương Huyền Tông cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm đỉnh Ngọc Linh. Buộc lòng phải nói hình ảnh ở trong bếp vẫn rất là ấm áp, hai tiểu hậu bối trông cũng rất xứng đôi, điều không mấy hoàn hảo đó chính là cơ ngân quá lùn, đứng cùng với công chúa nhìn không được cân bằng lắm. Hay có thể nói là, hình dạng không được thích hợp. Nếu ở trạng thái bình thường, có lẽ đêm đến sẽ có nhiều tiết mục đặc biệt hơn. Sau khi ăn xong, Triệu Bân lại khóa cửa phòng, hắn xem thử quả trứng vàng ở thành Thiên Thu,
lại quan sát khí lực trong cơ thể một hồi hắn mới lấy huyền giáp ra, có thời gian rảnh lập tức nghiên cứu, đã tìm thấy không ít manh mối. Bên ngoài, Long Phi cũng không hề nhàn rỗi. Cô ta đang cầm một cọc bùa nổ, cấp bậc không hề thấp, chôn bên ngoài phòng. Phòng cháy, phòng trộm, phòng cơ ngân. Những lời đó với cô ta mà nói chính là châm ngôn sống. Lại chạy tới đây tiểu nữa, ta cho ngươi nổ chết. Bộp bộp, bộp bộp. Trong phòng Triệu Bân, tiếng sấm sét đánh xuống nghe cực kỳ rõ. Hắn dùng thiên lôi bao quanh toàn bộ huyền giáp, trên đó không chỉ có trận văn, có cấm chú, mà còn có cả lạc ấn, là lạc ấn của ai hả? Lạc ấn của Ngao Diệt, cần luyện hóa thì hắn mới có thể sử dụng được. Đó cũng chỉ là bước đầu tiên. Đừng thấy đó chỉ là bước đầu tiên, thật ra nó rất hao phí tinh lực. Hắn không thể ngừng lại một giây một phút nào, luyện mất 3 ngày 3 đêm mới diệt hóa hết lạc ấn trên huyền giáp. Ta thông minh quá mà. Triệu Bân lặng lẽ cười, lại mặc huyền giáp lên người. Cấm chú của huyền giáp hắn đã lĩnh ngộ, còn khắc lạc ấn của mình lên đó, nó thật sự biến thành đồ của hắn, theo suy nghĩ của hắn, huyền giáp ẩn bên ngoài cơ thể hắn, cảm giác ấy hả? Thật là kỳ diệu, cứ như một phần cơ thể mình vậy, mặc lên có cảm giác cực kỳ an toàn, có thể tự tạo phản lực, những lúc quan trọng nhất có thể chơi lại kẻ thù. Nghĩ thế, hắn hóa ra 2 phân thân. Phân thân cũng trông như một đứa con nít, tròn vo. Đến, Triệu Bân dậm chân. 2 phân thân tâm linh tương thông, một trái một phải đánh tới, một cú đấm đánh ra. Triệu Bân không di chuyển, để phân thân đánh hắn, hắn trúng một đấm và một chưởng, nhưng chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng 2 phân thân thì không được tốt lành như thế, một trái một phải bị huyền giáp đánh chết bởi phản lực. Đồ tốt! Triệu Bân nhẹ nhàng vuốt ve, thích không nỡ buông tay. Cũng là đồ tốt nên phải chia sẻ với người trong nhà, cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ nghiên cứu kỹ sự huyền ảo của huyền giáp, thế thì hắn có thể tự tạo ra huyền giáp, hắn có tự tin đó. Chẳng mấy chốc sẽ cho mỗi người một cái. Nguyệt Thần nói không sai, một khi để Triệu Bân tìm thấy manh mối, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như lúc đầu được nữa, chờ xem. Triệu Bân nhất định có thể làm ra huyền giáp, chúc phúc của thần hợp lực liều mạng bảo vệ ngộ tính của Triệu Bân. Cũng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, nếu cả ngộ tính cũng mất thì hắn thật sự sẽ bị phế. Nói tạo là tạo. Triệu Bân lấy giấy trắng viết từng loại nguyên liệu xuống. Nhìn tên những nguyên liệu đó, không hẳn là cao cấp nhất nhưng gộp cùng với nhau, lại có được hiệu quả không ngờ. Huyền ảo nhất chính là trận văn trên huyền giáp, nó có thể tự tạo phản lực tấn công, huyền cơ nằm ở đó. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã xuất hiện ở cửa hiệu lâu đời. Lão Trần Huyền ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy cực kỳ vang dội. Có lẽ là do vóc người Triệu Bân quá thấp, cũng có thể là hắn lén vào nên lão Trần Huyền không hề phát hiện, thậm chí hắn đã dạo quanh đó 10 vòng rồi ông ta mới tỉnh lại, nhanh chóng tóm được Triệu Bân. Chỗ ông có nước tiểu đồng tử không? Triệu Bân hỏi một tiếng. Không có, lão Trần Huyền vừa nói vừa tìm kiếm trên người Triệu Bân, vào đây lâu thế này rồi, nếu bảo tên này không trộm đồ thì có ma mới tin. Cũng lạ, ông ta lại ngủ như chết vậy. Hay là ta đưa cho ông một bình nhé, Triệu Bân cười hơ hớ nói. Lão Trần Huyền vẫn còn tìm, ông ta liếc nhìn Triệu Bân rất nhiều lần, kẻ thường xuyên đến thanh lâu uống hoa tửu như ngươi mà lại có nước tiểu đồng tử á. Đừng tưởng rằng ngươi cải lão hoàn đồng thì thật sự xem mình là một đứa trẻ, có trời mới tin ấy. Thật ra ta vẫn còn ngây thơ lắm. Triệu Bân trầm giọng nói, ta vẫn còn là tiểu sử nam đấy. Những lời đó, lão Trần Huyền chỉ xem là nhảm nhí. Triệu Bân thở dài. Chẳng mấy khi hắn nói thật, vậy mà lão già này lại không tin. Khuyến mãi 90%. Người nào đó lấy nguyên liệu rồi xoay người bỏ chạy. Đằng sau chính là lão Trần Huyền mắng to, mỗi lần gặp cơ ngân là một lần ông ta nổi điên, cũng tại ông ta lắm miệng trong tỉ thí tâm tông, không nên đưa ra lời hứa giảm giá, đó là một cái hố lớn chôn ông ta vào. Thiên Tông nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, luôn có thể gặp được người quen. Trên sườn núi, hắn lại chạm mặt Ngao Diệt, bộ dạng vẫn kiêu ngạo như thế, ngũ quan đó cứ như vừa trộm từ ai đó rồi gắn lên mặt hắn, trông thế nào cũng thấy không hợp. Cơ ngân! Ngao Diệt nhe nanh múa vuốt, mấy cái răng trong khuôn miệng anh đào đó liên tục nghiến chặt. Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn hắn ta từ trên xuống dưới. Ngao Diệt bị đánh thảm như thế. Mới có mấy ngày đã hồi phục như cũ rồi. Ngẫm lại thì cũng đúng, hạng tư nội môn cơ mà.
rõ ràng là nhân tài, sư phụ hắn ta cũng sẽ cho dùng rất dùng linh dược chữa thương, nếu là người bình thường chắc hắn ta sẽ nằm trên giường nửa năm ấy chứ. Đưa huyền giáp cho ta, Ngao Diệt lạnh lùng nói. Gì? Triệu Bân không nghe rõ, đi tới từng bước. Hắn đi tới thì chẳng có gì lạ, Ngao Diệt lại sợ đến mức lùi bình bịch về phía sau, trận chiến đó quá máu me, tên đó bị ám ảnh mất rồi, cứ tưởng Cơ Ngân muốn đánh mình, không có huyền giáp, Cơ Ngân có thể đánh hắn ta thành cho bụi. Ngươi chờ đó cho ta. Ngao Diệt hừ lạnh, để lại mấy lời đó rồi xoay người chuồn mất. Hắn ta ấy à, không phục cũng không được, nếu thêm một trận nữa, Triệu Bân sẽ đánh hắn ta thảm thương hơn. Chậc chậc chậc. Có khá nhiều đệ tử đi ngang qua, thấy thế đều thổn thức chậc lưỡi. Đấy là Ngao Diệt mà, đệ tử xếp thứ tư của nội môn, ngoại trừ Long Phi, Thiên Vũ và Tinh Hồn ra thì không có ai dám chọc đến hắn ta. Thế nhưng lại có một người lại chỉnh hắn ta phải phục sát đất, thấy mặt là phải quay đầu bỏ chạy ngay. Chào buổi sáng cơ sư đệ. Rất nhiều đệ tử lên tiếng chào hỏi, tiếng gọi cơ sư đệ khá thân thiết. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua thì nắm đấm là lý lẽ thuyết phục nhất. Chào buổi sáng. Triệu Bân mỉm cười bước qua, tuy dáng dấp không cao nhưng lại vô cùng có khí khái. Lúc hắn quay về lại đỉnh Ngọc Linh, ngoài Long Phi ra thì còn có một người nữa. Đó là Vân Yên, cô ta đến để thăm công chúa, đồng thời cũng là để thăm đệ tử. Cô ta nhìn thấy Triệu Bân thì ánh mắt không sao hiền hòa cho được, nhớ lại hôm đó ở Thiên Trì, tên nhóc này đã tè lên mặt cô ta. Giờ nghĩ lại thôi cũng thấy tức điên, có điều cũng phải trách cô ta, ai bảo rảnh rỗi lột quần nhỏ của hắn ra làm gì. Mấy ngày không gặp, sao trông sư phụ tiểu tụy thế, Triệu Bân chạy lúc xúc đến. Vậy sao, Vân Yên liếc Triệu Bân. Tiểu tụy quá vậy. Có một đệ tử không để người ta yên tâm được thì có thể không tiểu tụy à. Công chúa nói nước tiểu của đồng tử có thể làm đẹp ra, không biết dùng có tốt không nữa, Triệu Bân nghiêm túc nói. Hắn vừa mới thốt ra những lời đó thì Long Phi liền liếc mắt với ý ta có nói sao. Có từng nói hay không cũng chẳng quan trọng là sau khi Vân Yên nghe xong thì trong mắt lại nổi lửa, cô ta nghi ngờ chuyện hôm đó ở Thiên Trì, tên nhóc này không ngủ say mà là cố tình tè lên mặt cô ta. Triệu Bân thì lại tỏ ra khá vô tội. Chuyện này đâu thể trách hắn, là do Vân Yên vạch quần của hắn ra trước mà. Rảnh rỗi thì nhớ về thăm nhà thường xuyên. Vân Yên ôm một bụng tức đứng lên, bỏ về. Trước mặt công chúa, cô ta thật sự không thể đánh đệ tử của mình. Đừng để ta nhìn thấy mặt mo của ngươi ở đỉnh Tử Trúc, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử trò mới, chẳng hạn như tìm sợi dây thừng cột cậu nhỏ của ngươi lại, cho ngươi tức chết luôn. Sau khi Vân Yên ra về thì Triệu Bân cũng quay về lầu gác của mình. Hắn lại đóng chặt cửa, một mình cặm cụi làm huyền giáp, đấy là công việc đòi hỏi kỹ năng. Hắn cần phải sao chép lại cấm chế và hoa văn trận pháp trên huyền giáp, còn về việc có dễ dùng hay không thì phải làm ra xong, dùng thử thì mới biết được. Để nâng cao thực lực chung của mình, hắn cũng coi như đã dốc hết sức rồi. Hắn bận rộn ở đây thì Thành Thiên Thu cũng không rảnh rỗi. Có ba cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, ai cũng rất hăng hái. Điều khiến mọi người đau chứng là tới giờ họ vẫn chưa tìm ra được tung tích của ma quật. Đã làm ra nhiều xe nỏ như thế nên mọi người đang nóng ruột muốn tìm mục tiêu để thử nghiệm sức sát thương, mà ma quật chính là sự lựa chọn tốt nhất. Chuyện này kéo dài càng lâu thì càng không có lợi, chắc là tên Vương Dương đó đã trốn đi tu luyện rồi, chắc là ngày nào cũng đang nuốt sinh linh, bất diệt ma thân quyết rất bá đạo, nuốt càng nhiều thì ma lực sẽ càng mạnh. Năm xưa, khi bất diệt ma quân sáng tạo ra phép này thì chắc không ngờ rằng nó sẽ được hậu thế phát triển mạnh, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ như thế. Với bí pháp này, nếu cho Vương Dương đủ thời gian thì chắc hắn ta sẽ trở thành bất diệt ma quân thứ hai. Người như hắn ta thì tiêu diệt càng sớm càng tốt. Cót két. Đêm lại đến, Triệu Bân lén ra khỏi phòng, đến Lôi Trì. Đến khi hắn rời khỏi đó thì tinh hoa của Lôi Trì lại giảm đi rất nhiều. Long Phi đã quen với chuyện này rồi. Thứ mà cô ta tò mò là ngày nào hắn cũng núp trong phòng rốt cuộc là đang làm gì. Mấy ngày này, Ngô gia, Tiết gia, Tử gia và Mộ gia, cũng như thế lực đằng sau Ngao Diệt đều không chịu ngồi yên mà liên kết với nhau, gây áp lực cho Thiên Tông. Trong đó, cũng không thiếu phần của nhà họ Ân. Mục đích của họ rất rõ ràng, đó là muốn Thiên Tông trừng trị Cơ Ngân, tiện thể lấy lại bảo bối mà bọn họ đã bị cướp mất như Ô Kim Tiên Võng cũng như Huyền Giáp. Dương Huyền Tông khá cương quyết, một hai muốn bảo vệ Cơ Ngân bằng được.
ông ta có tự tin vì Cơ Ngân là người được lão tổ Hồng Uyên chỉ định, người đã khâm định Cơ Ngân là người ký kết khế ước với Long Phi. Trước khi cửu vĩ tiên hồ tách rời, ai đến thì cũng đều vô dụng, dù là tử y hầu hay đại tế ti của hoàng tộc, nếu cố tình muốn sinh sự thì cứ tìm Hồng Uyên đi, cản trở việc hoàn thành khế ước thì Hồng Uyên sẽ nổi điên ngay. Mấy ngày sau đó, Triệu Bân gần như không ra khỏi phòng. Trong thời gian đó, Linh Lung có ghé qua mấy lần để xem bệnh cho Triệu Bân. Chỉ có điều, động tác của cô gái này hơi thô bạo. Thô bạo như thế nào hả? Tức là túm một chân lên, quan sát từ trên xuống dưới. Xong rồi thì Triệu Bân lại trừ tà cho cô ta. Người đâu rồi? Đêm vừa buông xuống thì liền nghe thấy tiếng gọi trên đỉnh Ngọc Linh. Đó là Lăng Phi, nó đã ra khỏi thiên các. Nghe nói đến chuyện cải lão hoàn đồng thì vội chạy đến, một phần là vì tò mò, nhưng chủ yếu vẫn là muốn tìm Cơ Ngân so chiều cao. Không chỉ có nó mà các nhân tài của đỉnh Thanh Vũ như Tư Đồ Kiếm Nam, Tô Vũ, U Lan và Thanh Giao cũng đều đến cả. Chào công chúa. Lăng Phi thấy Long Phi ngồi xếp bằng dưới gốc cây thì liền rụt cổ chào hỏi. Những người khác cũng vội vã hành lễ, đấy là công chúa của đại hạ mà. Không cần đa lễ. Long Phi mỉm cười, tiếp tục ngồi thiền. Vừa dứt lời thì liền nhìn thấy Triệu Bân bước ra. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Mấy người Tô Vũ và Kiếm Nam không biết thân phận thật sự của Triệu Bân nên ai cũng vuốt cằm quan sát, không biết sao lúc nhỏ Cơ Ngân đáng yêu như thế mà lớn lên lại có khuôn mặt phổ thông đến thế. Lăng Phi chạy qua. Đo thử nào, hì, cao hơn ngươi rồi. Còn Man Đằng thì cúi đầu nhìn Triệu Bân, tên nhóc này mà đi trên phố thì sẽ bị người ta dẫm bẹp mất. Nhưng mấy cô gái mới là những người có biểu hiện đặc sắc nhất, ánh mắt ai cũng sáng lên, ai cũng thấy xuyến sao. Dáng vẻ trẻ con của Cơ Ngân thật sự quá đáng yêu. Đủ chưa, Triệu Bân liếc Lăng Phi một cái. Ta là vì công pháp, còn ngươi là vì gì, Lăng Phi chọt nhẹ Triệu Bân. Mọi người cũng đều hướng về hắn, ai cũng muốn biết điều đó. Đang yên đang lành, sao lại cài lão hoàn đồng. Triệu Bân hất một hơi thật sâu rối thốt ra ba chữ, an nhiều quá. Không ai tin mấy lời khùng điên của hắn, ngươi nói xem. Nếu ta đút hắn một bao cực lạc tán thì sẽ thế nào nhi, Kiếm Nam Vũ Ốt Cầm, nói. Không được đâu, hắn vẫn còn là một đứa trẻ, Tô Va nói với vẻ đầy cảm xúc. Không sao, sức khỏe hắn tốt mà, Kiếm Nam đã lấy cực lạc tán ra thật. Xong rồi thì hai tên đó đã khuỵu xuống, bọn họ đã bị Triệu Bân đưa vào trong mơ. Mọi người thấy vậy thì sướng dân. Bọn họ đã quên mất, mặc dù hắn cải lão hoàn đồng nhưng sức chiến đấu và thực lực vẫn còn. Bốn người bọn Ngô Khởi bị đập là minh chứng tốt nhất. Đáng tiếc, trước đó bọn họ ở trong thiên các, không xem được kịch hay. Cảm giác tuyệt đấy. Mấy cô gái xinh đẹp tụ lại, véo khuôn mặt bé nhỏ của Triệu Bân. Tiện thể còn trọt nhẹ lên cái bụng nho nhỏ của hắn nữa, rất có tính đàn hồi. Đến lượt ta. Triệu Bân xắn tay áo, các cô sờ ta thì ta cũng phải sờ các cô. Thực tế là hắn đã giơ tay ra thật. Nhưng đáng tiếc là không sợ được gì cả. Trên đỉnh Ngọc Linh tối nay rất náo nhiệt. Những người trước đó vào thiên các đều nối đuôi nhau ra ngoài, nghe được tin sốt dẻo thì đều muốn đến xem thử. Hàn Tuyết và Mạc Đao cũng kéo nhau đến, Nguyệt Linh đến sau, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, đến cả Liễu Như Nguyệt và Bát Nhã cũng chạy đến dòm ngó làm Triệu Bân như con khỉ bị vây xem. Còn những người đó là người đến xem khỉ. Còn đi uống rượu hoa nữa không? Lúc Sở Vô Xương đến, câu đầu tiên thốt ra chính là câu nói quen thuộc đó. Mấy thanh niên nghe câu đó xong thì trí tưởng tượng bay xa. Chỉ cần bắt đầu tưởng tượng thì có thể nghĩ ra cả một bộ phim dài đến 80 tập chứ chẳng chơi. Ngươi nói thử, nếu một thằng nhóc lên giường thì ngoài bú sữa ra, còn có thể làm được gì nữa chứ? Đến tận khuya mọi người mới giải tán. Còn Triệu Bân thì vẫn ở lại đỉnh Ngọc Linh. Hoàng Phi đã dặn, Dương Huyền Tông cũng đã ra lệnh. Bảo hắn phải chăm sóc cho công chúa. Đương nhiên là Triệu Bân rất sẵn lòng, có lôi chỉ để nuốt mà, sướng biết bao. Từ đêm đó, hộ vệ dưới chân đỉnh Ngọc Linh đã nhiều hơn, người bình thường không thể nào vào được, còn người ở trên núi cũng chính là Long Phi và Triệu Bân, cả hai bị ra lệnh phải ở lại trên núi, giống như bị giam lỏng. Các thành viên cấp cao đều biết những chuyện này là để chuẩn bị cho việc quan trọng hơn. Việc quan trọng đó là ký kết khế ước và tách rời cửu vĩ hồ. Không bao lâu nữa, lão tổ Hồng Uyên sẽ xuất quan, cũng sẽ giảm tu vi của Long Phi xuống cùng cấp với Cơ Ngân, như vậy thì mới có thể thử ký kết khế ước.
Trước thời điểm đó, mọi người phải đảm bảo cả hai đều có mặt. Sao lại thế nhỉ? Trong phòng, Triệu Bân đang chuyên tâm chế huyền giáp. Sau mấy ngày bận rộn, hắn cũng làm được vài chiếc, nhưng khả năng phản đòn trở lại rất yếu. Theo như Triệu Bân đoán thì chắc là hoa văn của trận pháp trên huyền giáp còn có bí mật gì đó mà hắn chưa biết và những gì mà hắn nhìn thấy chỉ là mặt ngoài thôi, nếu như dễ dàng làm ra được như thế thì chẳng phải đã thành đồ giải khắp ngoài chợ rồi sao? Vì vậy, vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu. Thiên phú của hắn cực kỳ cao, ngộ tính rất mạnh, đến cả đại địa linh chú mà hắn cũng có thể thông thạo thì một chiếc áo giáp có là gì? Sáng sớm, mùi thức ăn thơm nước bay khắp đỉnh Ngọc Linh. Triệu Bân ôm thao cơm ăn rất ngon miệng, hắn ăn khá là khỏe. Long Phi liếc hắn mấy lần, đặc biệt là để ý đến cái bụng nhỏ của Triệu Bân, sợ hắn no đến tức bụng. Chà, đang ăn cơm à? Lăng Phi không biết chui từ đâu ra, cười hi hi. Nó vừa nói vừa lấy ra hai hộp ngọc từ trong người ra rồi nói tiếp, đây là đồ do trưởng giáo bảo ta mang đến. Hộp ngọc được đóng kỹ, có mùi đan dược bay ra. Nếu đã có hai hộp thì đương nhiên là cho Triệu Bân và Long Phi mỗi người một hộp. Đấy cũng là để chuẩn bị cho việc tách rời Cửu Vĩ Hồ. Đan dược này có ích cho việc ký kết. Khá đấy. Triệu Bân bưng hộp ngọc, hít rồi lại hít. So với hắn, Long Phi lại bình thản hơn. Công chúa mà, có đan dược nào mà chưa từng thấy đâu. Nghe nói thiên nhãn của ngươi có thể nhìn xuyên thấu à? Lăng Phi vừa liếc ngang liếc dọc, vừa nói một câu nửa thật nửa đùa. Nó nói xong thì liền quay đầu bỏ chạy. Dù sao mục đích đến đây một là để đưa thuốc. Hai là tiện thể đâm trọt Triệu Bân. Nó đâm trọt đúng trọng tâm nên đôi mắt xinh đẹp của Long Phi lập tức nổi lửa. Không ngờ thiên nhãn của tên nhóc này còn có khả năng đó. Như thế cũng tức là, dù cô ta có mặc quần áo hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau cả, vì đã bị nhìn thấy hết rồi. Ta biết xấu hổ mà, Triệu Bân nói với vẻ khá nghiêm túc. Có thể nói đấy là câu thật lòng. Đúng là thiên nhãn có thể nhìn xuyên thấu nhưng hắn chưa từng dùng phép này để nhìn lén. Long Phi không trả lời, chỉ dán bùa che mắt lên người, đó còn là loại bùa có cấp độ cực kỳ cao. Nếu hắn dám nhìn lén cô ta, tuy là dùng thiên nhãn thì cũng có thể bị lóa mắt. Mặc dù như thế nhưng cô ta vẫn cảm thấy không được thoải mái, đặc biệt là khuôn mặt, đã đỏ ửng nửa bên, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận nữa. Hay cho tên Lăng Phi nhà ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi đấy. Triệu Bân thầm nghĩ làm sao để đánh Lăng Phi, phản rồi à, còn dám chơi ta nữa. Lão đại, nhìn kìa. Lúc không khí đang sượng sùng thì đột nhiên phân thân lên tiếng. Triệu Bân định thần lại, liên kết tầm nhìn với phân thân ở thành Thiên Thu. Đập vào mắt hắn là một tia sáng phóng lên trời từ trên quả trứng vàng đó. Trên bầu trời có hiện tượng lạ diễn ra trên phạm vi rộng, một ảo ảnh biển lửa lớn được tạo ra, dường như đang có một con vật lớn đang vùng vẫy trong biển, tiếng gào thét của nó giống như tiếng sấm sét, khiến bầu trời ảo phải rung lắc. Là kỳ lân sao? Triệu Bân ngạc nhiên, ngây ra nhìn con vật to lớn đó. Đó là hình dạng của một con kỳ lân, mặc dù là dị tượng, mặc dù là hư ảo nhưng lại có thể nhìn rõ. Trong trứng vàng là một con kỳ lân. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, chắc chắn suy đoán của mình là chính xác. Nếu không thì cũng sẽ không có dị tượng kỳ lân. Hèn gì vỏ trứng lại cứng như thế. Hèn gì không thể nhìn rõ được thật giả bên trong. Hèn gì trong khí huyết lại có uy áp. Tất cả những điều đó đều phù hợp với thân phận của kỳ lân. Không ngờ là kỳ lân, Triệu Bân chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng. Nói đúng hơn là hỏa kỳ lân của hoàng tộc, Nguyệt Thần mỉm cười, chậm rãi nói. Vậy là có thể sánh ngang với bốn thần thú lớn rồi. Vậy mới nói, Triệu Bân đã nhặt được một bảo bối. Bảo bối ơi, ta đến đây. Triệu Bân thả chén đũa xuống, đứng lên và bỏ chạy. Thần thú kỳ lân đó nha. Phải đi xem thử mới được. Bảo bối hả? Long Phi nghe mà không hiểu gì cả. Cũng phải trách Triệu Bân quá kích động nên đã buộc miệng nói ra. Tình nhân cũ. Long Phi nhủ thầm, chắc là một cô gái rất đẹp. Chỉ là không biết tình nhân cũ trong lời của Triệu Bân là con cái nhà ai. Đi đâu hả? Ở cách đó không xa có tiếng nói vang lên. Đấy là Linh Lung, vừa mới đến thì đã đụng phải Triệu Bân và tóm hắn quay trở lại. Ta có việc, Triệu Bân vùng vẫy tay chân. Bắt đầu từ hôm nay, không được đi đâu hết. Không chỉ có mình Linh Lung đến mà còn có cả trưởng giáo Dương Huyền Tông,
ông ta nói với vẻ khá nghiêm nghị. Theo sau ông ta còn có hai trưởng lão nội môn, đều là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên được đặc biệt điều đến vì sợ cơ ngân chạy mất. Cũng không thể trách ông ta sao lại làm lớn đến vậy, vì còn mấy ngày nữa là phải tách rời cửu vĩ tiên hồ rồi, cơ ngân là đối tượng liên kết, không thể nào có chuyện gì xảy ra với hắn được. Nếu đến thời khắc quan trọng mà không tìm được người, thế chẳng phải rất khó xử sao? Ta bận thật mà, Triệu Bân vội nói. Sao hả, muốn vào cung à, Linh Lung lấy một cây kéo sáng choang ra. Thật ra thì ở đây cũng rất tốt, Triệu Bân lập tức nói. Ừ, ngoan lắm, cuối cùng thì Linh Lung cũng thả Triệu Bân xuống. Tiếng gầm gừ của Kỳ Lân vang vọng khắp cả trời đất. Gồm cả đại trưởng lão ma ra, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá ngơ ngác. Thế mà lại là Kỳ Lân. Ma tử lẩm bẩm, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Mặc dù chưa tận mắt thấy Kỳ Lân nhưng trong bí tịch của ma ra có hình của Kỳ Lân. Thánh thú trong truyền thuyết sánh ngang với bốn thần thú lớn. Uy lực mạnh quá. Phượng Vũ lẩm bẩm, cảm thấy hơi hoang mang. Cô ta liếc nhìn lại linh thú bị giam cầm trong thành, con nào cũng nằm dạp xuống đất, bị uy áp đè ép đến mức run rẩy. Đừng nói là loài thú, người có huyết mạch đặc biệt như cô ta cũng cảm nhận được áp lực như thể có một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu khiến cô ta không thể thở. Thánh thú Kỳ Lân. Rất nhiều trưởng lão ma gia cũng mừng rỡ quỳ xuống đất. Những người lớn tuổi đều khá cổ hủ và hơi mê tín. Không biết Kỳ Lân là thánh thú hay thú điềm lành, nhưng trong nó ẩn chứa điềm lành, ơn trạch vạn vật. Mở mang tầm mắt. Đại trưởng lão ma gia hít sâu một hơi, chậc lưỡi nói. Đã có dự tính từ trước nhưng lão ta vẫn khó che giấu được sự chấn động, chỉ một quả trứng nhưng tu vi chuẩn thiên như lão ta cũng không thể nhìn thấu. Hơn nữa trứng vàng này cực kỳ cứng, có thể tự hấp thụ linh lực trời đất, sức mạnh trời đất và sức mạnh sao trời. Như thế không phải là thánh thú không xứng. Triệu Bân đúng là nhặt được bảo bối. So sánh với Kỳ Lân thì mỏ vàng đó chỉ là thứ để vui đùa. Lão đại, là Kỳ Lân, thân phận của Triệu Bân mừng rỡ nhảy dựng lên. Nhìn mà xem, Triệu Bân đang ở đỉnh Ngọc Linh cũng nhìn thấy cảnh tượng này qua phân thân của mình. Cảnh tượng lớn đáng giá để kỷ niệm như vậy, vốn dĩ hắn nên có mặt ở đó. Hắn không thể ra khỏi đỉnh Ngọc Linh, cũng không rời Thiên Tông được. Chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là đúng lúc, nếu biết sẽ có chuyện này thì hắn đã chuồn đi mất dạng từ lâu rồi. Gào! Lúc hắn nhìn qua thì Kỳ Lân gầm lên hung mãnh hơn. Thành Thiên Thu đã hạ cấm chế, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu không tiếng gầm này sẽ truyền khắp bốn phía, lúc đó cũng sẽ hấp dẫn nhiều người đến xem hơn nữa. Đi xem quả trứng vàng, nó vẫn chưa tới lúc nứt vỏ. Nói cách khác nó vẫn chưa đến lúc nở. Sự thật là thế. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ảo ảnh Kỳ Lân dần dần biến mất, thu mình vào quả trứng vàng, tiếng gầm của Kỳ Lân cũng biến mất trên bầu trời, mọi thứ trở nên bình yên, chỉ còn những vầng sáng phiêu lãng giữa trời đất. Đây, là xong rồi à, nhị trưởng lão ma ra ho khan nói. Phải một thời gian nữa mới có thể nở, đại trưởng lão nói, sau đó đưa mắt nhìn quả trứng vàng, cả quả trứng đều phát ra ánh sáng rực rỡ, mỗi lần rung lên sẽ có một tầng sáng bao quanh, thực vật ở những nơi nó đi qua đều sinh trưởng nhanh hơn, sức sống dồi dào hơn. Các trưởng lão vây lại quanh quả trứng vàng. Mau nở đi, sau này đều nhờ cả vào ngươi. Tam trưởng lão ma ra giơ tay ra cẩn thận sờ vào quả trứng, đây là bảo bối, bên trong còn ẩn giấu một Kỳ Lân, thánh thú hàng thật giá thật. Dù thái thượng hung hổ đến cũng phải quỳ rạp trước nó. Khá lắm. Triệu Bân nhếch môi cười, xoa mạnh vào bàn tay của mình. Hôm nay chưa nở cũng tốt, đợi đến lúc trứng nở ra hắn chắc chắn sẽ có mặt ở đó, sẽ tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân ra đời. Chuyện gì mà vui thế, Linh Lung liếc nhìn hắn. Trúng số rồi. Triệu Bân cười nói. Nói như thế cũng chẳng có vấn đề gì. Thế giới lớn đến thế lại để hắn nhặt được một con Kỳ Lân, đây chẳng phải trúng số còn gì. Hơn nữa còn trúng giải đặc biệt. Chúc mừng ngươi, Linh Lung lại nhìn hắn. Không biết tại sao thấy cơ ngân cười, cô ta lại cảm thấy ngứa tay. Mấy ngày trước tên này còn lấy nước tiểu đồng tử trừ tà cho cô ta. Triệu Bân không cho là thế. Nếu lại lột quần nhỏ của ta là ta bắn ướt mặt đó nhé. Đây rồi. Cách đó không xa Dương Huyền Tông không hề rảnh rỗi, đám người chọn một khu vực trống bắt đầu xây dựng tế đàn, cũng khắc hoa văn trận pháp trên đó. Vẫn là một bát quái âm dương,
hai tế đàn nằm trong âm dương, sau đó cửu vĩ hồ được tách rời, quá trình tiến hành trên hai tế đàn. Mà những gì họ làm cũng chỉ là bước đầu tiên. Cấm chế và trận văn vẫn phải được khắc bởi Đại Hạ Hồng Nguyên. Còn tách rời cửu vĩ hồ cũng phải được hoàn thành nhờ vào Đại Hạ Hồng Nguyên. Tiền đề là Long Phi và Cơ Ngân có thể đạt thành khế ước. Bây giờ xem ra tiền đề lớn này hoàn toàn không đáng kể đến, nhìn ấn chú cộng sinh trên người cả hai không hề bài xích lẫn nhau, không có gì bất ngờ xảy ra thì kết quả là sẽ đạt được khế ước. Nhìn lại tên ân minh kia thì lại chẳng có điểm báo trước gì. Tính cách của lão tổ Hồng Nguyên thế nào, Triệu Bân vừa nhìn vừa hỏi. Không được tốt lắm, Linh Lung lấy một chiếc gương nhỏ ra, nhàn nhã chải tóc, nếu để ông ấy biết chuyện trêu chọc công chúa thì sẽ tìm ngươi nói chuyện. Đừng dọa đệ tử, Triệu Bân bĩu môi. Ta trông đáng yêu thế nào, để ta xem ai không biết ngại mà đánh ta. Hôm nay Thiên Tông không được bình yên lắm. Nói cách khác đỉnh Ngọc Linh không bình yên, một nhóm cảnh vệ hoàng tộc đến Thiên Tông. Cảnh giới địa tạng canh giữ quanh bốn phía của đỉnh Ngọc Linh, đừng nói là người, dù là một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào trong. Thế nên có thể thấy bên trên rất coi trọng chuyện này, không thể để xảy ra sơ suất dù chỉ một chút. Trong nội bộ Thiên Tông còn động tĩnh lớn hơn nữa, Trần Huyền lão nói. Vấn đề là nội bộ Thiên Tông không sạch sẽ, chứ các huyền đạo nói đầy ẩn ý, tách rời cửu vĩ hồ là một nhiệm vụ bắt buộc. Dù là Đại Hạ Hồng Nguyên đến, lúc đó cũng không có thời gian để ý đến ông ta, nếu thật sự có người chán sống đến làm loạn, kết quả có thể thất bại, điều động cảnh vệ hoàng tộc đến cũng là để đề phòng bất trắc. Hai tế đàn trên đỉnh Ngọc Linh bồng rung chuyển mạnh, dù trận văn và bát quái âm dương đã liên kết hai tế đàn với nhau, tạo thành sức mạnh bí ẩn. Dương Huyền Tông luôn cảnh giác không dám lơ là, cách đó không xa, Triệu Bân ngồi trên chiếc ghế đầu, luồn hai tay vào nhau rồi vùi đầu vào đó. Dù sao thì, để đạt đến độ tâm ý tương thông đâu có dễ dàng. Thế nhưng, hai người có thể lắng lại, lòng không còn tạp niệm. Ấn chú cộng sinh trên cơ thể cả hai lại phát sáng lấp lánh. Sau đó, chúng ẩn vào cơ thể, từng tấc một. Thấy thế, đám đông lặng lẽ thở phào. Hai người đã vượt qua bước khó khăn nhất khi kết thành khế ước, nhìn ấn chú cộng sinh đang ẩn vào cơ thể hai người là biết, nó chứng minh rằng tâm cảnh của hai người hòa hợp. Đợi khi ấn chú dung hợp hoàn toàn sẽ diễn tiến thành khế ước cộng sinh, như thế mới được coi là có điều kiện để tách ra khỏi cửu vĩ tiên hồ. Quá trình này rất dài. Mà đối với Triệu Bân, quá trình này lại khá là nóng bỏng. Trước hết là tâm ý tương thông, sau đó tới tâm cảnh tương thông, tất nhiên không thể thiếu được sự thành thật với nhau. Cái gọi là thành thật tức là đôi bên có thể loáng thoáng thấy được ký ức của đối phương trong một khoảnh khắc nào đó. Long Phi còn đỡ. Cô ta chỉ thấy được bóng người mờ mờ. Vốn dĩ cô ta cũng có thể nhìn thấy, nhưng Nguyệt Thần ở bên trong linh hồn của Triệu Bân đã hạ cấm chế ngăn cản nhìn trộm, cho dù nhìn được cũng chỉ là ký ức của Cơ Ngân, vả lại, quá nửa là những việc lặt vặt không quan trọng, ví dụ như Triệu Bân đánh đám đệ tử yêu nghiệt tan tác trên võ đài. Nguyệt Thần làm việc rất đáng tin đấy. Dính dáng tới bí mật về thân phận của Triệu Bân, cô ta sẽ che giấu nó đi. Những thứ thấy được chỉ mờ mờ ảo ảo. Còn về phía Triệu Bân, thứ mà hắn thấy rất nhiều, chỉ thoáng lơ đễnh là thấy được Long Phi không một mảnh vải che thân đang tắm rửa dưới ánh trăng, nhẹ nhàng hất nước lên, làn da trắng nõn và mịn màng, đúng là một cơ thể hoàn hảo lấp lánh nét căng tràn huyền ảo. Hình ảnh như thế, hắn nhìn thấy quá nhiều. Chính vì thấy nhiều nên mới không trụ nổi, chỉ thấy lỗ mũi có dòng ấm nóng trào ra. Nói ra cũng lạ, rõ ràng có hai lỗ mũi. Nhưng tên này chỉ chảy máu một bên. Về điều này, giống hệt thiếu gia nào đó. Sao lại chảy máu nhỉ, có vị trưởng lão khẽ hỏi. Không ai trả lời, dường như ngoại trừ ông ấy ra thì những người khác hiểu cả. Tên tiểu tử nhà ngươi hời quá, Linh Lung lườm Triệu Bân. Nữ soái không nói gì, chỉ khẽ ho khan. Tử Y Hầu căn bản chẳng buồn nhìn, cũng chẳng hề thay đổi biểu cảm. Dương Huyền Tông và đám đông trưởng lão vuốt chòm râu. Muốn vạch quần của Triệu Bân ra nhìn xem con chim cúc cu của tên này có dựng ngược lên không. Người bình tĩnh nhất là Hồng Uyên, cứ lặng lẽ ngồi uống trà. Người không bình tĩnh nhất là Hoàng Phi Vũ Linh, ánh mắt nhìn Triệu Bân toàn là liếc xéo. Đó là con gái của bà ấy, có trời mới biết tên này đã nhìn trộm bao nhiêu, nếu không, cũng không chảy máu mũi. Đây không phải là thứ ta muốn thấy, Triệu Bân ho khan trong lòng. Câu này là sự thật. Kết thành khế ước mà, thành thật với nhau mà.
Hình ảnh trong ký ức của Long Phi cứ liên tục hiện ra trong đầu hắn, hết cảnh này tới cảnh khác, đã vậy còn không trùng lặp. Đâu phải hắn muốn tắt đi là tắt được. Hàng miễn phí, không xem không được, thử nói xem có tức không. Hình ảnh này không chỉ có mặt Long Phi mà còn có mặt Hoàng Phi. Là do Long Phi thời nhỏ quá nghịch ngợm, chạy loang quăng trong lúc mẫu hậu đang tắm rửa, đến mức hình ảnh lưu lại trong trí nhớ là nguyên cả một đoạn, trùng hợp làm sao, bị Triệu công tử thấy hết rồi. Thế này, tạo nghiệp quá, Triệu Bân lại ho khan. Nghiệp của hắn, to quá. Sau đó lại còn nóng bỏng hơn. Nóng bỏng đến mức nào cơ? Trực tiếp từ hiện trường. Trực tiếp từ hiện trường của ai cơ? Của Hoàng đế với Hoàng Phi đấy. Công lao này thuộc về Long Phi, hồi nhỏ quá quậy phá, toàn chọn lúc quan trọng để gây rối. Cô ta gây rối không quan trọng, để Triệu công tử được mở rộng tầm mắt rồi. Phen này thì vấn đề ai ở bên trên cuối cùng cũng có đáp án rồi. Nhìn máu mũi của hắn chảy dọc theo gương mặt kìa. Tên này cũng là một người tình cảm phong phú đây mà, đám đông trưởng lão tỏ ra thấu hiểu. Chặn cho nó đi, Hoàng Phi Vũ Linh điềm nhiên nói. Dứt lời, một trưởng lão cầm bông gòn chặn máu mũi cho Triệu Bân. Không sao, chặn bên này thì còn bên khác. Lần này đến lỗ mũi còn lại chảy máu. Trưởng lão kia cũng chu đáo, chặn nốt lỗ mũi kia cho hắn. Chảy, ngươi chảy tiếp đi. Không sao, mũi bị chặn rồi còn có miệng. Khóe miệng Triệu Bân ào ào máu tươi. Nhưng đây không phải do thấy được hình ảnh nóng bỏng, mà là do lời nguyền. Nhưng Hoàng Phi đâu có tin, đến cả miệng cũng bị bịt kín. Cục diện, đâu chỉ lúng túng đến vậy. Triệu Bân bị chặn lại thì đến lượt Long Phi. Thể nào cũng có một số hình ảnh mà Long Phi có thể thấy được, ví dụ như người nào đó đang tắm. Cảnh tượng công chúa đại hạ chảy máu mũi rất là bổ mắt đấy. Linh Lung ho khan, Dương Huyền Tông ho khan, nữ soái ho khan, các trưởng lão cũng ho khan. Hai đứa này, chẳng đứa nào làm người ta bớt lo được. Vẫn là trưởng lão kia, liếc trộm Hoàng Phi một cái, ngụ ý rõ ràng, mũi của công chúa có cần bịt không? Bịt đi. Hoàng Phi Vũ Linh ngước mắt nhìn lên bầu trời sao không biên giới. Nhìn đi, đêm nay bà ấy không nên đến. Ôi lúng túng biết bao. Đỉnh Ngọc Linh im lặng như tờ, chỉ có tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng vang lên của Triệu Bân và Long Phi. Người có mặt ở đó chắp tay trước ngực, tiếng ho khan liên tục vang lên, bởi vì dáng vẻ hiện giờ của Cơ Ngân và Long Phi quá buồn cười. Nhất là Cơ Ngân, không chỉ bị người ta chặn hai lỗ mũi mà cả miệng cũng bị bịt luôn, ai không biết còn tưởng tên này bị bắt cóc ấy chứ, mặt mũi hắn đỏ phừng phừng kìa. Nói thì nói vậy, nhưng việc chính vẫn cần phải làm. Ấn chú cộng sinh gần như không thấy được nữa, đang dần biến thành khế ước. Ổn rồi. Dương Huyền Tông mỉm cười, thuyền đến đầu cầu tự thẳng. Không có biến cố gì. Đong nói tới ông ta, đến cả Hồng Uyên cũng nghĩ như vậy. Việc khó không phải là tách cửu vĩ hồ, mà là tạo khế ước. Cũng may, hai đia này tâm ý tương thông, bước qua ải này thì việc khác cũng dễ thôi. Tạo nghiệp rồi. Triệu Bân thầm nói trong lòng, hình ảnh trước mắt thực sự quá đẹp mắt, ký kết khế ước này không ngờ lại có thêm phúc lợi như thế này, thứ gì nên nhìn thứ gì không nên nhìn hắn đều đã nhìn đến sáng mắt ra, quả thực tươi mát thoát tục. Nhìn là phải chịu trách nhiệm. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nói vào trọng tâm. Lời nói của cô ta cũng là lời trong lòng của hầu hết những người có mặt tại đây, đặc biệt là Hoàng Phi Vũ Linh, tay chân của bà ấy vẫn đang ngứa ngáy không thể giải thích được. Nếu như Cơ Ngân dám phụ con gái của bà ấy thì bà ấy cũng không ngại tìm cho hắn một công việc tốt ở trong cung. Tên nhóc này một bước lên trời rồi, Linh Lung cười nói. Sau khi hình thành khế ước cộng sinh thì hắn liền có thể sở hữu được một nửa sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ, mặc dù chỉ là một nửa sức mạnh nhưng cũng đã đủ cường đại, hoàn toàn có thể so sánh với cảnh giới chuẩn thiên, thậm chí còn có thể đối kháng với cảnh giới thiên võ, cơ duyên lần này của hắn đúng là nghịch thiên. Ngoài ra hắn còn có thêm được một đoạn nhân duyên. Người được tổ tiên chỉ định sẽ không chỉ là ký chủ mà còn có thể làm phò mã đại hạ. Tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành trưởng giáo của Thiên Tông. Trong thế hệ của mình, hắn sẽ trở thành một nhân vật dưới một người trên vạn người. Chỉ có Hồng Uyên là trông có vẻ bình tĩnh nhất, ông ta chỉ ngồi yên lặng uống trà, trong lúc lơ đãng chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Bân một cái, đôi lông mày hơi nhăn lại. Ông ta không tin mình không thể nhìn thấu được tên tiểu võ tu này.
sau khi quan sát nhiều lần thì ông ta cũng chỉ có thể khịt mũi bỏ qua. Không thể nhìn thấu, vẫn không thể nhìn thấu. Hắn có thể hấp thụ tiên lực, Hoàng Phi Vũ Linh dùng bí thuật truyền âm nói với Hồng Uyên. Nghe vậy, Hồng Uyên ngay lập tức nhướng mày. Tiên lực là nguồn năng lượng vượt trên chân nguyên võ tu, là nguồn năng lượng hết sức thuần túy, nếu như không tu thành tiên hoặc không có huyết mạch đặc thù thì căn bản không có khả năng khống chế nguồn năng lượng đó. Hoàng Phi Vũ Linh có huyết mạch đặc thù cho nên mới có thể hấp thụ tiên lực nhưng cũng chưa phải là tiên lực thuần khiết nhất, cái tên cơ ngân này thì hay rồi, chẳng tu thành tiên cũng không có huyết mạch đặc thù thế mà vẫn có thể hấp thụ tiên lực. Điều này thực sự rất quỷ dị. Hay là thử soát hồn một chút, có một trưởng lão nhỏ giọng nói. Thuật soát hồn có thể làm tổn hại căn cơ, Hồng Uyên nhẹ lắc đầu nói. Thân là tiền bối, ông ta vẫn khá chính trực, không thể vì lòng tò mò của mình mà làm tổn hại căn cơ của hậu bối. Tên nhóc kia có tiền đồ vô lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không dùng thuật soát hồn lên người hắn. Có soát hồn cũng vô ích. Thế nên tốt nhất là đừng soát. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Cấm chế mà cô ta đặt lên người Triệu Bân không thể bị phàm nhân phá vỡ, cho dù một chút ký ức bọn họ cũng sẽ không tìm được, cho dù có tìm được thì cũng chỉ có thể thấy những ký ức giả tạo mà cô ta đã tạo ra trong đầu của Triệu Bân. Đạo hạnh của đám người này vẫn còn kém xa trình độ có thể phát hiện ra được lai lịch của hắn. Nhìn qua Hồng Uyên, cô tại lại tiếp tục nhìn lại Triệu Bân. Lời nguyền của thần tiềm tàng trong linh hồn của Triệu Bân, ngay cả cô ta cũng không nhìn thấu. Không phải vì cô ta có nhãn giới thấp mà là do lời nguyền này có cấp bậc quá cao. Ngay cả Nguyệt Thần còn không thể nhìn thấu thì đừng nói tới Hồng Uyên. Về phần gương mặt quỷ xảo quyệt, nó lúc nào cũng muốn nhảy ra ngoài, có lúc lại muốn quấy rầy tâm tư của Triệu Bân, Nguyệt Thần có thể phát hiện ra nó rõ ràng nhưng không có nghĩ là đại hạ Hồng Uyên cũng có thể phát hiện ra. Vượt trên cảnh giới thiên võ. Gương mặt quỷ kia là tàn niệm của một tồn tại vượt qua cảnh giới thiên võ. Hự. Trong khi mọi người đang quan sát thì Triệu Bân và Long Phi lại kêu rên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chú ấn cộng sinh đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể rồi diễn biến thành khế ước cộng sinh, ngay lúc đó cả hai người đều toát ra hào quang từ bên trong cơ thể rồi nhẹ nhàng bay lên bầu trời, chiếu rọi ánh sáng huy hoàng lộng lẫy khắp nửa bầu trời. Hoàn thành! Trên tất cả các đỉnh núi đều có bóng người đang nhốn nháo ngửa đầu xem, bọn họ không thể đi lên đỉnh Ngọc Linh cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Vừa nhìn thấy dị tượng thì liền cảm thấy kinh ngạc vui mừng, khế ước đã hoàn thành thì những chuyện còn lại đều rất dễ dàng. Tất nhiên, không phải ai cũng vui vẻ vì chuyện này. Chẳng hạn như nội gián của các thế lực khác nhau đang trà trộn ở Thiên Tông đều đang cau mày. Đám người này vốn chỉ mong sao Thiên Tông và Hoàng tộc phạm phải sai lầm, cũng chỉ mong cửu vĩ tiên hồ tác loạn, hiện tại thì hay rồi, Long Phi và Cơ Ngân thế mà lại có thể ký kết khế ước với nhau. Chuyện này đối với các thế lực khác cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ hết sức đáng sợ, có nguồn sức mạnh này thì hoàn toàn có thể đối kháng với cường giả cảnh giới thiên võ, chỉ cần cho Cơ Ngân và Long Phi đủ thời gian thì chiến lực của bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới thiên võ. Chết tiệt! Đám người Ngô Khởi lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Tất cả bọn họ đều đã được thử ký kết khế ước cộng sinh nhưng không có ai thành công. Kết quả chuyện tốt lại rơi vào trong tay của Cơ Ngân khiến cho bọn họ không chỉ tức giận bình thường mà còn phẫn nộ đến mức muốn giết người. Chết tiệt! Ngoài bọn họ vẫn còn có kẻ khác đang nghiến răng nghiến lợi, đó chính là Ân Minh. Không sai, Ân Minh đang đứng trên một đỉnh núi nhìn chằm chằm vào đỉnh Ngọc Linh với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ta là cháu trai của Đại Tế Ti Hoàng tộc và là người thừa kế tương lai của Ân gia. Thân phận của hắn ta tôn quý bậc nào thế mà lại bị một tên tiểu võ tu giành mất phần lợi. Làm sao hắn ta có thể chịu đựng được? Nhưng hắn ta vốn không thể nào ký kết khế ước cộng sinh với Long Phi. Cuối cùng hắn ta cùng với Long Phi vẫn không thể tâm ý tương thông. Nói trắng ra thì Long Phi không có chút cảm giác nào với hắn ta. Thiếu chủ, Kim Sơn lão quỷ đã đến, cung kính hành lễ với hắn ta. Ân Minh không trả lời, đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ đến những chuyện đang xảy ra trên đỉnh Ngọc Linh. Hai hàm răng của hắn ta nghiến vào nhau nghe ken két. Kim Sơn lão quỷ tiến đến nói nhỏ vào tai của hắn ta. Ân Minh nhướng mày hỏi, thế cũng được sao? Đại Tế Ti luôn có biện pháp, Kim Sơn lão quỷ cười nói. Tốt lắm, Ân Minh bật cười, nhanh chóng xoay người xuống núi. Trước khi rời đi thì hắn ta còn không quên quay đầu nhìn lại đỉnh Ngọc Linh,
hai hàng lông mày nhíu chặt như có thể nhìn thấy Long Phi đang nhắm mắt khoanh chân thiền định qua những đám mây. Hắn ta cười gian ác nói, tiện nhân, chờ đó cho ta, rồi sẽ có một ngày ông đây khiến cho các người phải hối hận. Hoàn thành, khế ước đã hoàn thành. Dưới ánh trăng, tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ Thiên Tông. Có không ít người còn muốn đi lên đỉnh Ngọc Linh xem thử, đáng tiếc Hoàng Ảnh Vệ đã trấn thủ dưới núi hết sức gắt gao, mấy vị trưởng lão nội môn như Bạch Huyền Thạch cũng không có đủ tư cách để được lên đó, có thể thấy mấy vị ở trên xem trọng chuyện này đến thế nào. Hoàn thành rồi. Trên đỉnh Ngọc Linh, Dương Huyền Tông và những người khác đều thở dài nhẹ nhõm. Trong tiếng hoan hô, Triệu Bân và Long Phi đều đã mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh trở nên kỳ quái, mà thần sắc của ai cũng có vẻ phấn khích. Mất vài giây thì hai người mới có thể phản ứng, cả hai đều cúi đầu lau máu mũi, Triệu Bân trước giờ ra mặt vẫn dày cho nên không có việc gì, còn Long Phi lúc này thì đã đỏ mặt bừng bừng. Cô ta đang xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Thuốc bổ này không được dùng quá nhiều. Triệu Bân vừa lau máu mũi vừa lẩm bẩm nói. Trên thực tế, tất cả mọi người có mặt đều biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ biết do hai người nhìn thấy những hình ảnh tươi đẹp thoát tục cho nên mới chảy máu mũi giàn giụa như vậy. Hoàng Phi Vũ Linh liếc mắt một cái, tại sao trông bà ấy còn có chút tức giận. Khi bà ấy nhìn sang Long Phi thì bà ấy lại day day chán, con gái của bà ấy cũng không thua kém gì người ta. Ngày xưa nàng cũng không khá hơn là bao. Nếu như hoàng đế có mặt ở đây thì nhất định sẽ nói như vậy. Nếu không thì ông ta cũng không thể nắm giữ được một mỹ nhân ngây thơ như bà ấy. Đúng là một cảm giác kỳ lạ. Triệu Bân lau máu mũi, nội thị khí lực. Sau khi lập khế ước với Long Phi, hắn luôn cảm thấy có một nguồn sức mạnh thần bí đang cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể mình, vô cùng dồi dào. Sức mạnh của cửu vĩ. Triệu Bân vừa lẩm bẩm vừa thoáng liếc nhìn qua Long Phi. Cơ thể của Long Phi cũng đang bốc ra hơi nóng giống như hắn, đó chính là khí huyết của cửu vĩ đang được chuyển vào cơ thể hắn thông qua khế ước chứ Long Phi không thể tự chủ được trong việc này. Đã bắt đầu chia ra rồi sao, Triệu Bân ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận suy xét lại thì hắn mới cảm thấy không phải. Nguồn sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ chắc chắn rất khổng lồ cho nên một mình Long Phi mới không thể gánh được, phải tìm một người khác chia nguồn sức mạnh đó ra. Khế ước cộng sinh chính là một thông đạo để nguồn sức mạnh chảy qua cơ thể của người thứ hai, mặc dù còn chưa bắt đầu chia tách sức mạnh nhưng nguồn sức mạnh của cửu vĩ đã tràn đầy vào cơ thể của hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại nội thị khí lực. Nguồn sức mạnh đang chảy vào trong cơ thể của hắn là rất lớn nhưng còn lâu mới đạt tới phân nửa sức mạnh của cửu vĩ, nhiều nhất cũng chỉ mới truyền qua khí tức của cửu vĩ. Ba ngày sau chia tách sức mạnh cửu vĩ hồ, Đại Hạ Hồng Uyên khẽ cười rồi lăng không bước đi. Sau ông ta, Tử Y Hầu cũng rời đi, từ đầu đến cuối lão không nói tiếng nào nhưng trước khi đi lão còn liếc nhìn Triệu Bân một cái, đây là lần đầu tiên lão gặp Cơ Ngân nhưng lão lại có cảm giác rất quen thuộc. Tự chuẩn bị đi, Dương Huyền Tông dặn dò xong rồi cũng xoay người rời đi. Ngươi giỏi lắm. Linh Lung dùng sức véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Bân khiến cho Triệu Bân phải nhe răng trợn mắt, nữ soái bên cạnh cũng che miệng cười trộm. Nói thực ra thì cô ta cũng đang muốn chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Triệu Bân, cảm giác chắc chắn sẽ rất thích. Hai người cuối cùng cũng rời đi, cảm giác như vừa chút được một gánh nặng. Trên núi chỉ còn lại Triệu Bân, Long Phi cùng Hoàng Phi. Chắc là do xấu hổ quá cho nên Long Phi liền trốn đi, đóng cửa lại sau lưng. Về phần Triệu Bân, hắn vẫn đang đắm chìm trong việc nghiên cứu sức mạnh cửu vĩ, hắn mới chỉ được truyền một chút khí tức mà đã mạnh mẽ như vậy. Vậy thì sức mạnh cửu vĩ thật sự còn kinh khủng đến cỡ nào nữa? Thực ra thì hắn cũng đã từng được thấy qua sức mạnh đó rồi, Long Phi cửu vĩ hóa chỉ cần một tát là đã có thể khiến cho hắn thê thảm, hắn có muốn thi triển bí thuật huyền pháp gì cũng đều vô dụng. Bởi vì cả hai người vốn không cùng trình độ. Nghĩ đến đó, hắn liền nở nụ cười. Nếu như hắn có được một nửa sức mạnh cửu vĩ thì cũng xem như hắn đã được một bước lên trời. Như vậy thì hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để cứu được mẹ của mình. Khi hắn ngước mắt lên thì liền thấy Hoàng Phi đang nhìn mình bằng ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Đúng là mẹ nào con nấy, sắc mặt của ai khi nhìn hắn cũng không hề thân thiện. Triệu Bân cười ha hả. Trong lúc đang cười thì lỗ mũi của hắn lại chảy máu. Khi đang lập khế ước cộng sinh thì hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên nhìn thấy của cả Long Phi và Hoàng Phi rõ mồn một ngay trước mắt.
Hoàng hậu đại hạ cao quý lộng lẫy, ở trên giường vẫn rất hoạt bát sinh động, mặc dù lúc này Hoàng phi đang mặc y phục nhưng trong mắt hắn cũng không có gì khác biệt so với lúc không mặc. Ánh mắt của Hoàng phi lại càng sắc lạnh hơn. Tên nhóc này sao nhìn ai cũng chảy máu mũi. Nói bừa, ta nhìn Man Đằng chắc chắn sẽ không chảy máu mũi. Đây chính là câu trả lời của Triệu công tử. Nếu như ngươi dám ức hiếp con gái của ta thì cứ đợi đấy, Hoàng phi chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi. Nghe vậy, khóe miệng của Triệu Bân khẽ giật giật, kể từ khi quen biết Long phi thì hắn thường xuyên bị đánh thê thảm. Đêm đã khuya, hắn cũng xoay người trở về phòng. Sau khi đóng chặt cửa phòng thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Khế ước cộng sinh đã hoàn thành, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Cửu Vĩ Tiên Hồ, cảm nhận được sức mạnh bao la, trước nguồn sức mạnh này hắn bỗng trở nên cực kỳ nhỏ bé, nếu như không bị ký chủ trói buộc thì Cửu Vĩ Tiên Hồ chắc chắn sẽ càng lúc càng mạnh. Nhanh lên, đừng lười biếng. Sắc trời còn chưa sáng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào trên đỉnh Ngọc Linh. Đó chính là tiếng của Dương Huyền Tông, ông ta đã dẫn lên đỉnh Ngọc Linh một đám trưởng lão, ai cũng đang tận tâm xây dựng tế đàn, hai tòa tế đàn được bố trí theo thế âm dương, kết nối với nhau bằng những trận văn đặc biệt, đích thân Dương Huyền Tông đến giám sát cho nên không có ai dám làm qua loa. Trong phòng, Triệu Bân vẫn đang khoanh chân ngồi thiền định. Khí huyết của hắn dâng trào, sinh khí vô cùng mạnh mẽ, nhờ khế ước cộng sinh cho nên khí tức của Cửu Vĩ vẫn đang chảy vào trong cơ thể của hắn. Bổ sung cho đan hải của hắn, thực lực của hắn ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều, năng lượng bên trong cơ thể của hắn cũng càng lúc càng trở nên thuần khiết. Không biết đến khi nào thì hắn mới mở mắt ra, trên mặt tràn đầy ánh sáng. Tuy nhiên, lời nguyền không để cho hắn được bình yên, ngay khi hắn hít sâu một hơi thì đã có máu chảy ra từ khóe miệng, khí huyết đang dâng trào của hắn cũng suy giảm không ít mà không rõ nguyên nhân từ đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của hắn bỗng trở nên tái nhợt. Điều đáng sợ chính là bệnh của hắn không ai có thể tìm ra được nguyên nhân, ngay cả đại hạ Hồng Nguyên cũng không thể. Lão đại, trứng của lão đại vỡ rồi. Phân thân truyền đến lời nói hết sức ngắn gọn xúc tích. Triệu Bân liên kết nối tầm nhìn với phân thân rồi liếc nhìn vào Thành Thiên Thu. Trứng mà phân thân đang nói tới tất nhiên là quả trứng kỳ lân vàng, vỏ trứng lại vỡ ra thêm một mảnh làm lộ ra tinh khí bên trong, nó còn có thể tự hấp thụ linh khí. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gầm của dã thú truyền ra từ bên trong. Đó là tiếng gầm nhẹ của kỳ lân. Trứng vỡ mà cũng chưa thấy nở, nó vẫn đang hấp thụ thiên địa linh khí giống như hấp thụ chất dinh dưỡng, đừng nói là người của ma gia, ngay cả Triệu công tử cũng đã không còn kiên nhẫn, bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy kỳ lân cho nên rất muốn nhanh chóng được mở mang tầm mắt, bọn họ đều muốn biết thánh thú trong truyền thuyết sốt cuộc lợi hại đến như thế nào, cái gì mà Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái gì mà Thái Thượng Hung Hổ. Bọn chúng ở trước mặt kỳ lân đều phải quỳ phục, nhưng điều kiện tiên quyết là cấp bậc của kỳ lân cũng không được quá thấp. Trứng kỳ lân mới vừa ấp nở thì vẫn còn rất yếu. Ta nghe nói ngươi đã lập thành khế ước với Long Phi hả, ma tử cười nói. Tin tức của ngươi thật nhanh nhạy, Triệu Bân lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói. Một nửa sức mạnh Cửu Vĩ, ngươi đúng là đã một bước lên trời, ma tử thổn thức nói. Tuy rằng hắn ta chưa từng nhìn thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ nhưng cũng đã nghe về hung danh của nó từ lâu, mạnh mẽ như Triệu Bân mà cũng bị Long Phi một tát đánh gục thì đủ hiểu Cửu Vĩ hóa đáng sợ tới mức nào. Triệu Bân thu tầm mắt lại rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy hắn bước ra ngoài, Dương Huyền Tông ôn hòa cười nói, sau khi lập khế ước cộng sinh ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn ổn, Triệu Bân cười nói. Đâu chỉ ổn, hắn còn cảm thấy rất kỳ diệu. Két! Thật trùng hợp! Long Phi cũng đã bước ra khỏi phòng, nhưng vừa nhìn thấy Triệu công tử thì cô ta liền lui vào trong phòng, nguyên nhân chính là bởi vì cô ta cảm thấy xấu hổ, dù sao cô ta cũng là công chúa mà lại bị chảy máu mũi trước mặt biết bao nhiêu người, đúng là mất mặt. Mặc dù đã trôi qua một đêm nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân thì cô ta vẫn không khỏi miên man bất định. Triệu Bân thì khác. Cái tên này vô tâm vô phế, chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Đêm qua hắn đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khác. Nếu như hắn vẽ lại cảnh xuân của Hoàng Phi cùng Hoàng đế rồi đem bán ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người đổ xô tới mua, chắc chắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nguyệt Thần liếc nhìn hắn. Ý tưởng này quả thực rất nguy hiểm. Nhưng ý tưởng này cũng rất kích thích. Mau kể cho lão phu nghe đêm qua ngươi đã nhìn thấy những gì. Có mấy trưởng lão nội môn nở nụ cười gian tà chọc chọc vào người Triệu Bân hỏi. So với bức tranh này cũng không có gì khác biệt. Triệu Bân vừa nói vừa đưa ra một cuộn tranh tươi đẹp thoát tục.
trẻ nhỏ dễ dậy, ánh mắt của mấy lão già liền sáng lên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nhận lấy cuộn tranh thì đã thấy Dương Huyền Tông bước tới, ông ta phất tay tịch thu cuộn tranh, tự giác nhét vào trong bùa chữ vật, xong việc liền lớn tiếng mắng, đã từng tuổi này mà còn không biết giữ thể diện sao. Nhanh đi xây dựng tế đàn đi. Mấy trưởng lão kia bĩu môi, nhìn ánh mắt của trưởng giáo cũng gian tà không kém ai, đừng tưởng lão già này chính trực, nhìn thấy Xuân Cung đồ thì liền tịch thu, chắc chắn là muốn một mình vụng trộm xem. Mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo người ta là trưởng giáo chứ. Đến khi trời nhá nhem tối thì mới nhìn thấy Long Phi rời khỏi phòng. Cô ta đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vứt bỏ hết những suy nghĩ lung tung, trở lại với vẻ mặt lãnh đạm nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Triệu Bân. May mà lúc nhỏ cô cũng rất nghịch ngợm. Vẻ mặt của Triệu Bân dường như rất có ý tứ, hắn phải đa tạ Long Phi, nếu như không phải lúc nhỏ cô ta nghịch ngợm đi nhìn trộm phụ hoàng mẫu hậu của mình thì hắn cũng không thể nhìn trộm được cảnh xuân tươi đẹp, nếu như Hoàng Phi và Hoàng đế biết được chuyện này thì chắc chắn bọn họ sẽ giết chết hắn. Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hai làn hương thơm của nữ nhân. Linh Lung và nữ soái lại tới, trên tay còn cầm theo mấy trận kỳ không tầm thường. Trận văn khắc trên chúng còn mang theo khí tức thiên võ, vừa nhìn là biết do cường giả thiên võ khắc nên. Đêm qua ngươi đã nhìn thấy cái gì? Linh Lung vừa sắp đặt trận kỳ lên tế đàn vừa liếc mắt nhìn Triệu Bân hỏi. Triệu Bân xoa xoa hai bàn tay nhỏ, đang nghĩ có nên đưa cho Linh Lung xem ít cảnh xuân tươi đẹp hay không. Đưa cho Linh Lung thì chắc chắn Dương Huyền Tông không dám tịch thu. Nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn từ bỏ ý tưởng đó. Nữ nhân hung tợn này chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Hôm nay không thấy Tử Y Hầu. Lão không tới cũng tốt, Triệu Bân cũng sợ khi nhìn thấy lão thì sẽ không đè nén được sát khí. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mấy trưởng lão bận rộn, Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhất tâm nhị dụng, vừa nghiên cứu sức mạnh cửu vĩ vừa âm thầm nghiên cứu huyền giáp, chờ sức mạnh cửu vĩ chia tách xong xuôi thì hắn mới có thể bắt tay vào luyện chế huyền giáp. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hắn chắc chắn có thể luyện chế thành công. Không biết đến lúc nào thì lại thấy hai bóng người từ trên trời đáp xuống. Triệu Bân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Đại Hạ Hồng Uyên. Tới cùng với Hồng Uyên còn có một hắc y nhân, nhìn dáng người thì nhất định là nữ nhân, không thể nhìn thấy dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đẹp lộ ra, một đôi mắt trong trẻo sáng ngời không chút tạp niệm. Mặc dù nữ nhân này đã cố ý che giấu khí tức nhưng cũng khó có thể giấu hết được khí thế của cường giả thiên võ. Nữ nhân này chắc chắn cũng là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật. Đại Hạ Hồng Tước, Triệu Bân lẩm bẩm. Trên toàn cõi Đại Hạ có 5 cường giả thiên võ, 4 nam 1 nữ, lai lịch của nữ nhân này vì thế cũng không quá khó đoán. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy đôi mắt của Đại Hạ Hồng Tước thì hắn đã có cảm giác quen thuộc không thể nào lý giải được. Hắn luôn cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy đôi mắt đó trước đây, vì vậy cho nên hắn mới bất giác nhìn trộm thêm mấy lần. Nhưng khi nhìn một lúc thì hắn lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chính xác mà nói thì tinh thần của hắn dường như đã bị khống chế, Hồng Tước rõ ràng chỉ đứng yên nhưng trong mắt của hắn lại giống như đã bị hút vào một vòng xoáy. Nếu như hắn không nhanh chóng thu tầm mắt lại thì tinh thần của hắn chắc chắn sẽ bị ma lực làm tổn thương. Bái kiến sư tôn. Bái kiến lão tổ. Những người có mặt, bao gồm cả Long Phi đều chắp tay cúi đầu. Triệu Bân cũng rất hiểu lễ nghĩa, thi lễ rất cung kính. Không cần đa lễ, Hồng Uyên cười nói. Đại Hạ Hồng Tước không nói gì, chỉ đứng yên bất động. Triệu Bân lại nhìn trộm, thực sự càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sao lại không nhìn ra người nào, chỉ có thêm một lớp hắc bào che giấu thôi mà. Triệu Bân vùi đầu dụi mắt. Lại bị lay đến nổ đom đóm mắt. Trong lúc ấy thì lại có một người khác từ trên trời rơi xuống. Người trung niên có đôi mắt màu tím, khí thế tương đối khủng bố, lúc ông ta chạm đất thì cả ngọn núi rung lên, liếc nhìn tình trạng của người này có chút dọa người, khuôn mặt mang sắc khí đáng sợ, và lại bất luận nhìn đi đâu cũng là vẻ mặt vô cảm, ai không biết lại tưởng ông ta là một con rối xác chết nữa. Cảm giác lạnh lẽo làm người khác rùng mình. Quỷ Minh. Triệu Bân nghĩ thầm. Mặc dù chưa từng gặp qua người này nhưng hắn vẫn biết biệt danh của ông ta. Quỷ Minh là người Đại Hạ, ông ta cũng là một võ giả cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, lai lịch của ông ta không tầm thường, nghe đồn, ông ta đến từ giới quý tộc, đôi mắt tím ấy có ánh sáng của huyền dị chi quang, có liên quan đến ma tộc, còn về năng lực thì không ai biết được, chỉ biết không thể nhìn nhiều,
nếu không sẽ bị làm cho tâm thần xáo trộn. Lâu ngày không gặp, người vẫn cứ uy phong như vậy. Hồng Uyên vuốt râu cười, coi như một lời chào hỏi. Không bằng ngươi được, Quỷ Minh thờ ơ nói, giọng điệu khó chịu. Theo như Triệu Bân thấy, hai lão già này có lẽ có ân oán với nhau. Sau Quỷ Minh là một thanh niên tóc đỏ từ trên trời rơi xuống, cũng là khí thế kinh người, đừng nói là Triệu Bân, ngay cả những trưởng lão như Dương Huyền Tông cũng cảm thấy áp lực, luôn cảm thấy có một ngọn núi khổng lồ đè lên vai mình. Lão Tổ U Tuyền, Triệu Bân lẩm bẩm, cũng chưa từng gặp qua, nhưng hắn đã nghe danh. Nhìn mái tóc đỏ của lão Tổ, rõ ràng là huyết mạch đặc biệt, là huyết mạch gì thì hắn không biết, có lẽ ông ta đã dùng thần dược trường sinh bất lão. Đừng nhìn bề ngoài là một thanh niên, thực tế đó là một lão giả, nghe đồn, tuổi của ông ta còn lớn hơn Hồng Uyên nhiều, luận về bối phận thì còn là sư huynh của Hồng Uyên. Về sức chiến đấu thì, ông ta vẫn còn kém Hồng Uyên một chút. Cái này vừa nhìn đã biết. Đã lâu không gặp, Hồng Uyên cười nói. Lão Tổ U Tuyền trả lời, không mặn không nhạt nói. Cha cha, dường như hai người họ cũng có chút ân oán. Triệu Bân lại liếc ngang. Lại có thêm người từ trên trời rơi xuống. Triệu Bân từ xa đã nhìn thấy một con vật to lớn. Đó là một con rùa. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, không phải hắn chưa từng nhìn thấy rùa, nhưng một con rùa biết bay thì đúng là lần đầu nhìn thấy. Trên lưng của nó có một lão giả mặc mãng bào, khí huyết cường đại, đến không khí cũng đông cứng lại, lại một cảnh giới thiên võ nữa, người này gì cũng tốt, chỉ là không có lông mày. Bởi vậy, thiên hạ gọi ông ta là Vô Mi đạo nhân. Còn đang mải nhìn thì con rùa đã từ trên trời rơi xuống, Vô Mi đạo nhân cũng bước xuống. Ngoài Hồng Uyên và Hồng Tước ra, những người khác đều chắp tay hành lễ. Để trấn áp Cửu Vĩ Hồ, năm vị cường giả cảnh giới thiên võ của đại hạ đều tề tựu đông đủ rồi. Sau đó là thời gian xem khỉ. Mà Triệu Bân chính là con khỉ đó, Vô Mi đạo nhân, Quỷ Minh và lão tổ U Tuyền vây xung quanh hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải, chỉ nghe nói Thiên Tông có một nhân tài, lại còn là một yêu nghiệt nghịch thiên, đêm nay lần đầu tiên nhìn thấy, đến Hồng Uyên còn không nhìn ra manh mối, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Thành thật mà nói, Triệu Bân cũng có chút sợ hãi. Năm cảnh giới thiên võ đấy, năm người mạnh nhất của Long Triều Đại Hạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không sợ vãi tè mới lạ, cứ luôn cảm thấy thân thể vừa lùn với trong suốt, không giấu được bí mật gì. Đám người Dương Huyền Tông cũng rất phối hợp mà giữ im lặng, hy vọng ai đó có thể nhìn ra gì đó. Tất nhiên, sau một hồi lâu, cũng không thấy ai nói gì. Hồng Uyên trong lòng cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, ông ta nhìn không thấu. Còn về Hồng Tước, cũng là im lặng, đôi mắt đẹp của bà ta không hề có thay đổi cảm xúc gì cả. Nhìn về phía Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và lão tổ U Tuyền, hai mắt hơi híp, lông mày nhíu lại. Nhìn một phen từ trong ra ngoài nhưng lại vẫn không phát hiện ra bí mật gì, nếu như phải nói rằng có bí mật, chỉ là khí huyết của thằng nhóc này khá mạnh mẽ, sức sống cũng dồi dào vô tận. Quỷ gì? Lời nói của Vô Mi đạo nhân đã phá vỡ sự im lặng của hiện trường. Quỷ Minh và lão tổ U Tuyền hít sâu, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Bân lại cúi đầu xuống. Rõ ràng là bị bệnh nhưng lại không tìm ra, đúng là con mẹ nó điên tiết. Rầm, bùm. Bùm! Có một tiếng gầm trên không trung trong Thiên Tông vào ban đêm. Tất cả là vì uy áp của năm vị thiên võ quá lớn, khí thế liền nhau khiến cho hư không bị nghiền ép đến rung động, thỉnh thoảng lại có sấm chớp vang lên, toàn bộ trưởng lão của Thiên Tông hay đệ tử đều cảm thấy phiền muộn. Một đêm này thật đáng nhớ, quá nhiều trưởng lão thở dài. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng năm vị cường giả thiên võ cũng đã tập hợp lại. Trưởng lão đã như vậy, không nói tới đệ tử. Bọn họ kinh ngạc nhìn về đỉnh Ngọc Linh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trấn áp Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn xứng với trận địa lớn như thế này. Năm cường giả thiên võ có mặt, việc này đã ổn hơn, đối với người đời mà nói, năm vị lão tổ này chính là trời, chỉ cần có bọn họ ở đây, nước đại hạ vĩnh viễn đứng sừng sững. Kỳ gì? Trên đỉnh Ngọc Linh, mấy lão giả vẫn đang xem khỉ. Bọn họ cứ lầm bầm không dứt, một câu kỳ dị hai câu kỳ quái, chính là không nhìn ra, tên nhóc này. Toàn thân được che đậy bằng một lớp màn bí mật, bọn họ không mở ra được, thật khó chịu. Ngươi, rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật đây? Lão Tổ U Tuyền nhàn nhạt nói, một tay đặt lên thiên linh cái của Triệu Bân.
Giữa lòng bàn tay và ngón tay của ông ta có huyền dị chi quang đang chuyển động, kèm theo đó là một phong ấn kỳ lạ. Đúng vậy, ông ta đang dùng thuật soát hồn, nếu đã không nhìn ra, vậy thì đi soát ký ức của cơ ngân. Cái này không lừa được người, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, soát hồn là biết ngay. Không chỉ ông ta, ngay cả Quỷ Minh và Vô Mi đạo nhân cũng có dự định này. Chủ yếu là tò mò về bí mật của cơ ngân. Cưỡng chế soát hồn sẽ làm hỏng nền tảng của hắn, Hồng Uyên đưa tay chặn lão tổ U Tuyền lại. Ngươi ngăn cản như vậy, chẳng lẽ hắn có bí mật gì không thể nói ra sao? Lão tổ U Tuyền cười lạnh, giọng điệu có chút lạnh lùng. Sư huynh nghĩ nhiều quá rồi. Khí thế áp bức của Hồng Uyên cũng tràn ra, cười nhạt nói, cường hãn chân áp lại lão tổ U Tuyền. Nếu như cứ muốn soát hồn thì sao? Quỷ Minh trầm giọng nói, Vô Mi đạo nhân cũng vuốt râu, hai người đồng thanh, khí tức của họ cũng đồng thời lộ ra, giống như với lão tổ U Tuyền, họ chống lại Hồng Uyên. Ba vị cảnh giới thiên võ này mà bắt tay nhau thì thật sự có thể đè ép khí thế của Hồng Uyên. Thiên hạ đệ nhất không phải giả, nhưng đó là trong trường hợp đánh một mình, nếu đánh hội đồng thì Hồng Uyên cũng ăn đủ. Ba vị, có gì từ từ nói. Hồng Tước khẽ nói, đồng thời cũng phát ra khí tức của mình, kết nối với Hồng Uyên. Hai người hợp lực, đẩy lùi sự trấn áp của ba người Quỷ Minh. Ầm, ầm ầm. Năm người ở cảnh giới thiên võ ngầm giao chiến với nhau, khí tức kinh người hóa thành một cỗ uy áp đáng sợ, nhấn chìm toàn bộ thiên tông. Khí thế đó trực tiếp bị đông cứng, toàn bộ đỉnh Ngọc Linh chấn động rung lên, sắc mặt của rất nhiều đệ tử và trưởng lão đột nhiên biến sắc, sắc mặt tái đi. Đây là đáng đánh nhau sao? Đến bên ngoài núi đều như vậy, đừng nói đến trong núi. Những người ở cảnh giới chuẩn thiên như Dương Huyền Tông đều phải rên rỉ một tiếng, đây chỉ là đối kháng về khí tức. Nếu thật sự đánh nhau thì xong đời, cảnh giới chuẩn thiên và thiên võ chỉ cách nửa bước, nhưng luận về chiến lực thì như trời với đất. Hừ, khó chịu nhất chính là Triệu Bân, hắn cách năm vị đại thần kia quá gần, uy áp kinh người giống một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, đè lên vai, nghiền nát thân thể hắn. Nhìn đi, năm vị cảnh giới thiên võ của đại hạ không hề hài hòa như vẻ bề ngoài, họ đều có ân oán với nhau, luôn muốn tìm lý do để choảng nhau. Hôm nay một bên muốn soát hồn, một bên không muốn, đây chính là lý do tốt nhất, cho dù không có hắn ở đây, năm người này cũng sẽ tìm những lý do khác. Ba lão già mặt dày này. Triệu Bân thầm nguyền rủa trong lòng, hắn mắng chửi Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và U Tuyền, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân mà làm hỏng nền tảng của hắn, lại còn muốn đánh nhau đến vậy, muốn đánh thì cút ra ngoài mà đánh. So với ba người này, Hồng Uyên và Hồng Tước vẫn vừa mắt hơn. Ầm, ầm ầm. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, tiếng gầm rú cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn. Năm vị cường giả cảnh giới thiên võ dường như rất tức giận, khí tức cùng uy áp không giảm mà cứ thế tăng lên, một bên lạnh lùng, một bên nhắm mắt cau mày, nhìn tình cảnh này, họ thật sự có xúc động muốn đánh một trận. Bọn họ đột nhiên nổi giận làm cho những người có mặt ở đó rất ngượng. Còn có hoàng ảnh vệ bên ngoài núi, các trưởng lão và đệ tử của thiên tông. Tất cả đều tái mặt. Thật là con mẹ nó buồn cười, hiếm lắm mới có khi gặp nhau, vừa đụng mặt đã muốn chiến. Không chịu được nữa rồi. Triệu Bân nghiến răng, đừng nhìn bề ngoài không sao, thật ra kinh mạch nội tạng trong cơ thể hắn đều đã vỡ nát, nếu không phải có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ thì hắn đã sớm thành đống thịt nát rồi. Cho dù là như vậy, hắn cũng đủ khốn đốn rồi. Uy áp của cảnh giới thiên võ quá mạnh. Năng lực của trường sinh quyết cũng yếu đi nhiều, nếu còn tiếp tục mạnh hơn nữa, e rằng hắn sẽ thật sự biến thành một đống thịt nhão mất. Đều là người một nhà, hà tất phải như vậy. Trong bầu khí trầm mặc, đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Lại có người lên núi, người này mặc áo bào màu bạc, trong tay cầm gậy đầu rồng, trên áo có vẽ hình bát tự, khí tức hùng hậu, toàn thân phát ra ánh sáng huyền dị, mặc dù không phải cảnh giới thiên võ, nhưng lại sâu không thể lường. Đặc biệt là đôi mắt già nua kia, giống như vực thẳm, nhìn thêm một lần, tâm trí có thể bị nuốt chửng vào trong đó. Lão ta là ông nội của Ân Minh, đại tư tế của hoàng tộc, Ân Chú. Những người tới đây tối nay đều là lão đại, vị này cũng không ngoại lệ, không cần xét đến tu vi, lão ta có thân phận cao quý, bối phận vô cùng cao, có thể đứng cùng hàng với năm vị thiên võ kia, có thể nói là đồng môn. Sự xuất hiện của lão ta làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Hoặc nói,
sự xuất hiện của lão ta đã cho năm vị thiên võ kia bậc thang mà bước xuống. Không thể cứ thế đối kháng mãi được, phải tìm lý do nào đó để kết thúc chứ. U Tuyền hừ lạnh, là người đầu tiên thu lại khí thức của mình, sau đó đến Quỷ Minh và Vô Mi đạo nhân, Hồng Tước và Hồng Uyên cũng không lằng nhằng thêm, đồng loạt thu liếm, sắc mặt có phần khó coi. Đám người Dương Huyền Tông cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà Triệu Bân, khóe miệng chảy máu, đau đến nhe răng nghiến lợi. Tức giận hại thật, ân chú cười nói. Trong lúc nói, lão ta liếc mắt nhìn về phía Triệu Bân, ánh mắt già nua nheo lại, Triệu Bân là lần đầu tiên gặp lão ta, ân chú cũng vậy, đúng như lời đồn, rất bất phàm, có thể so sánh với cháu nội lão ta, có rất ít người. Lần này, lão ta có vẻ đến hòa giải, nhưng không phải là đến cứu cơ ngân. Nếu không phải có mục đích riêng của mình, lão ta mới lười để ý đến chuyện này. Không hổ là hai ông cháu. Triệu Bân lẩm bẩm, cũng dành thời gian liếc nhìn ân chú. Ân Minh có gương mặt âm hiểm xảo trá, lão này cũng vậy, có điều, ân chú ẩn giấu sâu hơn, người thường không thể nhìn ra được, nếu không phải Nguyệt Thần truyền cho hắn ta thuật xem tướng, Triệu Bân cũng nhìn không ra ấy chứ. Hừ, ba người Quỷ Minh lại hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự đánh nhau, sau khi tách rời Cửu Vĩ Hồ xong, lão phu luôn sẵn sàng, Hồng Uyên nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, ba người kia cũng giận dữ gầm lên, khí tức bạo hành. Được rồi, ân chú vội vã xua tay. Linh Lung trong lòng thầm thở dài, lão tiền bối đều có ân oán, cô ta cũng biết, đó là bởi vì một bảo vật của tiên gia, ba người Quỷ Minh vẫn ghi thù cho đến nay, mỗi lần gặp mặt là không khí sẽ rất căng thẳng. Ta vẫn nên về phòng, như vậy sẽ an toàn hơn. Triệu Bân thầm nói trong lòng, vừa đi vừa ôm eo nhỏ, ho khan, mỗi lần ho lại nôn ra một ngụm máu, chịu đựng uy áp kinh khủng đến vậy, chân hắn như mềm đi, bước chân cũng không vững. Long Phi bước tới, ôm lấy hắn. Toàn bộ hiện trường, hai người bọn họ có tu vi thấp nhất, Triệu Bân khó chịu, cô ta cũng không khá hơn là bao. Một cơn phong ba đến nhanh đi cũng nhanh. Lửa giận của năm vị thiên võ đã tắt, lạnh lùng nhìn nhau, bắt đầu làm việc chính. Việc chính sự này chính là khắc họa trận văn. Tách rời CEO Vĩ Hồ không phải chuyện nhỏ, cần trận văn thiên võ. Cho dù bận rộn, bầu không khí hiện trường cũng vô cùng trầm mặc, chẳng hạn như đám người Quy Minh, luôn vô tình liếc nhìn Hồng Uyên với vẻ mặt khó chịu. Chuyện xảy ra năm đó, không chỉ ghi thù mà mỗi lần nghĩ lại vẫn còn rất bực bội nữa. So với bọn họ, Hồng Uyên với Hồng Tước có phần bình tĩnh hơn. Hừ,